Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 61. Thân thể hơi chậm lại, bốn người đều dừng lại trong tay ly chén, quay đầu nhìn qua, đã thấy chẳng biết lúc nào, cửa đình viện trước đã là đứng đấy một vị thanh xuân thiếu nữ, lại chính là thượng quan Khinh Yên không thể nghi ngờ. Sắc mặt có chút phức tạp, riêng là nhìn đến chính mình chưa bao giờ thấy qua thân thúc thúc, thượng quan Phi Vân nhất thời xuất hiện ở đây lúc, thượng quan Khinh Yên trong lòng run lên, bỗng dưng lộ ra không tự nhiên lại. Vị này cũng là cổ đại sư biểu muội, cổ tiểu thư a, ha ha ha. Tới tới tới, mời ngồi. Trong mắt tinh mang lóe lên, đã minh bạch tất cả mọi thứ thượng quan Phi Vân, nhìn lấy chính mình cái này vội vàng hấp tấp, không dám bại lộ thân phận cháu gái ruột, bất giác thản nhiên cười, chỉ bên cạnh một chương chỗ ngồi, khoan thai lên tiếng, vừa mới chúng ta cùng lệnh huynh nói chuyện thật vui, nếu như không bỏ, còn mời cùng đi đi. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, thượng quan Khinh Yên thân là thượng quan gia đại tiểu thư, cũng là lần đầu tiên làm thám tử, tuy nói gần đến trước đã bị phụ thân cùng chư vị cung phụng trưởng lão căn dặn huấn luyện nhiều lần, nàng cũng lòng tin tràn đầy, nhưng thật nhìn đến chính mình cái này cũng thân cũng địch thúc thúc, thượng quan Phi Vân, nàng vẫn là ngăn không được lộ ra vẻ khẩn trương. Minh bạch trong nội tâm nàng phần kia lo sợ, thượng quan Phi Vân cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau, đều là lộ ra hí ngược chi mặt. Ai, thượng quan Phi Hùng thì phái như thế cái ngây ngô tiểu nha đầu tới làm thám tử, cũng thật sự là không có người a, ha ha ha. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm trong lòng âm thầm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vốn là thượng quan Khinh Yên lúc này biểu hiện, làm thám tử tới nói, chính là một sơ hở lớn, nhưng đã thượng quan Phi Vân bọn họ đã giải hết thảy, hơn nữa còn là Trác Phàm vui thấy thành, liền cũng không quan trọng. Dù nói thế nào, vừa mới bốn người nói chuyện với nhau lúc, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ cũng đã thăm dò tính thăm dò hắn cơ sở, hắn cũng vừa đúng biểu hiện vẻ kinh hoàng, hiển thị rõ mật thám giới newbie phong phạm, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, còn cho là mình thật sự là sơ nhập giang hồ ngốc manh mật thám đây. Hiện tại thượng quan Khinh Yên lại đến cái này vừa ra, vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo ý cười, thượng quan Phi Vân chăm chú nhìn thượng quan Khinh Yên không thả. Lại là càng phát ra để cho nàng khẩn trương, một câu nói không nên lời, rất lâu, mới lại cười lớn một tiếng, trêu đùa, ha ha ha. Lão phu mời cô nương tiến lên một lần, cô nương đã không tiếng vang, cũng không động tác, chỉ là như thế nhìn chằm chằm lão phu, nhưng là có cái gì ẩn tình ở bên trong sao? Thân thể nhịn không được lắc một cái, thượng quan Khinh Yên càng thêm kinh hoàng lên, lại là nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Bỗng dưng, một trên ót đều xuất hiện dày đặc mồ hôi. Trong lòng không sai hết thảy, thượng quan Phi Vân lần nữa cùng Bách Lý Kinh Vĩ lẫn nhau nhìn xem, tận hưởng mèo đùa chuột niềm vui thú. Yên nhi, người có phải là không thoải mái hay không a? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ bệnh cũ lại phạm? Bỗng nhiên, Trác Phàm bỗng dưng đứng dậy, đi về phía thượng quan Khinh Yên nơi đó đi tới, đem nàng cái kia kinh hoàng sắc mặt ngăn ở phía sau, liên tiếp hướng nàng nháy mắt. Nháy mắt. Lập tức minh bạch hắn ý tứ, thượng quan Khinh Yên vội vàng thuận theo mà xuống, gật đầu nói, đúng vậy a, biểu ca, ta bệnh cũ xác thực phạm, thân thể có chút suy yếu, ngươi dìu ta trở về đi. Há, tốt, cái kia kiếm vương đại nhân lệnh bài. Ở chỗ này, cho ngươi. Tốt, bình tĩnh gật đầu, Trác Phàm tiếp nhận lúc trước đan thanh sinh cho cái kia tấm bảng hiệu, vội vàng vô cùng lo lắng chạy đến ba người trước mặt, khom người dâng lên. Ôm quyền nói, xin lỗi, xá muội từ tiểu ngũ hành không được đầy đủ, dựa vào đan dược mà sống, chợt có phát bệnh. Bây giờ đang ở xuống đến vịn xá muội trở về, như vậy trước cáo từ. Hơi hơi gật gật đầu, đan thanh sinh thuận tay tiếp nhận thẻ bài, thản nhiên nói, đã cổ đại sư có chuyện quan trọng tại thân, lão phu thì không ép ở lại, vẫn là tranh thủ thời gian cho cổ cô nương liệu thương đi thôi. Vâng, thật sâu cúi đầu, Trác Phàm liền muốn cáo lui. Thế nhưng là, còn không đợi hắn rời đi, thượng quan Phi Vân đã là lông mày nhíu lại, đùa cười ra tiếng, cổ đại sư, đã cổ cô nương thân thể không tiện, không bằng lưu tại vương phủ liệu thương được chứ. Dù sao vương phủ bên trong, các loại thuốc chữa thương tài đầy đủ, tận từ cổ đại sư cho lấy cho đoạt. Ách, không cần. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm tựa hồ trong lòng có quỷ, không khỏi rực rỡ cười một tiếng, khoát tay một cái nói, đa tạ vương gia hảo ý. Mấu chốt là trị liệu xá muội đan hoàn luyện chế phức tạp, thời gian rất lâu, thực sự không nên lúc này luyện chế. Vừa vặn chỗ ở có lưu,
tại hạ vẫn là mau chóng mang nàng trở về, để tránh ngộ thương thế a. Thật sâu nhìn lấy hắn, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt hơi híp, không khỏi nhạt cười một tiếng, đã như vậy, vậy chúng ta thì không lưu cổ đại sư, chỉ mời cổ đại sư chuẩn bị sẵn sàng, cũng liền tại cái này 3 năm ngày, chúng ta thì muốn đi trước đế đô. Riêng là, cổ cô nương cứu mạng đan dược, đại sư nhưng là nhất định muốn tùy thân mang theo a, lại không có thể lưu tại chỗ ở. Thân thể không khỏi trì trệ, Trác Phàm không khỏi rực rỡ cười liếc hắn một cái, xấu hổ gật gật đầu, liền mang theo thượng quan Khinh Yên rời đi. Cái này cổ đại sư, lời nói bên trong lỗ thủng rất nhiều a. Nhìn lấy bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng người, Đan Thanh Sinh lại như có như không liếc Bách Lý Kinh Vĩ cùng thượng quan Phi Vân hai người liếc một chút, hữu ý vô ý thì thào lên tiếng, đã cổ cô nương có dạng này chí mạng mau bệnh, cứu mạng đan làm sao có thể thất lạc chỗ ở đâu. Lại nói bọn họ vừa mới phản ứng, cũng quá mất tự nhiên điểm. Đương nhiên mất tự nhiên, hai cái tân sinh thám tử, nhìn thấy chúng ta ba cái, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có cảm giác khẩn trương a. Liên tiếp phạm sai lầm, cũng hợp tình hợp lý, ha ha ha. Còn không đợi Đan Thanh Sinh lời nói xong, thượng quan Phi Vân đã là từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, cười to liên tục. Giả bộ sững sờ, Đan Thanh Sinh không khỏi cả kinh nói, thám tử, người nói là hai người bọn hắn. Không tệ, Trảm Long Kiếm Vương vừa mới bỏ lỡ một trận trò vui, có lẽ không biết rõ tình hình. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt bỗng dưng xẹt qua hai đạo cơ trí tinh mang, ngay tại vừa mới, chúng ta đã bắt đến một người thám tử, khai ra hai người bọn họ tồn tại, lần này thượng quan ra hướng chúng ta vương phủ phái nhập hai cái mật thám, một sáng một tối, một cao một thấp, thật sự là phía dưới song bảo hiểm a. Bất quá, bọn họ tốt giống chính mình cũng không biết hai cái này thám tử, cái nào là rõ ràng, cái nào là thầm, cái nào là cao, cái nào là thấp, ngược lại biến khéo thành vụng, bị chúng ta toàn bộ bắt lấy, ha ha ha. Thật sâu hít một hơi, Đan Thanh Sinh trong lòng không sai, thật đúng là bị tiểu tử kia nói chúng, coi như cái này Bách Lý Kinh Vĩ biết thân phận của hắn, cũng không dám động đến hắn. Chỉ là không biết là bởi vì tình, vẫn là bởi vì ý. Nghĩ như vậy, Đan Thanh Sinh tiếp tục hỏi, đã như vậy, vì sao còn muốn thả bọn họ đi đâu? Cái này a, ha ha ha. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lớn, đến một lần cái này cổ đại sư thật là nhân trung long phượng, hiếm thấy trên đời luyện đan kỳ tài, cứ như vậy vẫn diệt thực đang đáng tiếc. Thứ hai a, vừa mới hỏi thăm cái kia thứ một người thám tử biết được, cổ đại sư vốn là bởi vì họa trốn vào Trung Châu, ngẫu nhiên cùng thượng quan gia gặp gỡ, mới cuốn vào đây không phải là bên trong, cùng thượng quan gia vốn không có lớn như vậy liên quan. Như thế tới nói, chỉ cần hứa lấy lợi lớn, để cổ đại sư vì đế quốc sử dụng, hẳn là kiện tương đương chuyện dễ dàng. Đạm mạc gật đầu, Đan Thanh Sinh tán đồng nói, xác thực như thế, có thể làm việc cho ta nhân tài, xác thực chắc là tận lực bảo toàn. Bất quá đã như vậy, vì sao lúc trước không trực tiếp làm rõ, để hắn đến chúng ta bên này làm việc? Nếu như quá sớm làm rõ, hắn chẳng phải thật thành chúng ta người sao? Lông mày nhíu lại, thượng quan Phi Vân không khỏi suy cười ra tiếng. Những mày, Đan Thanh Sinh không hiểu ý, người cái này có ý tứ gì? Ha ha ha, Trảm Long Kiếm Vương, sự tình là như vậy. Nhẹ nhàng sờ mũi một cái, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang rạng rỡ, bình tĩnh lên tiếng, cái gọi là bắt rùa trong hũ, lần này vây bắt thượng quan gia tặc tử, ta cần phải có người cho ta truyền tin, đem bọn hắn dẫn vào bẫy, một lần hành động tiêu diệt, mà người này, trừ cổ đại sư ra không còn có thể là ai khác. Đạm mạc gật gật đầu, thượng quan Phi Vân tiếp tục nói bổ sung, xét thấy cổ Nhất Phàm làm thám tử, chỉ là tân thủ, vừa mới ngươi cũng nhìn đến, hắn tuy nhiên cực lực trấn tĩnh, nhưng ở chi tiết vẫn là có không ít lỗ hổng xuất hiện. Cho nên chúng ta như trực tiếp cùng hắn ngả bài, để hắn cho chúng ta hướng thượng quan ra truyền tin tức giả, hắn tại thượng quan nhà những lão gia hỏa kia trước mặt, nhất định cũng là khẩn trương tâm thần bất định, lỗ hổng chồng chất. Còn không bằng để hắn tiếp tục làm thượng quan gia thám tử, chúng ta tới cái kế phản gián. Tuy nói cho hắn tình báo vẫn như cũ là giả, nhưng hắn tưởng rằng thật, cái kia người nhà họ thượng quan thì sẽ cho rằng là thật. Như thế tới nói, tiêu diệt bọn họ ngày đáng đợi vậy. Nếu không về sau, lại đem hắn kéo tới, biến thành của mình, một dạng mà. Lợi hại. Không khỏi thở dài một hơi, Đan Thanh Sinh nhịn không được hét to lớn tiếng. Bách Lý Kinh Vĩ nghe xong, bất giác mỉm cười lấy khoát khoát tay, chỗ nào, Trảm Long Kiếm Vương quá khen,
tại hạ cái này bất quá lược thi tiểu kế thôi, ha ha ha. Liếc mắt nhẹ liếc một cái hắn, Đan Thanh Sinh không khỏi không còn gì để nói. Lão Phu khen người cũng không phải là ngươi, người đắc chí cái gì sức lực. Lão Phu nói lợi hại, nói là Trác Phàm tiểu tử này xác thực lợi hại, mà ngay cả ngươi cái này đường đường đế quốc đệ nhất cố vấn mưu đồ đều tính được một phần không kém, thậm chí, ngươi sẽ không giết hắn lý do, tình lý hai đầu tuyến đều bị hắn tính tới. Liền các ngươi như thế nào kế phản gián, đều tại hắn trong lòng bàn tay. Ai, đây thật là lão lang đụng phải lão hồ ly, một cái so một cái âm hiểm a. Chỉ là không biết lần này, tiểu tử kia mục đích là cái gì. Bất quá bất luận như thế nào. Trong lòng hơi chậm lại, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, cười nhẹ dao động cái đầu. Bách Lý tiên sinh, người cái này đế quốc thừa tướng, tài năng kinh thiên động địa, lần này chỉ sợ muốn lật cái ngã nhào. Bởi vì các ngươi dự định sử dụng tiểu tử kia, thế nhưng là cái so ngươi càng thêm tính toán không bỏ sót tiểu quái vật a. Một phương diện khác. Vừa ra vương phủ, Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên liền vội gấp hướng Cổ Trạch phương hướng đi đến, một đường lên hai người đều là cứng ngắc một khuôn mặt, thân thể run rẩy. Ngươi có sốt sắng không? Khẩn trương. Ta cũng vậy. Song phương tay nắm, lẫn nhau cảm thụ lấy trên người đối phương rung động. Chỉ bất quá Trác Phàm là trang, thượng quan Khinh Yên lại là thật gan rung động a. Đi ra một dặm bên ngoài, Trác Phàm quay đầu nhìn không có người theo tới. Mới nắm thật chặt nắm thượng quan Khinh Yên tay, lắp bắp an ủi, không có. Không có việc gì, bọn họ giống như không có hoài nghi chúng ta. Có thể, nhưng là ta vẫn còn có chút khẩn trương. Đồng dạng quay đầu nhìn xem sau lưng, thượng quan Khinh Yên sắc mặt vẫn như cũ cứng ngắc cực kỳ, sắc mặt khó coi muốn chết. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Dù nói thế nào, thượng quan Phi Vân cũng là người thân thúc thúc, người gặp hắn có gì có thể sợ. Ta cái này ngoại nhân cũng không sợ. Bất quá, gặp cái này muội tử vẫn là một mặt khó có thể tiêu tan sắc mặt, Trác Phàm không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiện tay kéo một phát liền đem nàng ôm vào trong ngực, rộng thùng thình bả vai, đem cả người nàng bao vây lại, nhẹ nhàng tại nàng trên lưng vỗ, dạng này có phải hay không hội tốt đi một chút. Một hồi chúng ta còn muốn trở về hướng cứu cứu phục mệnh đây, người cũng không thể cầm khó coi như vậy sắc mặt gặp hắn a. Bằng không hắn về sau cũng sẽ không lại giao cho ngươi nhiệm vụ trọng yếu. Thực, Trác Phàm là sợ thượng quan Khinh Yên lộ ra manh mối, bị thượng quan Phi Hùng phát hiện. Hắn tại Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt bọn hắn có thể giả bộ lộ ra sơ hở, là vì để bọn hắn tin tưởng, chính mình là cái có sơ hở thám tử, bởi vì bọn hắn sớm biết mình là thám tử, cũng nhất định sẽ làm cho chính mình truyền đạt tin tức, chính mình mới có thể mượn cơ hội đem hai phe nhân mã cùng tiến tới đi, ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là, nhà đầu này như thế sắc mặt bị thượng quan Phi Hùng bọn họ phát hiện lời nói, nhất định sẽ lên hoài nghi, người lớn như vậy cái sơ hở bọn họ đều không hoài nghi, trong lúc này nhất định có vấn đề. Như thế tới nói, có lẽ trung gian thì sẽ sinh ra biến cố đến, song phương nhân mã không biết năm nào tháng nào mới có thể hung hăng đụng vào nhau. Không sai, Trác Phàm làm như thế, không phải vì an ủi muội tử, ngược lại là vì Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ kế hoạch tại Di bù đắp. Để cái này dẫn quân vào cuộc kế sách, càng thêm hoàn mỹ, dụ đến người nhà họ thượng quan tin tưởng. Hắn hiện tại cũng là một sợi dây, đem hai bên dây dẫn nổ dắt đến cùng một chỗ tuyến, cho nên phàm là chỗ có khả năng sẽ đem hai cái dây dẫn nổ cắt nhân tố, hắn đều muốn hết sức bài trừ. Chỉ vì chính mình kế hoạch, có thể hoàn mỹ áp dụng. Bất quá, trong lòng của hắn tà ác kế hoạch, tiểu muội tử làm sao có thể biết. Bỗng nhiên bị một cái nam tử xa lạ ôm vào lòng, như dỗ tiểu hài giống như, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng, cảm thụ lấy cái kia rộng lượng bả vai, từng trận oi bức không ngừng truyền đến, thượng quan Khinh Yên gương mặt, bỗng dưng liền bắt đầu nóng. Thế nhưng là, nàng lại cũng không chán ghét loại cảm giác này, thậm chí, theo Trác Phàm không ngừng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng thiết tấu, nàng hai tay lại cũng như nói mê chỗ, không tự chủ được trơn hướng Trác Phàm rộng lớn lưng eo. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm thân thể nhất thời cứng đờ, sắc mặt biến đến có chút cổ quái, vỗ nhẹ nàng phần lưng tay, cũng chợt dừng lại, trong lòng một trận oán thầm. Tiểu nha đầu này, nàng đây là làm cái gì, muốn đối với lão tử thừa cơ giở trò lưu manh. Lão tử an ủi nàng, nàng kiếm lời ở chỗ lão tử, rõ ràng lấy oán báo ân a. May mắn hắn tâm lý lời nói không có bị thượng quan Khinh Yên nghe đến. Không phải vậy thượng quan Khinh Yên không phải một miệng tâm huyết khí phun ra không thể.
Cái gì ta đối với ngươi giở trò lưu manh, rõ ràng ngươi trước đối lão nương đùa nghịch, có được hay không? Cảm thụ lấy Trác Phàm thân thể đột nhiên mà trở nên dị dạng lên, thậm chí so với nàng còn muốn cứng ngắc giống như, Thượng quan Khinh Yên trầm ngâm một chút, bất giác lộ ra một tia đạm mạc cười khổ, đem hai tay lại chậm rãi thu hồi lại, sau đó chậm chậm rời đi Trác Phàm ôm ấp, đạm mạc gật đầu cảm ơn, ta hiện tại tốt nhiều. Vậy là tốt rồi, ta bình thường hống tiểu tam tử cũng là như thế hống, tương đương thấy hiệu quả, ha ha ha. Không khỏi cười khan một tiếng, Trác Phàm nhìn nàng đã không việc gì, liền khẽ gật đầu, mang theo nàng tiếp tục đi đến phía trước. Vụng trộm liếc hắn một cái, Thượng quan Khinh Yên trầm ngâm một chút, thăm thẳm lên tiếng, vừa mới. Ta nhìn ngươi tại cái kia ba vị đại nhân vật trước mặt, chấn định tự nhiên, vừa nói vừa cười, dường như cùng bọn hắn đồng cấp một dạng, làm sao vừa mới. Cũng sợ mất mật. Thượng quan Khinh Yên không có nói tiếp, nhưng Trác Phàm đã là khẽ cười một tiếng, thay nàng nói ra, ha ha ha. Vừa mới ta cũng là gượng chống lấy, không phải vậy một khi bại lộ, ta tiện mệnh một đầu không quan trọng, tiểu tam tử làm sao bây giờ? Ai, sư phụ ta đã từng nói, trên đời này vạn vật, đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Cho dù là lại nho nhỏ nhân vật, cũng có chính mình cách sống. Ta tuy nhiên như con kiến hôi đồng dạng, không phải hiển quý người, nhưng vì sinh tồn được, da mặt từ lâu mài đến so thành tường chỗ ngoặt còn dày hơn, không tin ngươi sờ sờ. Nói, Trác Phàm cố ý đem mặt tiến đến Thượng quan Khinh Yên trước mặt, lại là đem nàng chọc cho khanh khách một tiếng, giận cười đem hắn cái kia mặt mo đẩy ra. Sau đó, Thượng quan Khinh Yên nhìn về phía Trác Phàm, lại là tăng thêm rất nhiều đưa tình ẩn tình thực. Ngươi cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, dù sao ngươi thế nhưng là rất hiếm thấy 11 phẩm luyện đan sư a. Nếu không phải lần này đan vương đại hội, ta cũng không biết ngươi lợi hại như vậy. Vậy thì có cái gì dùng? Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tại thực lực này vi tôn thế giới, luyện đan thuật mạnh hơn, cũng bất quá là cường giả phụ trợ mà thôi. Ta một cái thần chiếu cảnh tu giả, tư chất lại đồng dạng, nếu là bị cái kia cường giả nhìn lên, thì hô chi tắc đến, huy chi tắc khứ, sớm thành thói quen. Nói ta là bình thường con kiến hôi, có lẽ cũng không chính xác, nhưng cũng mạnh hơn con kiến hôi không bao nhiêu đi. Nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia cười khổ mặt mũi, Thượng quan Khinh Yên trong lòng, nhất thời phát lên một cỗ thương yêu chi ý, không biết sao, đúng là để cho nàng tâm cũng không nhịn được nhảy lên. Tuy nói hiện tại Trác Phàm là cái yếu cặn bã hình tượng, nhưng là cái kia cỗ chịu nhục, cực lực phản kháng vận mệnh khí chất, lại là ngăn không được hấp dẫn lấy nàng ánh mắt, thật lâu rời không ra đến. Cùng bọn hắn những thứ này xuất sinh thì ngậm lấy vững chắc muỗng con em quý tộc khác biệt, Trác Phàm loại kia từ dưới lên trên, bền gan vững chí khí tức, lại là để hắn có loại khác sức hấp dẫn. Tuy nhiên Trác Phàm một mực vui cười giận mắng, có khi thậm chí a dua su nịnh, hèn mọn tới cực điểm, nhưng tất cả mọi thứ đều vì một cái mục đích, muốn mang theo hài tử sống sót. Bởi vậy hắn có thể tại Trung Châu cửu kiếm vương dạng này tuyệt thế cao thủ trước mặt, cũng so với bọn hắn những cao tầng này con cháu còn muốn chấn định tự nhiên, cực lực tìm kiếm mình sinh cơ. Loại này nghênh khó hướng lên tinh thần, thật sâu cảm động nàng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Thượng quan Khinh Yên chính mình cảm giác mà thôi, trên thực tế, Trác Phàm mới là cái kia vẫn lạc nhân gian thiên sứ, trong quý tộc hoàng tộc, cái dạng gì cao thủ chưa thấy qua, sẽ quan tâm mấy cái này quy nguyên cảnh tu giả. Chỉ bất quá có một chút, nàng nhưng cũng là đúng, bất kể là kiếp trước vẫn là hiện thế. Trác Phàm đều là từ cấp thấp nhất, từng bước một bò lên trên cao tầng, cho nên hắn thực chất bên trong, vĩnh viễn chôn lấy hướng lên phấn đấu hạt giống. Càng là gặp qua cao cấp nhất Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hắn, đã là hoàn toàn chướng mắt thế tục danh lợi. Hắn muốn làm chỉ có một cái, trở lại đỉnh phong. Chậm rãi đi về phía trước lấy tốc độ, một nam một nữ hai bóng người, rất nhanh liền trở lại bọn họ chỗ ở. Nhìn lấy cái kia quen thuộc cửa lớn, Thượng quan Khinh Yên không khỏi nao nao, trong lòng không hiểu có chút thất lạc, vì sao con đường này nhanh như vậy liền đến. Thường ngày cùng Trác Phàm cha con đi ra ngoài, nàng còn chưa từng dạng này cảm giác, thời gian trôi qua nhanh như vậy, để cho nàng không kịp nhiều cùng người này ở chung chút thời gian. Bất quá Trác Phàm lại không có cảm tưởng gì, thẳng tiến lên vừa muốn gõ môn. Thế nhưng là còn không đợi hắn đánh xuống, Thượng quan Khinh Yên thanh âm lại là vang lên lần nữa, chờ một chút. Làm sao, không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, Thượng quan Khinh Yên cuối cùng cắn răng một cái, chân thành tha thiết nói cái kia.
Tiểu tam tử nương, thật còn sống không? Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm không rõ ý, hơi hơi trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Như vậy, ngươi yêu nàng sao? Mí mắt nhỏ khẽ run run, Trác Phàm trong mắt bất giác có chút mông lung, sau đó thật sâu gật đầu. Nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, Thượng quan Khinh Yên không nói thêm gì nữa, thẳng chạy đến trước cửa, phanh 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 gõ lên môn. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhà đầu này hỏi hai vấn đề này, đến tột cùng muốn làm gì. Thế nhưng là Thượng quan Khinh Yên không nhìn hắn nữa, cũng không nói chuyện, chỉ là vẫn cúi đầu. Rất nhanh, cánh cửa một tiếng cọt kẹt mở, Cổ Tam Thông buồn bực ngán ngẩm mở ra cửa, liếc bọn họ liếc một chút, bất đắc dĩ nói, làm sao các ngươi mới trở về, cái kia dám thối nam nhân sớm liền trở lại. Hắc hắc hắc, ngươi nói biểu ca a, hắn về sau thế nhưng là biểu thúc ngươi, cùng cha ngươi là huynh đệ, ngươi cũng không thể lại phỉ báng trưởng bối. Nhìn thấy Cổ Tam Thông, Thượng quan Khinh Yên dường như đem hết thảy phiền não đều quên, ôm lấy cái này mũm mĩm hồng hồng oa oa, liền hung hăng hôn một cái, đến, tiểu tam tử, để cô hôn một chút, hì hì. Đón lấy, nàng liền lại đem Cổ Tam Thông để xuống, nhìn như vui sướng chạy vào hậu viện. Không khỏi sững sờ, Cổ Tam Thông một mặt mê mang nhìn về phía Trác Phàm, kỳ quái nói, lão cha, cô nàng cái này là làm sao? Ta làm sao biết? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhưng là rất nhanh lại là sững sờ. Một mặt kỳ dị nhìn về phía Cổ Tam Thông nói, tiểu tam tử, ngươi vừa mới bảo nàng cái gì? Ách! Không khỏi trì trệ, Cổ Tam Thông khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lẩm bẩm nói, cô a. Hừ, tiểu tử thúi, diễn cái kịch còn coi là thật. Vỗ nhẹ nhẹ đập hắn cái đầu nhỏ, Trác Phàm bật cười đi vào trong, lại là hoàn toàn không có phát hiện, Cổ Tam Thông cái kia hơi có vẻ nghiêm túc ánh mắt. Đến đại sảnh, Trác Phàm nhìn hai bên một chút, lại là giống tuếch. Không có một người ở chỗ này, không khỏi khẽ giật mình, cái này là làm sao, người nhà họ Thượng quan sợ thất bại sau bị đâm hang ổ, chuyển di hay sao? Thế nhưng là còn không đợi trong lòng của hắn suy nghĩ mở ra, từng tiếng vỗ tay lại là nhất thời theo bốn phương tám hướng vang lên, chủ nhà họ Thượng quan Phi Hùng càng là đi đầu đi vào Trác Phàm trước người, sau lưng còn có ba vị lão giả, chính là cái kia ba vị cung phụng không thể nghi ngờ. Còn lại một số Thượng quan gia cao thủ. Đủ có mấy trăm chi chúng, đều là khuôn mặt vui vẻ nhìn về phía hắn, bàn tay đập đến đỏ bừng, nhưng lại vẫn đang vỗ lấy, không ngừng nghỉ chút nào. Trong mắt mê mang càng sâu, Trác Phàm không khỏi rực rỡ cười một tiếng, lúng túng nói, cứu cứu, các ngươi đây là. Cái gì cũng đừng nói, chúng ta đều biết. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, Thượng quan Phi Hùng không khỏi cao giọng cười lớn một tiếng, người ký áp quần hùng, rất được Thượng quan Phi Vân cùng Bách Lý Kinh Vĩ tín nhiệm. Được tôn sùng là khách quý một chuyện, chúng ta đã hoàn toàn biết được. Nhất Phàm, người quả nhiên không có để lão phu thất vọng, thành công lẫn vào Phi Vân Vương phủ bên trong. Mà lại, tiểu tử ngươi giấu nhưng là đầy đủ sâu a, lại là 11 phẩm luyện đan sư. Sớm biết như thế, phái ngươi một người đến liền đến, ha ha ha. Hung hăng nện Trác Phàm ở ngực một chút, Thượng quan Phi Hùng tuổi già an lòng, vỗ hắn đầu vai, kích động không thôi, Nhất Phàm. Người bây giờ thế nhưng là chúng ta cả quan gia anh hùng a. Ây, không dám không dám, cứu cứu thực sự quá khen, có thể vì thượng quan gia ra sức châu ngựa, thật sự là cháu ngoại vinh hạnh a, ha ha ha. Nghe đến Thượng quan Phi Hùng tán dương, Trác Phàm lại là vội vã khoát khoát tay, một trận khiêm tốn lấy nói. Chỉ là gương mặt kia ra lại là đã cười nở hoa, hiển thị rõ tiểu nhân đắc chí chi phong. Còn kém ở trên mặt khắc lên hai chữ, đắc chí. Thật sâu liếc hắn một cái, Thượng quan Phi Hùng không khỏi yên lặng cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng đáy lòng, lại là vẫn như cũ vui vẻ. Tuy nhiên Trác Phàm nhìn qua vẫn là không thay đổi phố phường chi phong, cùng bọn hắn danh môn vọng tộc ẩn chứa tu dưỡng chênh lệch quá lớn, nhưng khó lường phủ nhận là, hắn lần này đúng là lập xuống ngập trời chi công, trong tộc người nào đều không thể đảm nhiệm công huân. Chỉ bằng điểm này, một số không quan hệ phong nhã chi tiết nhỏ liền không như vậy trọng yếu. Nếu không sau ngày chậm rãi điều giáo chính là. Đừng nói hắn là thật luyện đan sư, coi như hắn vốn là một phố phường lưu manh, không ra mấy năm cũng có thể đem hắn điều giáo thành danh môn quý công tử, không có nhục thượng quan gia phong. Nghĩ như vậy, Thượng quan Phi Hùng đối đãi Trác Phàm ánh mắt đúng là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Không chỉ là hắn, những người còn lại nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là một bộ hoàn toàn tiếp nhận bộ dáng.
Ai bảo bọn họ thượng quan gia tinh anh đều làm không được sự tình, người ta cho bọn hắn hoàn thành đâu. Vị gia chủ này làm cháu ngoại, thế nhưng là vì thượng quan gia xuất sinh nhập tử, lập xuống to lớn đại công lao, dạng này bọn họ như còn không tiếp thụ lời nói, cũng quá không còn gì để nói. Dù sao, người ta thế nhưng là lấy mệnh đến bày tỏ lòng trung thành a. Từng đôi ngày bình thường tràn ngập xem thường cùng khinh thường ánh mắt, giờ này khắc này cũng dần dần hòa tan, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đều tràn đầy tán đồng cảm giác, có thậm chí vỗ tay tay, vẫn không có dừng lại. Lúc này, theo một trận nhẹ nhàng chậm chạp cước bộ vang lên, một đạo quen thuộc bóng người từ từ đi tới Trác Phàm sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, đã thấy người kia không là người khác, chính là sớm đã về tới đây Thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, hiện tại Thượng quan Ngọc Lâm đối với hắn lại là không có nửa phần địch ý, ngược lại tràn đầy hớn hở ôm ôm quyền nói, cổ huynh, chúc mừng, vì Thượng quan gia lập xuống lớn như thế công, quả nhiên là vì đã tới gần tuyệt cảnh Thượng quan gia, mở một con đường sống a. Đồng thời, cũng là vì vi huynh đền bù chớ thiếu sót lớn. Nếu không phải có người thành công đánh vào trong vương phủ bộ, vi huynh lần này thất bại, đem sẽ trở thành gia tộc lớn nhất đại tội nhân. Không thể nói được tại không giải vương phủ địa hình tình huống dưới, thượng quan gia lại có bao nhiêu cao thủ sẽ như con ruồi không đầu giống như xông vào, uổng đưa tánh mạng. Cổ huynh này công, coi là thượng quan gia trăm ngàn năm qua hiếm thấy kỳ công, không biết muốn cứu vãn thượng quan gia bao nhiêu sinh linh. Vi huynh ở đây, thay mình, cũng thay thượng quan gia lần này tham gia đánh bất ngờ tộc nhân, đa tạ cổ huynh đại ân đại đức. Thượng quan Ngọc Lâm mục đích hiện chân thành tha thiết, đầy mắt lệ quang, một mặt cảm kích thật sâu bái xuống, động tình người, nghĩa cảm thiên, khiến tại chỗ không ít người cũng là trong lòng cùng nhau nhất động, âm thầm gật đầu. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm cũng là trong lòng hơi động một chút, âm thầm cười lạnh. Nếu không phải biết tiểu tử này bản chất lời nói, đoán chừng hắn cũng muốn tin hắn lần này lời nói dối. Bất quá đã ngươi cùng ta diễn trò, ta lại có thể không tiếp chiêu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lại là cười tâu toét đem hắn đỡ dậy, hoàn toàn thất vọng, đại biểu ca cái này thật sự là khách khí, dù sao chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, đều là vì thượng quan gia hiệu lực, còn phân cái gì ngươi ta. Coi như người chết cũng không muốn gấp, còn có ta ở đây, yên tâm đi, ha ha ha. Ách, thân thể bất giác trì trệ, thượng quan Ngọc Lâm gương mặt mãnh liệt quất quất, lại là có chút xấu hổ. Tiểu tử này có ý tứ gì, chú ta chết sao? Nhất Phàm, nói vớ nói vẩn cái gì, nào có chết sống? Mọi người không phải đều yên ổn trở về à, đừng nói những cái kia điểm xấu lời nói. Thượng quan Phi Hùng nghe đến, cũng là mi đầu nhìn không được run run, khẽ quát lên tiếng. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm tựa hồ là nói sai giống như, vội vàng giải thích, không phải, cứu cứu, ta ý là, đại biểu ca chưa hoàn thành di chí, để ta tới hoàn thành. Khóe miệng bỗng nhiên co lại, thượng quan Ngọc Lâm mi đầu lắc một cái, bất giác một đầu hắc tuyến rơi xuống. Cái này còn không bằng vừa mới đây, lúc trước hay là giả thiết lập, giờ thì tốt rồi, đã xác định lão tử chết, liền di chí đều đi ra, tiểu tử này là thật không muốn để cho ta sống a. Không phải, cứu cứu, ta ý là. Nhìn thấy thượng quan Ngọc Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, chung quanh những cái kia người nhà họ thượng quan nhìn về phía Trác Phàm nơi này. Cũng là nhìn không được che miệng nhẹ cười rộ lên, Trác Phàm tựa hồ càng căng thẳng hơn, vội vàng nói, ta nói là, đại biểu ca không xong sự tình, ta thay hắn hoàn thành, coi như hắn chết, ta cũng thay hắn làm được, để hắn nhắm mắt. Ôi ôi! Trong cổ họng ùng ục ục loạn hưởng, thượng quan Ngọc Lâm bộ ngực chập trùng, tức giận đến phổi đều nhanh nổ, nhưng là hắn lại không thể phát tác. Bởi vì hiện tại, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, tiểu tử này là gấp hồ ngôn loạn ngữ. Hắn lại có thể cùng hắn đồng dạng tính toán, cái này chẳng phải là mất hắn phong độ. Lại nói, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là công thần, chọc không được, để tránh phạm nhiều người tức giận. Bất quá, coi như tiểu tử này bây giờ đã nói năng bậy bạ, đoán chừng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì lúc, lại mỗi một câu đều có thể chú hắn chết, cũng thật sự là đầy đủ. Chẳng lẽ hắn cùng mình là trời mệnh xung đột a, làm sao lão nhằm vào lão tử? Chăm chú nhìn Trác Phàm cái kia càng phát ra khẩn trương khuôn mặt, còn muốn nói tiếp cái gì, thượng quan Ngọc Lâm khẽ vỗ cái trán, đã là không muốn lại nghe tiếp. Thượng quan Phi Hùng tựa hồ cũng đã hoàn toàn nhìn không được tình cảnh này, vội vã khoát tay một cái nói, được được, ngươi không cần phải nói,
Lão phu thay ngươi nói đi, ngươi ý là không phải, ngươi cùng Ngọc Lâm nhất tâm đồng thể, chung gánh đại trách, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì gia tộc lập công. Không sai, ta chính là cái này ý tứ. Hung hăng vỗ đùi, Trác Phàm rực rỡ cười một tiếng nói, ta chính là muốn nói, ta công lao này bên trong cũng có đại biểu ca một phần ở bên trong, ha ha ha. Cổ huynh, ngươi thực sự quá khách khí. Khóe miệng hơi hơi liệt liệt, Thượng quan Ngọc Lâm một mặt cười xấu hổ cười. Thượng quan Phi Hùng nghe, cũng là nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Ngươi tiểu tử này bình thường linh răng khéo mồm khéo miệng, lúc này ngã nổi lên mập mờ. Rõ ràng mười phần lấy vui lời nói, tại sao lại bị ngươi nói như thế ủ rũ? Lão phu hiện tại cũng rốt cuộc biết, vì sao gần nhất Hiên Nhi nói chuyện làm sao như vậy không xuôi tai, nguyên lai là theo ngươi tiểu tử thúi này pha trộn, bị ngươi cho làm hư a. Xin lỗi cứu cứu, ta đem biểu muội làm hư, xin ngươi tha thứ cho. Như cùng một cái làm sai sự tình hài tử giống như, Trác Phàm nhất thời một chân tại trên mặt đất vạch thành vòng tròn vòng, một mặt ủy khuất nói. Thờ ơ khoát khoát tay, Thượng quan Phi Hùng không chút phật lòng, không ngại, dù sao chỉ cần tâm chính, một số chi tiết không cần như vậy quá quan tâm. Mà lại Nhất Phàm nói, Thượng quan Phi Hùng chỉnh trọng một dựng Trác Phàm cánh tay, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nói, vốn là lúc trước thu ngươi làm cháu ngoại, lão phu còn tưởng rằng đây là lão phu cả đời hối hận nhất sự tình, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì vì thượng quan ra xây kỳ công này. Xem ra lão phu lúc trước quyết định, cũng không có làm sai a. Mi đầu hơi động một chút, Trác Phàm nhìn về phía Thượng quan Phi Hùng ánh mắt, cũng là tràn ngập cảm động. Đúng vậy a, Phi Hùng, lúc đó ba người chúng ta cũng là cảm thấy kẻ này cốt cách kinh kỳ, thông minh lanh lợi, mới phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ này, hiện tại xem ra, quả nhiên không sai, ha ha ha. Lúc này, ba cái kia cung phụng cũng là chẳng biết xấu hổ tiếp cận đến, cười lớn một tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, hai người lại đều là mi đầu lắc một cái, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trong lòng một trận khinh thường. Ba lão gia hỏa này lúc trước nếu thật coi trọng như vậy hắn, liền sẽ không để hắn làm dự khuyết, còn phái người giám thị, hiện tại đến cũng vô dụng, cắt. Bất quá, có Thượng quan Phi Hùng tán đồng, còn có ba vị gia tộc mạnh nhất cung phụng tán dương, còn lại Thượng quan gia mọi người thấy đợi Trác Phàm ánh mắt, lại là càng chân thành tha thiết. Thấy tình cảnh này, một bên Thượng quan Ngọc Lâm đáy lòng bóng mở diện tích, lại là càng khuếch trương lớn rất nhiều. Về sau, lại đi qua một phen vui đùa ầm ĩ trò đùa, Thượng quan Phi Hùng mới cuối cùng sắc mặt nghiêm một chút, tiến vào chính đề, nhìn về phía Trác Phàm nói, Nhất Phàm, người hôm nay đã là bị Phi Vân Vương phủ phụng làm khách quý, nhưng là có thu hoạch gì? Cứu cứu, hôm nay ta vốn muốn đi dò xét cha một chút vương phủ, đáng tiếc giữa chừng bị Trảm Long Kiếm Vương ngăn lại, tự trò chuyện rất lâu, cho nên thì... Cái gì, Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh, hắn cũng tới. Không khỏi giật mình, Thượng quan Phi Hùng nhất thời quay đầu nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm, trong mắt đều là nghi ngờ. Trong mắt đồng dạng tràn đầy không hiểu, Thượng quan Ngọc Lâm khom người bẩm báo nói, cứu cứu, ta tại trong vương phủ cũng chưa phát hiện có Trảm Long Kiếm Vương bóng người, không biết việc này. Trong lòng không sai gật đầu, Thượng quan Phi Hùng sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng xuống tới, thở dài, một cái Thượng quan Phi Vân đã khó có thể đối phó, hiện tại lại tới một cái Cửu Kiếm Vương, còn có đế quốc thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ tọa chấn. Lần hành động này, thật sự là càng ngày càng hung hiểm. Nếu là không hiểu hình, lung tung lại xông, chỉ sợ lần này tổn thất, hội so với lần trước còn phải lớn hơn nhiều a. Mọi người sau khi nghe xong, sắc mặt đều là một mảnh âm trầm, khẽ gật đầu. Yên tâm đi cứu cứu, ta sẽ mau chóng dò xét cha rõ ràng. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, hắn cũng không muốn Thượng quan ra hành động thất bại trong gang tấc, bởi vì như vậy lời nói, hắn hành động cũng vô pháp khai triển. Mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt lấy, Thượng quan Phi Hùng trong mắt sầu lo càng sâu, thế nhưng là ta nghe Ngọc Lâm nói lên, Bách Lý Kinh Vĩ muốn dẫn chọn tốt luyện đan sư hồi đế đô, thì cái này 4 năm việc làm ban ngày phu, vương phủ lại như thế rộng lớn, ngươi có thể tới kịp dò xét sao? Nhất định có thể tới kịp. Thế mà, còn không đợi Trác Phàm nói chuyện, một tiếng thanh lệ giọng nữ đã là đột nhiên vang lên. Không khỏi sững sờ, mọi người quay đầu nhìn qua, đã thấy chẳng biết lúc nào, Thượng quan Khinh Yên lại từ hậu viện chạy ra đến. Trong mắt mang theo nghi hoặc, Thượng quan Phi Hùng không khỏi hỏi, Yên Nhi, ngươi vừa về đến liền chui nhập hậu viện, liền cái bắt chuyện đều không đánh, hiện tại lại chạy ra đến,
không biết làm cái quỷ gì. Đương nhiên là làm cái này. Chố mắt nhìn, thượng quan Khinh Yên hì hì cười một tiếng, đem một tấm ảnh giấy đặt ở bàn lên, trước mặt mọi người. Thượng quan Phi Hùng thấy một lần, không khỏi giật mình, đây là Vương phủ bản đồ địa hình. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười đắc ý, thượng quan Khinh Yên thản nhiên nói, lúc trước cổ tiên sinh bị Trảm Long Kiếm Vương cuốn lấy lúc, ta từng mượn cơ hội cầm hắn thẻ bài tại trong vương phủ đi một vòng, tìm hiểu một chút tình huống. Chỉ bất quá chỗ đi chi địa, chỉ là chút phổ thông tràng sở. Mà có địa phương, cho dù là hắn thẻ bài, cũng không thể tùy ý ra vào. Hết thảy có 5 nơi, ta nghĩ chúng ta muốn đồ, vật, ngay tại cái này 5 cái địa phương một trong. Thật sâu nhìn lấy tấm bản đồ kia, thượng quan Phi Hùng khẽ gật đầu, nói cách khác. Ta nhiệm vụ, là bù đắp tấm bản đồ này. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Hưu. Thanh lãnh trong hậu viện, thượng quan Ngọc Lâm nhìn hai bên một chút không có người, vụng trộm lấy ra một tấm xanh biếc ngọc giản, trong tay ấn quyết liên tục, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Sau đó, hắn tựa như người không việc gì giống như, đường từ trở lại bên trong phòng mình, đem cửa phòng răng rắc một chút khóa lại, khóe miệng một nhếch lên một đạo lạnh lẽo đường cong, hừ hừ, Cổ Nhất Phàm, trước hết để cho ngươi đắc chí hai ngày, bị cứu cứu những người kia sủng hơn mấy ngày. Chờ những người này đều bị thượng quan Phi Vân bọn họ thu thập, người thì cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng a, ha ha ha. Từng đạo âm lãnh tà tiếu vang vọng gian phòng, hiển thị rõ nội tâm khoa trương cùng oán độc. Ý nghĩ không tệ, chỉ là sẽ thành công sao? Chợt, yên tĩnh gian phòng bên trong truyền ra một đạo trầm thấp tiếng nói. Chính đắm chìm trong chính mình trong suy tưởng thượng quan Ngọc Lâm cũng không có để ý, lúc này bình chân như vại cười nhạo nói, đương nhiên. Phi Vân Vương phủ người há lại ăn chay. Ách, xoạt, vừa mới thân thể trì trệ, có chút sửng sốt thượng quan Ngọc Lâm, lại là chợt thấy một đạo như mực đen nhánh đậm đặc trong nháy mắt đem hắn bao khỏa ở bên trong. Chung quanh tất cả mọi thứ, toàn bộ biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy. Sư phụ, tê, bất giác hít sâu một hơi, thượng quan Ngọc Lâm khóe miệng giật một cái, nhất thời lộ ra một trương mặt khổ qua. Bởi vì tình cảnh này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Hắn ban đầu ở núi rừng bên trong gặp phải cái kia lão biến thái, vậy mà truy tới nơi này, lại bắt hắn cho nhốt tại cái này trong kết giới, lại là nhất thời để hắn nhìn đến một trận đắng chát. Nơi này chính là thượng quan gia cao thủ nơi trú đóng, liền nơi này đều có thể ẩn vào đến, người còn có để cho người sống hay không? Chẳng lẽ trên đời này thì không có một chỗ an toàn sao? Lão tử cả một đời đều thoát khỏi không cái này lão biến thái sao? Thượng quan Ngọc Lâm nội tâm đang gầm thét, cũng đang khóc, khổ một khuôn mặt nói, sư phụ, ngài tại sao lại xuất hiện? Thế nào, không muốn nhìn thấy lão phu? Không không không, đồ nhi muốn rất ngài vậy, ngài vạn phúc kim an. Nghe đến Trác Phàm cái kia bất thiện ngữ khí, thượng quan Ngọc Lâm vội vàng một trận dập đầu cầu xin tha thứ. Nhếch miệng cười gian một tiếng, Trác Phàm u sâu xa nói, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng nơi này là thượng quan gia địa phương. Lão phu thì không làm gì được ngươi. Hừ, thiên hạ này liền không có lão phu đến không địa phương. Vâng vâng vâng, ngài thần thông quảng đại, đồ nhi bội phục cực kỳ. Liên tục không ngừng gật đầu, thượng quan Ngọc Lâm đầy mặt cung kính dập đầu nói. Thế nhưng trong lòng thì một trận bất đắc dĩ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này lão yêu quái thật như vậy thần thông quảng đại, liền nơi này đều có thể ẩn vào tới. Phải biết. Phòng này chung quanh hiện tại thế nhưng là bị thượng quan gia cao thủ thay phiên dò xét, nghiêm phòng địch nhân đánh bất ngờ, liền Phi Vân Vương phủ người đều khó có khả năng vô thanh vô tức ẩn vào đến, lão gia hỏa này thế mà tiến đến. Chẳng lẽ lão quái này vật, cao hơn Phi Vân Vương phủ tay còn phải cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là hắn làm sao biết, trong lòng của hắn cái này lão quái vật, thì bắt hắn sát vách cách đó không xa vị trí. Còn dùng lặn, vượt cửa nhi liền đến. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm nhìn không được cười lên, đạm mạc hỏi, vừa mới. Tin tức phát ra ngoài. Ây! Không khỏi trì trệ, thượng quan Ngọc Lâm hai mắt trâu loạn chuyển, lại là rực rỡ cười một tiếng, giả vờ ngây ngốc nói, sư phụ, ngài nói là tin tức gì? Đồ nhi không hiểu. Đụng! Hắn lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là một cái long đuôi hung hăng quất vào trên mặt hắn, nhất thời đem hắn quất bay ra ngoài, lạnh lùng lên tiếng, hừ, tiểu tử. Khác ở trước mặt lão phu dở trò gian, người cái gì nước tiểu tính, lão phu thế nhưng là nhất thanh nhị sở.
hôm nay ngươi đã ném Thượng Quan Phi Vân cùng Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, thành vì bọn họ người, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão phu giả ngu hay sao? Sư phụ, ngài không cần thiết loạn nghe lời đồn a, đồ nhi lúc nào ném bọn họ chỗ đó, thật sự là vô cùng lớn oan uổng a. Thượng Quan Ngọc Lâm không chút nào thừa nhận, vẻ mặt đưa đám nói, hiện tại tất cả người nhà họ Thượng Quan đều biết, ta là bị đào thải trở về, trên thân cũng không có gì thương tổn, làm sao có thể nhanh như vậy thì phản bội gia tộc. Lần trước ngài thế nhưng là đem ta đánh chỉ còn nửa cái mạng, ta mới không thể không đáp ứng. Nói, Thượng Quan Ngọc Lâm còn một bộ ủy khuất dạng, tựa hồ thật hàm oan tại ngực một dạng. Nghi đầu hơi nhíu, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, hí ngực nói, ngươi làm vi sư cùng Thượng Quan ra những người kia một dạng, không biết bên trong nguyên nhân sao. Hừ, Bách Lý Kinh Vĩ cái kia ba cuộc tỉ thí, lão phu cũng ở một bên nhìn ở trong mắt. Trận đầu thất phẩm đan, thì vốn liếng, trận thứ hai, toàn lực ứng phó, lại là giết kế sách. Chờ hai trận về sau, trận thứ ba, nhất định thi tránh thức luyện đan sư nội tình. Đề mục ta cũng đoán được, luyện cực phẩm hoặc thượng phẩm đan đi. Ha ha ha, cứ như vậy, có thể luyện bát phẩm đan, lại luyện không thất phẩm thượng phẩm đan, chẳng phải thật bất ngờ sao. Đến lúc đó, người thông qua trước hai trận, đã nhất định là bát phẩm đan sư, muốn lui mà cầu thấp hơn, luyện chế đơn giản một chút thượng phẩm đan, cũng không có cách, đây chính là Bách Lý Kinh Vĩ tuyệt hậu đường kế sách. Đi lên, người thì xuống không được, người đừng nói, người tại Bách Lý Kinh Vĩ không coi vào đâu, còn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Thân thể nhịn không được chấn động, Thượng Quan Ngọc Lâm âm thầm tắc lưỡi, trong lòng càng là kinh dị. Thật không biết lão quái này vật là thật tiềm tàng tại một bên nhìn lấy, còn là mình đoán, đúng là một phần không kém. Lại nói, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ làm vì đế quốc đệ nhất cố vấn, há có thể là thô lỗ cuồng mãng thế hệ, giống như lão phu buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Hừ hừ, hắn tất nhiên am hiểu nhất công tâm kế sách, muốn thuyết phục ngươi cái tâm thuật bất chính hoa hoa, có gì khó khăn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không khỏi giận dữ mắng mỏ lên tiếng, tiểu tử, lúc trước người bái lão phu làm thầy lời thề còn rõ mồn một trước mắt đây, không nghĩ tới bây giờ liền muốn lừa gạt lão phu. Ha ha, không tệ, rất không tệ a, xem ra lão phu đến lại đi tìm đồ đệ. Nói, toàn bộ đen nhánh không gian đã là trong nháy mắt phủ đầy băng lãnh sát ý. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Thượng Quan Ngọc Lâm nhất thời giật mình đầy mặt trắng bệch. Vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, sư phụ thứ tội, vừa mới đồ nhi cùng sư phụ mở cái trò đùa, không có nghĩ tới sư phụ như thế thần cơ diệu toán, nói một chút không kém. Là, đồ nhi xác thực đầu nhập vào Thượng Quan Phi Vân chỗ đó, bất quá đó cũng là bất đắc dĩ a, đồ nhi mệnh nhưng là ở trong tay bọn họ nắm lấy đây. Nếu là không đi vào khuôn phép lời nói. Được, người phản bội là Thượng Quan gia, lại không phải vi sư quản ngươi nhiều như vậy. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, dù sao lão phu lúc trước thu ngươi lúc, liền biết ngươi không phải cái thứ tốt, làm ra một số thương thiên hại lý, ăn cây táo rào cây sung sự tình, không có chút nào kỳ quái. Da mặt nhịn không được run rẩy, Thượng Quan Ngọc Lâm không còn gì để nói. Mẹ hắn, cái này lão yêu quái công nhiên nhục mạ hắn, hắn còn không thể có chút phản bác, trừ địa thế còn mạnh hơn người bên ngoài, bởi vì... Thật đúng là chuyện như vậy. Ai, bổn công tử tại Đông Châu lúc cũng coi là chính khí lẫm nhiên, trừ bảo an dân quý công tử, làm sao đến nơi đây tận làm lưng tông quên tổ sự tình đâu. Mà lại, còn một cứ duy trì như vậy là được hai lần. Cái này cũng coi như, dù sao người khác không biết, mình che giấu lương tâm cũng cứ như vậy qua đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác hôm nay xui xẻo như vậy, bị cái kia thằng nhãi con làm lấy một đám người chửi mắng về sau, trở về lại bị lão quái này vật mắng. Thật sự là thời thế bất lợi a. Thượng Quan Ngọc Lâm một trận lắc đầu ai thán, nghe lấy cái kia trong bóng tối châm chọc khiêu khích, lại ai không biết, hai cái này mắng người khác đều là cùng một người. Nếu không, nhất định phải bị tức không chết nhưng là. Chờ qua một trận miệng nghiện về sau, Trác Phàm cuối cùng nhạt cười một tiếng, tiến vào chính đề, vi sư hôm nay nói nhiều như vậy chứ, cũng không nằm ngoài thì hai cái ý tứ. Một đâu. Cũng là người phản bội người nào cũng không thể phản bội vi sư, đừng quên, trên người ngươi còn lưu có vi sư ấn ký đây, cẩn thận ngươi mạng nhỏ. Vâng vâng vâng, đồ nhi cần tuân dạy bảo, vội vã gật gật đầu, Thượng Quan Ngọc Lâm dọa đến câm như hến. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm tiếp tục nói, hai đâu. Chính là, người đừng quên người hứa hẹn, người chỗ nắm giữ,
cũng là thuộc về vi sư. Thượng quan gia muốn đồ, vật, vi sư cũng muốn lấy được. Vâng vâng vâng, đồ nhi ghi nhớ tại tâm, không dám quên. Vẫn như cũ run rẩy gật đầu, thượng quan Ngọc Lâm khom người bái hạ. Không sai gật đầu, Trác Phàm lẩm bẩm nói, như vậy ngươi đã đều biết, tiếp đó, liền đem ngươi phát ra ngoài tình báo, cùng ta báo cáo một lần đi. Là là, khởi bẩm sư tôn, thực không có gì, cũng là thượng quan gia hiện tại đã cơ bản thăm dò trong vương phủ kết cấu, nhưng còn có một số tàn khuyết, cần để cho cổ nhất phàm tiểu tử thúi kia lại đi tìm một chút. Thật sao, nguyên lai là vương phủ địa đồ A. Khóe miệng xẹt qua một đạo giống như có thầm ý nụ cười, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, như thế tới nói, bộ kia đồ nếu là bù đắp. Đồ nhi, cho vi sư cũng tới một chương. Thân thể hơi chậm lại. Thượng quan Ngọc Lâm trầm ngâm một chút, hai mắt trâu loạn chuyển. Lão quái này vật cũng muốn cái kia địa đồ, chẳng lẽ cũng ngấp nghé trong vương phủ đồ vật. Như thế tới nói. Ánh mắt không khỏi nhíu lại, thượng quan Ngọc Lâm đã là trong lòng có dự định, hung hăng khẽ cắn môi, song quyền nắm chặt, nhưng trên mặt nhưng như cũ cung kính, đúng, đồ nhi hội sư phụ đoạt tới tay. Như vậy thì dựa vào ngươi, ha ha ha. Cười to một tiếng, đầy trời đen nhánh cũng một lui ra đi. Lại lộ ra gian phòng bên trong hết thảy, chỉ là cái kia âm thanh tà dị cười to nhưng như cũ vang vọng tại hắn bên tai, đợi bộ kia đồ bù đắp về sau, vi sư hồi lại tới tìm ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quát tiếng ồn âm dần dần rơi xuống, thượng quan Ngọc Lâm nhìn lấy chung quanh không có một ai gian phòng, lại là lộ ra lạnh lẽo nụ cười, trong lòng oán thầm. Hừ, lão yêu quái. Đến lúc đó lão tử không phải cho ngươi đưa lên một phần tuyệt mệnh địa đồ không thể. Một phương diện khác, Trác Phàm tại lại đánh thượng quan Ngọc Lâm một long đuôi về sau, tâm tình mừng thầm trở lại trong nhà mình, lại chính gặp cổ tam thông buồn bực ngán ngẩm trên giường vuốt vuốt một cái mới lạ mộc điêu đồ chơi. Chỉ một cái liếc mắt, Trác Phàm liền biết rõ cái kia không phải mình cho hắn, không khỏi hỏi, thế nào, lại là nha đầu kia cho ngươi. Đúng vậy a, một cái hơn 300 tuổi người. Vẫn là như thế tính trẻ con chưa phai mờ a. Ngươi không phải cũng một dạng, lại đi hù dọa tiểu tử kia. Trong tay vuốt vuốt vẫn như cũ không ngừng, cổ tam thông thăm thẳm lên tiếng. Không khỏi mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta không phải hù dọa hắn, chỉ là muốn nắm giữ bắt hắn mà thôi. Trừ ta tại bên ngoài nắm Phi Vân Vương phủ cùng thượng quan ra cái này đường nét bên ngoài, hắn nhưng là hai nhà một đầu ám tuyến. Ta có thể khống chế thượng quan gia hành động, nhưng hắn lại có thể ảnh hưởng Bách Lý Kinh Vĩ quyết đoán. Cho nên nắm giữ bắt hắn, là có thể đem khống ở toàn bộ đại cục, ha ha ha. Vậy hắn thực sẽ cam tâm tình nguyện nghe ngươi. Dương mắt liếc Trác Phàm liếc một chút, cổ tam thông thản nhiên nói, tiểu tử kia, không đáng tín nhiệm. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười, ta không cần hắn nghe ta bài bố, ta chỉ cần có thể ảnh hưởng hắn, ván này chúng ta thì thắng định. Đến thời điểm, hai nhà bọn họ đánh cho nước sôi lửa bỏng, chúng ta ngư ông đắc lợi sau cao chạy xa bay. Cái kia, cô đâu, hình như có ý, giống như không có ý, cổ tam thông sâu xa nói. Không quan trọng nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đó là thượng quan Phi Hùng cái kia quan tâm sự tình, dù sao nha đầu kia là nữ nhi của hắn, chúng ta chỉ cần lợi dụng được bọn họ, hoàn thành việc của mình liền tốt, sau đó liền có thể tiếp tục tiến về phía dưới một cái địa điểm. Vuốt vuốt mộc điêu tay hơi chậm lại, cổ tam thông sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài. Một tòa tĩnh mịch tiểu đình ở giữa, khe suối sàn chảy, gió nhẹ quất vào mặt, chim hót hoa nở, thấm vào ruột gan. Bách Lý Kinh Vĩ cùng thượng quan Phi Vân, Đan Thanh Sinh ba người, chính nhàn nhã ngồi tại trong đình uống trà, lại chợt nghe một đạo tiếng xé gió lên, một đạo lưu quang nhất thời hướng bọn họ nơi này bay tới. Đưa tay vừa tiếp xúc với. Một đạo xanh biếc ngọc giản liền nhất thời xuất hiện tại Bách Lý Kinh Vĩ trong tay. Tâm tư chìm vào, tỉ mỉ xem một chút, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng xẹt qua hài lòng nụ cười, nhìn về phía hai người nói, xem ra kế hoạch rất thuận lợi, thượng quan gia những người kia không có chút nào hoài nghi, mà lại thượng quan Ngọc Lâm tiểu tử này nhiệm vụ hoàn thành cũng rất xinh đẹp, cho dù những người kia có chút do dự, cũng bị tiểu tử này cho bỏ đi, rất tốt. Nghĩ không ra cái nhà đầu kia điêu ngoa thành thói. Nhi tử lại là như vậy cẩn thận âm hiểm người, nghĩ đến tìm khúm núm nam tử sinh hạ a, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua chế nhạo nụ cười, thượng quan Phi Vân nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ sâu xa nói, tiểu tử kia có không có nói tới,
Thượng quan Phi Hùng bọn họ đến tiếp xuống kế hoạch là cái gì? Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, đương nhiên, có vẻ như ngươi cái kia cháu gái tại trong vương phủ đi một vòng, đã đem địa hình không sai biệt lắm mò thấy, bất quá còn có 5 cái địa phương tựa hồ là tình trạng, khó có thể tiến vào. Hiện tại bọn hắn đang muốn để cổ đại sư, mò toàn cái này 5 cái địa phương, lấy làm sách lược vẹn toàn. Hừ, thì ra là thế. Bật cười lắc lắc đầu, thượng quan Phi Vân khinh thường bĩu môi, sớm biết như thế tới nói, lão phu lúc trước liền nên đem vương phủ mở ra, để bọn hắn tìm hiểu ngọn ngành, như vậy bọn họ cũng nên mau chóng hành động. Chúng ta cũng có thể sớm một chút đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cần gì phải phiền toái như vậy. Chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười lắc đầu, Phi Vân kiếm vương, lời ấy sai rồi. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Vương phủ như thật như vậy thư giãn, tùy tiện liền để người mò cái để lộ tin, cái kia chẳng phải càng chọc người hoài nghi, ngược lại không ổn. Vậy phải như thế nào? Thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Phi Vân thản nhiên nói, cổ đại sư đến thời điểm, chúng ta cũng thiết lập cấm lệnh, cái kia lấy hắn thần chiếu cảnh không quan trọng tu vi, đoán chừng nửa bước khó đi, cái gì đều sợ không tới a, ha ha ha. Không khỏi bật cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên nói. Nếu là chiếu Phi Vân kiếm vương nói như thế, chúng ta kế hoạch này không biết muốn chấp hành đến năm nào tháng nào đi. Dù sao ta nói qua, trong vòng nửa tháng đem bọn hắn một đám tiêu diệt, cũng là nửa tháng công phu, nhiều một ngày cũng không được. Bản tướng chính vụ quấn thân, cũng không có nhiều như vậy nhàn tình nhã trí, tại kiếm trong vương phủ du sơn ngoạn thủy. Vậy ngươi muốn thế nào? Tìm người cho hắn dẫn đường, đi khắp nơi này, cho bọn hắn bù đắp địa đồ cũng là... Khóe miệng xẹt qua tự tin đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, từ ngày mai trở đi, chúng ta liền mời hắn vào ở vương phủ, ăn ngon uống sướng thú vị cung ứng, để hắn đầy đủ thăm dò địa hình. Sau đó lại để hắn tìm một cơ hội, đem đất đồ đưa ra ngoài. Trong lúc đó, chúng ta chỉ cần đầy đủ coi trọng, ân tình đối đãi, hắn tất nhiên sẽ cho là chúng ta là đúng hắn tuyệt thế luyện đan thiên phú lễ kính có thêm, không có hắn hoài nghi. Chờ thượng quan ra lúc động thủ. Chúng ta cũng tốt đem cổ đại sư khống chế lại, tránh cho đám tặc tử kia quấy rối. Hơi hơi trầm ngâm một chút, thượng quan Phi Vân yên tĩnh gật đầu, tiếp lấy chính là một mặt trêu đùa, trăm dặm thừa tướng, người vẫn là đem cổ đại sư an toàn thả vị thứ nhất ha. Quý tài chi tâm, nhưng là rõ ngày đêm a, ha ha ha. Thân thể vì đế quốc thừa tướng, vì đế quốc ôm mới, vốn nên như thế. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là nhạt cười ra tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía một bên một mực giữ im lặng Đan Thanh Sinh nói, Trảm Long Kiếm Vương, người nhà họ Thượng Quan, ta cùng Phi Vân Kiếm Vương đều quá quen thuộc, nếu là chúng ta tiến đến, còn không nhìn ra một chút đầu mối lời nói, sợ sẽ chọc cho người hoài nghi. Vẫn là bởi ngài lão ngày mai đi tới một lần, mời cổ đại sư đến vương phủ gặp nhau, lấy đó chúng ta coi trọng chi tâm. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến, đạm mạc gật gật đầu. Một phương diện khác, thượng quan gia đặt chân chi địa, vẫn là ba vị cung phụng chỗ tại trong gian phòng kia, giờ này khắc này lại là tụ tập hơn 10 người nhiều. Gia chủ thượng quan Phi Hùng, cũng thình lình ở bên trong, mà những người còn lại cũng đều là quy nguyên cảnh trong cao thủ nổi bật, cuồn cuộn cường hãn khí tức, ngăn không được địa ngoại thả. Thế nhưng là giờ này khắc này, tất cả mọi người sắc mặt, lại đều là âm trầm cực kỳ. Nhẹ nhàng xoa bóp cái trán. Thượng quan Phi Hùng không khỏi có chút lo lắng, thì thào lên tiếng, lúc trước ở đại sảnh, lão phu sợ sẽ ảnh hưởng gia tộc sĩ khí, liền chỉ là cùng mọi người chúc mừng lần này nhất phàm đánh vào thành công, cũng không có hắn nhiều lời. Nhưng hiện tại ở chỗ này các vị, đều là gia tộc cao tầng, trụ cột vững vàng, có mấy lời, lão phu không thể không nói. Cũng là lần này lần thứ hai kế hoạch đánh bất ngờ, biến số quá nhiều, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp, tại phía xa chúng ta lúc trước chỗ dự tính bên ngoài a. Há, gia chủ nói là, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh hai người. Lông mày nhíu lại, đang ngồi người bên trong lập tức nghe ra bên trong ý tứ, không khỏi mở miệng nói. Hơi hơi gật gật đầu, thượng quan Phi Hùng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tán đồng nói, không tệ, chính là hai người này, vì chúng ta hành động lớn nhất đại biến số. Đan Thanh Sinh danh xưng Tây Châu đệ nhất nhân, thực lực tuyệt không kém thượng quan Phi Vân. Hai người nếu là liên thủ. Vương phủ lực lượng nhất thời mạnh hơn hai lần. Bất quá đây là lần, dù sao bọn họ lợi hại hơn nữa, chúng ta nơi này ba vị cung phụng liên thủ, cũng có thể cản bọn họ một hai.
thế nhưng là mấu chốt là, cái này Bách Lý Kinh Vĩ. Kinh thiên vĩ địa, Bách Lý Kinh Vĩ, luôn luôn quỷ kế đa đoan. Gần trăm năm nay, bốn châu ăn hắn không ít thua thiệt, kỳ mưu diệu toán thực sự khó lòng phòng bị. Đồng dạng mi đầu thật sâu nhăn lại, một vị cung phụng thở dài lên tiếng, nếu là hắn bố trí xuống khốn cục, dẫn chúng ta vào trong, lại thêm hai đại kiếm vương xuất thủ, chúng ta lần này tổn thương, quả nhiên là khó có thể đánh giá a. Bọn người người nghe, lẫn nhau nhìn nhau một cái, cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, đồng thời trong lòng bỗng dưng trở nên nặng nề. Bất quá, Bách Lý Kinh Vĩ cùng mặt khác hai đại kiếm vương khác biệt, nếu nói hiện tại cục thế là một ván cờ bàn, hắn chính là nắm tử người. Mà nắm tử chi người, tất yếu tiên tri đối phương chiêu số, mới có thể có phá giải chi đạo. Nếu không, chính là không hiểu ra sao, đánh bất ngờ phía dưới, hắn cũng không thể tránh được. Quan trọng ngay tại, hắn đối chúng ta hành động, đến cùng không hiểu, lại giải bao nhiêu. Trong mắt trải qua từng tia hào mang, Thượng Quan Phi Hùng ngay sau đó nói, nếu là hắn hoàn toàn không biết gì cả lời nói, như vậy chúng ta có vương phủ địa đồ làm dẫn đạo, đánh bất ngờ phía dưới, mặc dù có hai vị kiếm vương tọa chấn, phần thắng cũng khá cao. Thế nhưng là hắn nếu sớm đã rõ ràng, hắn làm sao có thể không biết, hắn nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ A, kiếm tinh đế quốc đệ nhất cố vấn, có chuyện gì có thể đem hắn mơ mơ màng màng. Vậy cũng chưa chắc, lần này hắn là đến tổ chức đan vương đại hội, vì thái tử liệu thương, chưa chắc sẽ biết chúng ta chỗ. Cái kia Thượng Quan Phi Vân sẽ không nói cho hắn sao? Ha ha ha, xem xét ngươi thì không hiểu Thượng Quan Phi Vân, hắn nhưng là cao ngạo cực kỳ, kiệt ngao bất thuần, chính mình khu vực ra chuyện, sao có thể tùy tiện xin mời ngoại nhân xuất thủ? Huống mà lại còn là một cái chí tướng. Thượng Quan Phi Hùng lời còn chưa nói hết, bên trong cả gian phòng người đã là hoàn toàn vỡ tổ, ầm ĩ lên. Có tán thành tiếp tục tiến hành kế hoạch, song công tại chiến dịch, khó được như thế cái cơ hội tốt, có thể có người trà trộn vào vương phủ, thăm dò tình huống, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Có lại là muốn lấy ổn thỏa vì là, chờ Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ rời đi nơi này lại nói. Dù sao hai người kia uy hiếp, thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Phi Hùng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, tình thế khó xử. Dù sao đây là một cái quyết định toàn tộc cao thủ sống còn đại sự, hắn làm gia chủ, cũng không biết nên như thế nào quyết đoán. Có lẽ hắn một cái tùy tiện quyết định, liền sẽ hãm gia tộc tại chỗ vạn kiếp bất phục. Kết quả là, cứ như vậy, những thứ này Thượng Quan gia các cao tầng đang không ngừng cãi lộn, trực tiếp theo ban ngày nhao nhao đến đêm tối, lại từ đêm tối nhao nhao đến rạng sáng. Chỉ đạo ngày thứ hai lúc xế trưa, những người này đúng là còn không có nhao nhao ra cái căn nguyên tới. Chịu đựng một đêm quát kêu, Thượng Quan Phi Hùng trong lỗ tai đều nhanh lên vết chai, mọi người lại là còn không có bất kỳ cái gì quyết định, hắn cũng không biết nên như thế nào quyết đoán mới là. Hắn chỉ biết là, bọn họ phái đi hai cái thám tử, Thượng Quan Ngọc Lâm cùng Trác Phàm đều an toàn trở về, có vẻ như Bách Lý Kinh Vĩ cái gì cũng không biết một dạng, nếu không nhất định sẽ nhìn ra hai cái này thám tử kỳ quặc. Mà Thượng Quan Ngọc Lâm cũng ở bên cạnh hắn một trận cam đoan. Cái kia Bách Lý Kinh Vĩ toàn bộ hành trình đều là đối luyện đan sư cẩn thận tuyển bạt, thỉnh thoảng còn thường xuyên nhắc lên thái tử thương thế, mỗi đến đây lúc đều đầy mặt vẻ u sầu, rõ ràng vì thái tử mà đến, mà không phải hướng lấy bọn hắn. Cũng là bởi vậy, Thượng Quan Phi Hùng mới tổ chức cái này thảo luận đại hội, để mọi người quyết định đi con đường nào, thương thảo hành động chi tiết. Nếu không mà nói, có Bách Lý Kinh Vĩ xuất hiện địa phương, hắn là vạn vạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi hiện ở bên cạnh hắn, còn có một vị Trảm Long kiếm vương. Thượng Quan Phi Hùng đối với hắn cái kia cháu ngoại là như thế tín nhiệm, cho nên tại đạt đến dao động hành động nguyên tắc cấp độ, nhưng cũng bởi vậy, hắn bây giờ bị mọi người làm cho đau đầu khó nhịn, bất đắc dĩ vuốt cái trán, thấp giọng ai thán. Thế nhưng là đúng vào lúc này, từng tiếng gấp rút tiếng kêu to lại là đột nhiên vang lên, phanh một tiếng thì phá cửa mà vào, đem tất cả mọi người giật mình, gia chủ, không tốt, cái kia. Cái kia, lớn mật, nơi này là ba vị cung phụng đại nhân gian phòng, bản gia chủ cùng một đám trưởng lão cung phụng lại đang thương thảo đại sự. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người dám phá cửa mà vào, vô lễ như thế. Thân thể bất giác lắc một cái, Thượng Quan Phi Hùng quay đầu nhìn lại, đã thấy là một tên gia tộc dung hồn cảnh hộ vệ, không khỏi hét lớn lên tiếng, đầy dẫy vẻ giận dữ. Không kịp hành lễ, hộ vệ kia dường như thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống như.
chỉ tiền viện, há miệng run rẩy vội vàng nói tới. Đến một cái lão đầu. Một cái lão đầu nhi mà thôi, vội cái gì? Hắn nói hắn là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh. Bỗng dưng, tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt liền soát bạch, thượng quan Phi Hùng càng là ngăn không được vội vàng nói, hắn chỉ có một người đến. Sau lưng còn có hay không Phi Vân Vương phủ cao thủ đi theo? Hung hăng dao động cái đầu, người kia lắp bắp nói, không có. Không có, chỉ bất quá nghe hắn nói, hắn là tìm đến cổ đại sư, tiểu thư để cho ta tới thông báo gia chủ, đến tột cùng như thế nào hành sự. Đần độn đồ chơi, thông báo ta làm gì, người còn không mau đi thông báo cổ nhất phàm A, nơi này hắn là gia chủ, để hắn đi ứng phó cái kia Đan Thanh Sinh đi. Không khỏi trong lòng quính lên, thượng quan Phi Hùng nhất thời mắng to lên tiếng. Không khỏi giật mình. Người kia còn chưa thấy qua gia chủ hốt hoảng như vậy thời điểm, không khỏi đuổi vội vàng gật đầu, hướng về hậu viện Trác Phàm gian phòng bước đi. Trên đầu một trận mồ hôi lạnh ứa ra, thượng quan Phi Hùng cùng còn lại mấy cái giống như hắn dọa đến sợ mất mật gia tộc cao tầng liếc nhau, trầm ngâm một chút, đều là hung hăng gật đầu một cái. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút cái này Đan Thanh Sinh, đến tột cùng là tới làm gì. Tiền viện một mảnh mát lạnh bụi cỏ ở giữa, trưng bày mấy chương ghế đá. Một chương bàn đá lập tại chính giữa. Một tên nhàn nhạt lão giả, trong tay bưng một cái bát trà, nhẹ nhàng đập vài cái, lại là không nói ra tùy tiện giạt rào, chính là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh không thể nghi ngờ. Hắn đứng bên người một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn, sắc mặt lại là có chút do dự, thỉnh thoảng vụng trộm hướng, về, sau nhìn một chút, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Dương mắt khẽ liếc liếc nàng, Đan Thanh Sinh lòng dạ biết rõ, lại là lộ ra một bộ hí ngược chi sắc nói, cổ cô nương, không biết có gì việc gấp, làm ngươi như thế đứng ngồi không yên đâu. Nếu là còn có hắn sự tình vụ, chỉ bằng đi làm việc, lão phu ở chỗ này một mình chờ cổ đại sư liền tốt. Như vậy sao được chứ, nếu là đem Kiếm Vương đại nhân một mình lưu ở chỗ này, không có người chiêu đãi, gia huynh nhất định sẽ trách tội. Tiểu nữ tử nếu là có cái gì chỗ thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ, ha ha ha. Trên mặt một mảnh cứng ngắc, thượng quan Khinh Yên một mặt lúng túng cười khẽ một tiếng, nội tâm lại là đã gấp bốc hỏa. Cái này Đan Thanh Sinh đột nhiên tới, đã là hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước, thật vất vả đem hắn kéo ở chỗ này, nếu là mình vừa rời đi, lão gia hỏa này đi dạo xung quanh, không tới tấp chuông đem hậu viện thượng quan gia tộc người toàn bắt tới a. Vị này chính là Cửu Kiếm Vương, nếu là sự tình bại lộ, thế nhưng là hết thảy đều sắp thành lại bại. Nói không chừng còn không có tiến hành lần thứ hai đánh bất ngờ, bọn họ đã muốn tổn thất nặng nề. Cho nên, cho dù nàng hiện ở trong lòng khẩn trương đến muốn chết, nhưng vẫn tại cắn răng cứng chắc lấy, đồng thời trong lòng một trận tức giận, đã sớm phái người đi thông báo cha hắn, làm sao còn không có hồi âm, đến tột cùng muốn làm sao, lão cha ngươi ngược lại là kít cái âm thanh A. Còn có cái kia cổ nhất phàm, hắn làm sao còn không có tới. Ta cái này đều sắp không chịu được nữa. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, Đan Thanh Sinh không khỏi yên lặng cười cười, thản nhiên nói, cổ cô nương thật sự là quá khách khí, thực lão phu bình thường rất tùy ý, người coi lão phu là cái phổ thông lão giả đối đãi là được, không cần quá hành lễ ngộ, nếu không lão phu cũng sẽ không tự tại. Trảm Long Kiếm Vương thật sự là quá khiêm tốn, đồng dạng lão giả làm sao có thể cùng ngài so sánh đâu. Khóe miệng hơi vểnh lên, thượng quan Khinh Yên vuốt cằm nói. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, Đan Thanh Sinh đều cười ra tiếng, đã như vậy, cổ cô nương thật nguyện ý bồi ta cái lão nhân này lời nói. Vậy thì tốt, dù sao cổ đại sư nhất thời nửa khắc đến không, không bằng cô nương liền bồi lão phu đi hậu viện đi loanh quanh đi. Nói, Đan Thanh Sinh đã là chậm rãi đứng dậy, mắt thấy là phải hướng hậu viện đi đến. Cái này, thân thể không khỏi chấn động, thượng quan Khinh Yên nhất thời liền sửng sốt, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Vội vàng nói, hàn xá đơn sơ, không so vương phủ, coi không vừa mắt, miễn cho ngài chuyện cười. Ai, cái này có cái gì? Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm, tư là phòng ốc sơ sài, chỉ ta đạo đức cao sang. Đường đường 11 phẩm luyện đan sư, cổ đại sư chỗ ở, coi như lại phá, cũng có chỗ hơn người, ha ha ha. Cười to một tiếng, Đan Thanh Sinh không thèm để ý chút nào. Đã là sải bước vào trong viện đi đến. T. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh,
Thượng quan Khinh Yên nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã cản ở trước mặt hắn, sắp khóc đi ra, "Kiếm vương đại nhân, Hàn Xá thật coi không vừa mắt, ngài vẫn là tại nơi này một bên ngắm cảnh, vừa uống trà đi." "A, à, cổ cô nương, người sắc mặt làm sao khó coi như vậy, sẽ không phải lại phát bệnh đi?" "Ách, đúng đúng đúng, ta xác thực lại có chút không thoải mái." "Vậy ngươi thì tranh thủ thời gian ăn đan dược, nghỉ ngơi cho tốt một phen a, thì không cần bồi lão phu chính mình đi dạo một phen chính là, ha ha ha." Cười to một tiếng, Đan Thanh Sinh khẽ vuốt chòm râu, một mặt tà dị nhìn về phía nàng, trêu đùa lấy cái tiểu nha đầu này. Khóe miệng bất giác một xẹp, Thượng quan Khinh Yên gấp đến độ toàn thân run rẩy, sắp khóc đi ra. "Này làm sao làm, lập tức liền ngăn không được." Thế nhưng là, đúng lúc này, cười to một tiếng lại là nhất thời vang lên, giống như tiên nhạc đồng dạng, bỗng dưng truyền vào Thượng quan Khinh Yên trong tai, ha ha ha. "Kiếm vương đại nhân, quang lâm Hàn Xá, thật là khiến Hàn Xá rồng đến nhà tôm a. Chỉ là không biết đại nhân đến đây, vì chuyện gì?" Bề ngoài, biểu ca. Quay đầu nhìn qua, đã thấy Trác Phàm chính nện bước nhàn nhã tự đắc tốc độ, khoan thai tới chậm. Bất quá dù vậy, hắn xuất hiện cũng là để Thượng quan Khinh Yên trở nên kích động, dường như nhìn đến cứu thế chủ đồng dạng. Nhìn nàng kia một mặt cấp bách bộ dáng, Trác Phàm trong lòng bất giác mỉm cười cười một tiếng, liền phất phất tay nói, "Yên nhi, người bệnh tình còn không tính ổn định, về phòng trước nghỉ ngơi đi, nơi này để ta tới bồi Trảm Long kiếm vương liền tốt." "Tốt." Đạm Mạc gật gật đầu, Thượng quan Khinh Yên hướng hắn nháy mắt ra dấu, liền lại hướng Đan Thanh Sinh vui mừng thi lễ, giống như được phóng thích tù phạm giống như, hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Trên thân một bộ gánh nặng, cũng giống như nhất thời dỡ xuống giống như, nhẹ nhõm không ít. Nhìn nàng kia yêu kiều rời đi bóng người, tựa như muốn bay lên một dạng, Đan Thanh Sinh không khỏi sùi cười một tiếng, thì thào lối ra, ha ha ha. "Tiểu nha đầu này, giống như bay ra chiếc lồng chim chóc a, xem ra vừa mới thật sự là dọa sợ." "Cái này còn không phải ngươi làm chuyện tốt, êm đẹp đến đùa một tiểu nha đầu làm gì?" Chố mắt nhìn, Trác Phàm cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, cười khẽ một tiếng. Thờ ơ nhún nhún vai, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến, "Cái này có thể trách ta à, nhà ai đãi khách là phía trước viện trên mặt ghế đá dâng trà chiêu đãi, đừng nói hậu viện, liền đại sảnh đều không cho tiến, cái này đúng à?" "Ngươi cũng không phải không biết, có thể để ngươi tiến hậu viện đại sảnh sao? Tầng này giấy cửa sổ nếu là xuyên phá, người nào đều không có chỗ tốt." Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm vung tay lên, vẫn như cũ chỉ tấm kia băng đá nói, "Vẫn là tại chỗ này trò chuyện, miễn cho đem đằng sau những người kia hoảng sợ nước tiểu." "Thế nào, bọn họ rất sợ hãi lão phu sao? Ngươi cứ nói đi." Không khỏi thở dài, lắc lắc đầu, Trác Phàm bật cười ra tiếng, "Ngươi là không nhìn thấy, mới vừa tới thông báo ta cái kia thượng quan gia hộ vệ, một trái tim đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Tốt xấu ngươi là Trung Châu Cửu Kiếm Vương, đột nhiên mò tới nơi này, bọn họ có thể không sợ sao? Liền xem như hiện tại, ta đi tới nơi này trước, còn xem đến phần sau đám người kia tất cả đều nhìn chằm chằm nơi này, toàn thân sợ hãi một đoàn, liền ra chủ thượng quan Phi Hùng đều bị hoảng sợ dưới đáy bàn đi." Không khỏi ngửa mặt lên trời nhìn không được cười lên một tiếng, Đan Thanh Sinh chậm chậm lần nữa trở lại cái kia trên mặt ghế đá ngồi xuống, cười nhạo liên tục, "Thượng quan Phi Hùng. Ha ha ha, trước kia lão phu gặp hắn lúc, cũng không có như thế khiếp đảm a. Trước kia hắn là Đông Châu đệ nhất thế gia gia chủ, hiện tại hắn là Trung Châu chui vào tiến đến thám tử, thân phận có thể giống nhau sao? Trước kia tại Đông Châu gặp mặt, ngươi dám động hắn. Bây giờ đang ở Phi Vân Thành, hắn dám động ngươi." Không khỏi trợn mắt chừng một cái, Trác Phàm cũng là điều cười ra tiếng, theo ngồi tại Đan Thanh Sinh bên cạnh. Đột nhiên gật gật đầu, Đan Thanh Sinh cũng là chợt cảm thấy một trận thú vị, cười nhạt nói, "Lời nói thô ý không thô, xác thực như thế, thân phận biến a, ha ha ha." "Đúng, hôm nay ngài tới là Bách Lý Kinh Vĩ để cho ta tới, theo ngươi tài liệu một dạng, bọn họ muốn thi kế phản gián." Khóe miệng xẹt qua một đạo vi diệu đường cong, Đan Thanh Sinh một mặt tán thưởng xem Trác Phàm liếc một chút, liền đem hắn ý đồ đến cùng Bách Lý Kinh Vĩ dự định một năm một mười nói ra, sau cùng càng là nhịn không được liền liên trưởng thở dài, "Tiểu tử, thật có ngươi, cùng Bách Lý Kinh Vĩ dạng này lão hồ ly đọ sức, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào a. Mà lại ngươi từ một nơi bí mật gần đó, mặc kệ ngươi muốn làm gì, xem như trưởng khống đại cục." Đạm Mạc gật đầu,
Trác Phàm cũng là lộ ra hài lòng nụ cười, dạng này thuận tiện, hắn một khi muốn thi hành kế phản gián, như vậy ta làm thám tử, hắn liền sẽ cho ta cực hào phóng liền, đây chính là ta cần, ha ha ha. Tiểu hồ ly, nhìn chằm chằm hắn, Đan Thanh Sinh nhịn không được khẽ cười nói. Nghe được lời này, Trác Phàm lại thật sâu liếc hắn một cái về sau, hai người cùng nhau cười to lên. Giờ khắc này, trong lòng hai người đều là vô tận thỏa mãn, Trác Phàm là vì chính mình kế hoạch ngay tại vững bước áp dụng mà đắc ý, Đan Thanh Sinh thì là vì có thể tương trợ cái này vong niên hảo hữu một chút sức lực mà vui vẻ. Tóm lại, bất luận như thế nào, hai người đều đắm chìm trong thuộc về mình phần kia tình hoài bên trong, thật lâu không thể tiêu tan. Gia chủ, cái này cổ thiếu gia thật làm a, đối mặt Trảm Long kiếm vương thế mà cũng có thể ứng phó đến như thế thành thạo, không có chút nào nhát gan cảm giác, coi là thật khó được. Khó trách liền Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ, đều nhìn không ra mảy may sơ hở. Xa xa âm u khắp trốn trong góc, thượng quan gia vừa mới vẫn còn đang họp một đám cao tầng, giờ này khắc này lại là đều yên tĩnh tiềm phục tại nơi này, xa nghiêng nhìn nơi xa hai người động tĩnh. Tuy nói bọn họ nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng theo bầu không khí lên phán đoán, chắc là ở chung hòa hợp. Điều này không khỏi làm thượng quan Phi Hùng âm thầm gật đầu, một mặt tự hào, xem ra lão phu cái này làm cháu ngoại, thật không thua không, có khí phách. Gia chủ anh minh, bọn người người nghe, vội vàng xu nịnh thổi phồng đến, chỉ có thượng quan Ngọc Lâm ở một bên, khinh thường bĩu môi, trong lòng oán thầm, cố làm ra vẻ. Rất nhanh. Trác Phàm cùng Đan Thanh Sinh không có trò chuyện rất lâu, liền lại đứng lên, đem thượng quan Khinh Yên lại gọi ra, căn dặn vài câu, liền cùng nhau ra ngoài, điều này không khỏi làm thượng quan gia các cao tầng lại là sững sờ. Chờ hai người đều đã rời đi, nơi này thẳng thừa người của mình lúc, thượng quan Phi Hùng mới mang người vội vội vàng vàng chạy tới, đi vào thượng quan Khinh Yên trước mặt nói, Yên Nhi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Đan Thanh Sinh mang Nhất Phàm đi làm gì? Há, cha. Nguyên lai là các ngươi a. Bị một đám đại hán xông lại khí thế giật mình, chào đón đến là người quen, thượng quan Khinh Yên mới thở phào một hơi, sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, khởi bẩm phụ thân, vừa mới Đan Thanh Sinh đem cổ tiên sinh mời đi vương phủ ở, tựa hồ mười phần coi trọng hắn. Xem ra lần này, hắn có thể thật tốt đem tấm bản đồ kia bù đắp. 3. Hung hăng vỗ quyền đầu, thượng quan Phi Hùng không khỏi có chút kích động, quay người lại nói. Vừa mới Đan Thanh Sinh tới nơi này lúc, chúng ta có hay không bại lộ? Gia chủ, chúng ta hậu viện có kết giới che giấu khí tức, hắn không có tới hậu viện, hẳn không có bại lộ. Vậy thì tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Chăm chú một chảo quyền đầu, thượng quan Phi Hùng trong mắt tinh mang lóe lên, đã là làm quyết định, các vị, vừa mới chúng ta còn đang vì kế hoạch này phải chăng muốn chấp hành mà cãi lộn không nghỉ, hiện tại hoàn toàn không cần. Phi Vân Vương Phủ hiện tại đối Nhất Phàm coi trọng như vậy, cũng không có đem ánh mắt chằm chằm đến cái nhà này, nói rõ bọn họ cũng không biết rõ chúng ta tồn tại. Mà lại, vừa mới Nhất Phàm biểu hiện chúng ta cũng nhìn đến, hắn đã cùng Trảm Long Kiếm Vương quen thuộc, tin tưởng hắn hai người cũng giống vậy, như vậy bọn họ nhất định buông lỏng cảnh giác, đó là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt ha. Chỉ cần Nhất Phàm đem hoàn chỉnh địa đồ cầm trở về, chúng ta liền bắt đầu chế định kế hoạch đánh bất ngờ. Lẫn nhau nhìn xem, mọi người không nói gì nữa, cùng nhau liền ôm quyền, hét to nói, vâng. Thấy tình cảnh này, thượng quan Phi Hùng nhếch miệng lên, lộ ra hài lòng nụ cười, một bên thượng quan Ngọc Lâm, thì là lộ ra càng thêm hài lòng nụ cười, chỉ là cái nụ cười này, lại lộ ra có chút âm tà quỷ dị. Lần nữa đi vào Phi Vân Vương Phủ, vẫn là tòa kia khí vũ hiên ngang cửa lớn, vẫn là đám kia uy phong lẫm liệt hộ vệ, nhưng là tất cả mọi thứ lại cũng không giống nhau. Tựa hồ là bị phía trên chuyên môn đã thông báo bộ dáng, nhìn đến Đan Thanh Sinh cùng Trác Phàm hai người tới đến, tất cả hộ vệ cùng nhau khẽ khom người, cung kính nói, tham kiến Trảm Long Kiếm Vương cùng Cổ Đại Sư, Trảm Long Kiếm Vương An Phúc, Cổ Đại Sư An Phúc. Trác Phàm địa vị, vậy mà nhất thời cùng Cửu Kiếm Vương sánh vai cùng nhau, cho dù là chính hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới, cái này là bực nào coi trọng a. Dương mắt nhẹ liếc bên cạnh Đan Thanh Sinh liếc một chút. Lão đầu kia cũng là nhún nhún vai, cười một tiếng, liền dẫn đầu đi vào. Trác Phàm lông mày nhíu lại, cũng theo sau, khóe miệng xẹt qua không hiểu nụ cười. Rất nhanh, đi qua một đường đình đài lâu các, thủy tạo uyển chuyển, Trác Phàm hai người tới một mảnh vàng son lộng lẫy trước đại sảnh, mà ở nơi đó, Bách Lý Kinh Vĩ cùng thượng quan Phi Vân hai người sớm đã ngồi ngay ngắn cầm đầu, chờ đã lâu.
Ha ha ha, Cổ đại sư, người rốt cuộc đến, trong phủ đều an bài tốt. Vừa tiến vào đại sảnh, thượng quan Phi Vân liền đã nhịn không được cười lớn một tiếng, đứng dậy vui mừng tiến lên đón. Khẽ vuốt cằm bái hạ, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khiêm cung nói, Phi Vân kiếm vương hao tâm tổn trí, hàn xá không có quá nhiều việc vặt vãnh, phần lớn an bài thỏa đáng, kiếm vương tự mình mời, không dám không nghe theo, không biết kiếm vương vì chuyện gì. Ai, đại sư nói như vậy, tựa như là bản vương cưỡng bức một dạng, ha ha ha. Không khỏi lần nữa cao giọng cười lớn một tiếng, thượng quan Phi Vân chậm rãi khoát khoát tay, tiếp lấy một chảo Trác Phàm cổ tay, cực kỳ thân cận nói, còn có 4 năm việc làm ban ngày phu, đại sư liền muốn theo thừa tướng đại nhân đã đi đến đế đô. Lấy đại sư bản sự cùng tiềm lực, tại đế đô hoàng thất phòng luyện đan thành làm thủ tịch luyện đan sư, cũng là ở trong tầm tay sự tình a. Đến lúc đó, đại sư chỉ sợ muốn trực tiếp phụng dưỡng bất bại kiếm tôn đại nhân. Nhất thời liền có thể trở thành lão tổ tông bên người hồng nhân. Đoán chừng cho đến lúc đó, bản vương muốn gặp đại sư một mặt, chắc hẳn đều rất khó. Lúc này thừa dịp đại sư thượng chưa rời đi thời khắc, cực kỳ thân cận một phen, cũng không uổng công ngài là theo ta lãnh địa đi ra ngoài người a, ha ha ha. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm gật gật đầu, không khỏi bật cười ôm ôm quyền nói, kiếm vương đại nhân quá khen, tại hạ thực không dám nhận. Trong lòng của hắn minh bạch, thượng quan Phi Vân lúc này đủ loại biểu hiện, là điển hình đốt bếp lạnh, thừa dịp ngươi còn không có thăng chức rất nhanh lúc rút ngắn quan hệ, chờ ngươi một bước lên trời về sau, liền có thể có không tưởng tượng nổi hồi báo. Nhưng là trong lòng của hắn hiểu thêm, thượng quan Phi Vân là muốn cho hắn cho rằng như vậy, sở dĩ làm như vậy, chính là vì đến tiếp xuống cho hắn thám thính tình báo cơ hội, chôn xuống mượn cớ. Chỗ lấy không hạn chế ngươi hành động, cũng là bởi vì bản vương muốn nịnh bợ ngươi. Nếu không, rất dễ dàng thu hoạch được tình báo, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Nhưng bây giờ, bởi vì có như thế một cái quan hệ, liền thuận lý thành chương. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, đã là minh bạch, đây chính là thượng quan Khinh Yên vẽ ra trong địa đồ, thiếu thốn 5 cái địa phương, bên trong một trong. Nói cách khác, hắn vừa tới vương phủ, còn không sao cả đây, đối phương đã chuẩn bị tốt cho hắn bù đắp bên trong một khối địa đồ cơ hội. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ, thật đúng là hiểu rõ nhân tâm, mảy may chi tiết cũng không bỏ sót ra. Theo đến tiếp xuống chuẩn bị phóng túng hắn tìm hiểu tin tức mượn cớ, đến chuẩn bị cái này đãi khách chi địa, một đường thuận lý thành chương, nếu không phải hắn hiểu được bên trong nội tình, trong tay nắm song phương hành động tuyến lời nói, đoán chừng cũng sẽ không đối nhiều như vậy chi tiết có phát giác. Ha ha ha, nghĩ không ra Phi Vân Kiếm Vương luôn luôn thanh cao, hiện tại thế mà cũng học được nịnh bợ su nịnh. Thật sự là thoái hóa đạo đức a. Đúng lúc này, Bách Lý Kinh Vĩ cũng bỗng nhiên đứng dậy, cười lớn một tiếng, đi vào hai người trước mặt, phảng phất là sợ Trác Phàm không có ý thức được bên trong hàm nghĩa, nhắc nhở một phen. Tiểu tử, nhớ kỹ, đến tiếp xuống người bất kể thế nào đập vào vương phủ quy củ, thậm chí là cấm địa, thượng quan Phi Vân cũng sẽ không bắt ngươi làm gì, là bởi vì hắn muốn nịnh bợ ngươi, theo ngươi giữ gìn mối quan hệ, chớ hoài nghi bên trong có âm mưu quỷ kế gì. Thế nhưng là, cái này lại hoàn toàn xác minh Trác Phàm suy đoán, bọn họ quả nhiên muốn chủ động đưa tình báo. Vậy mình còn rụt rè cái gì, tùy hứng một thanh chờ đợi đến. Nghĩ như vậy, Trác Phàm khóe miệng bỗng dưng xẹt qua tà dị đường cong. Mà thượng quan Phi Vân tựa hồ còn muốn đem cái này cảnh phim diễn tiếp, không khỏi ôm chặt lấy Trác Phàm đầu vai, giả vờ giận nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, trăm dặm thừa tướng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dù nói thế nào, Cổ đại sư cũng là theo của ta giới đi ra ngoài kỳ tài, trước khi đi, bản vương thân là bản địa người chủ trì, cùng cổ đại sư thật tốt thân cận một phen, có làm sai chỗ nào. Chớ có dùng ngươi cái kia dơ bẩn quy củ quan trường bố trí bản vương, ngươi quý tài, bản vương cũng quý tài, cổ đại sư cũng là bản vương chân quý nhất nhân tài. Phi Vân Kiếm Vương, không biết trong vương phủ có cái gì kỳ quan dị cảnh, làm cho tại hạ thưởng thức một hai. Thế mà... Còn không đợi thượng quan Phi Vân nói hết lời, Trác Phàm đã là đột nhiên lên tiếng, trong mắt mang theo hy vọng chi sắc. Thân thể hơi chậm lại, thượng quan Phi Vân không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn Trác Phàm liếc một chút, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Bách Lý Kinh Vĩ cũng là không khỏi sửng sốt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cái này, dẫn ngươi đi tham quan toàn bộ vương phủ, là đằng sau cầu gãy, lão phu đoạn này thì còn chưa làm đủ đây, đột nhiên cắm vào một đoạn như vậy đến. Cũng quá đột ngột đi.
Bất quá, đã người cái này thám tử đều nói như vậy, trước đây kịch thì bớt, trực tiếp tiến chủ đề đi. Kết quả là, thượng quan Phi Vân không khỏi cười lớn một tiếng, làm ra cái mời thủ thế, Lãng Tiện Hóa nói có, đương nhiên là có, cổ đại sư mời. Nếu nói cái này khu vực kỳ quan dị cảnh, cũng chỉ có bản vương phủ chỗ ở chỗ này kỳ lạ nhất, có thể so với đế đô Lôi Ngâm Các A. Ngài một hồi nếu là nhìn đến, nhất định sẽ vô án tán dương, suốt đời khó quên, ha ha ha. Có đúng không, vậy ta nhưng là muốn mở mang kiến thức một chút. Không khỏi xoa xoa tay, Trác Phàm cũng là một mặt hưng phấn, trong mắt tràn đầy khó có thể che giấu tinh mang. Mặc kệ thượng quan gia cùng Phi Vân Vương phủ muốn làm gì, nhưng hắn mục đích, chính là ở đây a. Thừa dịp đối phương muốn thi hành kế phản gián, chính mình lại là cái gian tế thân phận, dễ dàng như vậy liền bị chủ gia mang theo tìm tới khối này kỳ địa, đây mới thực sự là tương kế tựu kế a, hắc hắc hắc. Một tay lôi kéo Trác Phàm, thượng quan Phi Vân mười phần nhiệt tình đi ra ngoài phòng. Nhìn lấy hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Đan Thanh Sinh lại là không khỏi bật cười một tiếng, nhìn về phía một bên đồng dạng sắc mặt cổ quái Bách Lý Kinh Vĩ nói, trăm dặm thừa tướng, ngài cùng Phi Vân kiếm vương hàng một ngày tiết mục, liền sợ bị cổ đại sư nhìn ra đầu mối. Hiện tại ngược lại tốt, người sợ bị nhìn đi ra, người ta ngược lại là lưu loát, không thèm để ý chút nào chính mình bại lộ thân phận, trực tiếp liền tiến vào chủ đề, tìm hiểu lên vương phủ địa hình. Ai? Sớm biết như thế lời nói, ngài cùng Phi Vân kiếm vương làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp dẫn hắn dạo chơi công viên không phải à, ha ha ha. Nói cũng đúng a. Bờ môi không khỏi hơi hơi run run, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là cười khổ lắc lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói, cái này cổ đại sư, thật đúng là thám tử giới newbie, một chút quanh co lòng vòng thăm dò cũng sẽ không, trực tiếp liền đem chính mình mục tiêu bại lộ. Nếu không phải chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Không muốn bắt hắn hiện hình lời nói, hiện tại đã sớm đem hắn ném vào địa lao, tạm giam lên, nghiêm hình tra tấn. Ai, xem ra đối cái này ngây ngô thám tử bố trí nhiều như vậy nhiều kiểu, cũng là ta lo ngại, chắc hẳn chúng ta cho dù hành động làm tiếp làm, cũng sẽ không khiến cho hắn mảy may hoài nghi đi. Dù sao, hắn chỉ là cái luyện đan sư, mà không phải thám tử. Thật sâu liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến, chỉ là khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong. Lòng dạ biết rõ. Ha ha, trăm dặm thừa tướng, tuy nhiên ngươi là đế quốc đệ nhất cố vấn, nhưng đối trước mắt tiểu tử này, lại biết bao nhiêu đây? Đón lấy, Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau, đều là cười một tiếng, cũng theo sát mà lên, theo Trác Phàm bọn họ tốc độ rời đi. Rất nhanh, thượng quan Phi Vân liền mang theo Trác Phàm đi vào vương phủ hậu đình một mảnh sân nhỏ ở giữa, mà nơi này, cũng là địa đồ lên tàn khuyết một bộ phận. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng không khỏi có chút kích động, nơi này cũng là một chỗ khác thiên địa phong huyệt chỗ. Ào ào ào, bỗng nhiên, từng tiếng thác nước chút xuống tiếng nước chảy truyền vào hắn trong tai. Hai mắt tỏa sáng, Trác Phàm lúc này nhẫn nại không ngừng trong lòng kích động, thân thể hơi hơi rung động động. Thế nhưng là thượng quan Phi Vân tựa hồ cũng không cố ý biết đến, vẫn tại trước dẫn đường. Rất nhanh. Mọi người liền tới đến một mảnh cao 100 trượng trước thác nước, một đầu ngân hà thẳng tắp rủ xuống, giống như cửu thiên trượt xuống phía dưới tinh thần, óng ánh sáng ngời. Bất quá, cùng còn lại thác nước khác biệt là, cái này cái thác nước lại không có vách núi, chỉ có vô tận dòng nước tại cách không rủ xuống, ngay sau đó, lại dọc theo một đầu uốn lượn lỗ trống đường nước chảy, bò lên trên vạn trượng không trung. Không sai, đây chính là một đầu, hoàn toàn do dòng nước tạo thành thác nước. Trong lúc đó dòng nước uốn lượn, lại hình thành khác biệt động huyệt, dường như từng gian căn phòng giống như, tọa lạc trong lúc đó. Nhìn lên trước mặt này quỷ dị tràng cảnh, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi hơi hơi ngốc ngẩn ngơ. Thường nói, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, Mizunashi hình, mà không thành núi. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều phá vỡ, nước chẳng những có hình, hơn nữa còn là một loại vận động chi hình. Hoặc kiên hoặc nhu, so với núi đá đến. Càng hùng vĩ vạn phần. Giờ này khắc này, cho dù cái kia Phi Vân kiếm vương không nói, hắn cũng minh bạch, đây chính là hắn muốn tìm chỗ kia thiên địa phong huyệt. Trên mặt mang một chút vẻ kiêu ngạo, thượng quan Phi Vân đưa tay nhất chỉ, cười to lên, ha ha ha. Cổ đại sư, ta nói không sai chứ, đây chính là cho dù tại toàn bộ đại lục đều dị thường hiếm thấy một chỗ thiên địa kỳ cảnh, lang huyên thủy cát, vô căn bay chảy nước. Mizunashi căn, mà đứng ở hư không. Không dính trần thế,
nhưng lại thành hình như núi đá. Nước xây động huyệt, linh khí bức người, chính là tu thân dưỡng tính, đột phá tu luyện chi đất lành. Riêng là thủy thuộc tính thể chất, càng là làm ít công to. Đối với an thần thanh tâm, cũng có lớn lao có ích. Nhưng duy nhất có chút không đủ địa phương, cũng là không thoải mái luyện đan đoán tạo trợ cùng lửa có quan hệ tu hành. Nhìn ra được, không sai gật đầu, Trác Phàm không khỏi nhạt cười một tiếng, nhưng dù vậy, vậy cũng là nơi tốt để tu luyện. Phi Vân Kiếm Vương có thể có như thế một cái phúc địa dưỡng thân, thật là tiện sát người khác a. Chậm rãi khoát khoát tay, thượng quan Phi Vân không khỏi bật cười một tiếng, đâu có, đây là thiên địa ban tặng, bản vương chiếm đoạt mà thôi, huống hồ bản vương cùng nơi đây thuộc tính bất hòa, trên việc tu luyện ích lợi có phần thấp. Ngược lại là đối tu thân dưỡng tính, bình tĩnh nói tâm, có không ít có ích. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm yên ổn cười một tiếng, biểu thị tán đồng. Ông, bỗng nhiên, chẳng biết tại sao, Trác Phàm trên cánh tay phải lại là ngột phát ra một trận quỷ dị hồng mang. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời sát khí, liền thình lình theo cái kia trong thác nước phát ra, trực chỉ Trác Phàm chỗ. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi trong lòng kinh hãi, bọn người người cũng là không khỏi sững sờ, bỗng dưng ngây người. Tại hắn Phi Vân Vương Phủ, thượng quan Phi Vân đều không muốn mạng hắn, ai còn dám đối với hắn thả ra như thế sát ý. Hưu, hồng mang chợt hiện, bọt nước vẩy ra. Nương theo lấy từng đạo sóng ánh sáng liễm diễm, huy sái hư không, một đạo sắc bén đỏ thấm kiếm mang, đột ngột được từ cái kia nước trong các hướng đem đi ra, mục tiêu trực chỉ Trác Phàm nơi này, cái kia lẫm liệt sát khí, giống như từng đạo băng chùy, còn chưa tới gần, liền đã đâm vào hắn đầy mặt đau nhức, nhất thời có loại da thịt muốn nứt mở cảm giác. Đây là, thánh binh. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Trác Phàm không khỏi trong lòng hoảng hốt, song quyền cũng không khỏi quá chặt chẽ nắm lại tới. Thánh binh hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, sớm tại Song Long Viện lúc, hắn liền bị Kình Thiên Kiếm đánh cho bị thương. Đây chính là liền hắn không gì không phá Kỳ Lân Tí, đều không thể ngăn lại lực lượng. Chém sắt như chém bùn, cho dù là trên đời này cứng rắn nhất đồ vật, cũng khó có thể đối mặt phong mang. Nghĩ đến nhất định lại là hắn trên thân thánh thú khí tức, đem người thánh binh này cho đưa tới. Mà duy nhất có thể ngăn chặn nó, cũng chỉ có chính mình không minh thần đồng. Dù sao, những thánh binh này đều là thiên đế cùng kiếm đế hai người đoán tạo, đối mặt chủ nhân uy năng, lại là tuyệt đối không còn dám làm càn tiến hành. Chỉ là nếu là chỉ có hắn một người còn tốt, nhưng bây giờ chung quanh hắn còn có ba người khác, nếu là tùy tiện liền đem thánh binh trấn áp, há không nhất thời thì bại lộ chính mình thực lực. Như vậy đến đây kết thúc, hắn làm ra hết thảy, nhưng là tất cả đều uổng phí. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng ngăn không được nắm chặt lên, chù trừ không biết nên như thế nào động tác. Mắt thấy cái kia thanh đỏ thấm kiếm mang đã là càng ngày càng gần, lại là nhất thời rơi vào cảnh lưỡng nan. Bất quá, hắn phải đồng tử bên trong đã là có kim sắc lưu quang thỉnh thoảng lóe qua, tùy thời chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh. Không thể nói được, cho dù bại lộ thực lực, cũng phải trước theo thánh binh phía dưới giữ được tánh mạng làm đầu. Thật can đảm, hôm nay bản vương khách quý ở đây, ngươi ra ngoài làm gì, còn không mau mau lui ra. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét lệ quát lại là nhất thời vang lên. Quay đầu xem xét, chính là thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi nhìn không được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn nhưng là sẽ không tin tưởng, thượng quan Phi Vân bọn họ, hội có biện pháp ngăn cản cái này bạo động thánh binh. Tuy nói bọn họ là quy nguyên cảnh cao thủ, đứng ở phàm giai đỉnh phong chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là phàm phu tục tử một tên, há có thể sai xử đến thánh binh hành động. Người ta thế nhưng là đế cảnh cao thủ đoán tạo, có thể làm cho ngươi một vừa tay binh khí, đã là vô cùng lớn mặt mũi. Ngươi không coi người ta là tổ tông một dạng cúng bái, lại là há miệng ngậm miệng hô tới quát lui, người ta để ý tới ngươi mới là lạ. Phải biết, người ta thế nhưng là lục phẩm thánh binh, không phải phổ thông linh binh, cũng là có tôn nghiêm. Thế nhưng là, đến tiếp xuống phát sinh sự tình, lại là để Trác Phàm nhất thời sửng sốt, thậm chí, hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng, cái này là phàm giai người có thể làm đến sự tình. Kít! Đỏ thấm thân kiếm không khỏi hơi chậm lại, chuôi kiếm này mang nhất thời ngừng tại hư không, khẽ run, lại là không tiến thêm nữa, đúng là thật nghe theo thượng quan Phi Vân mệnh lệnh. Mi đầu không khỏi hung hăng run run,
Trác Phàm trong lòng kinh hãi, cái này. Làm sao có thể? Lục phẩm thánh binh thế mà thật khuất phục tại một cái phàm giai nhân thủ xuống. Đại ca, ngài thế nhưng là đế cảnh cao thủ đoán tạo thánh binh, không phải tầm thường, làm sao lại như thế đọa lạc, thế mà nghe một cái quy nguyên kính tu giả chỉ huy. Ngài tôn nghiêm đây, ngài kiệt ngao đây, chẳng lẽ bởi vì vẫn lạc trần thế, thì tất cả đều vứt bỏ hay sao? Mí mắt ngăn không được run rẩy, Trác Phàm ngơ ngác nhìn đây hết thảy, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn lúc trước có thể thu phục Kình Thiên Kiếm, vẫn là đem chính mình bản mệnh huyết anh thay đổi nó kiếm hồn, mới cuối cùng bỏ vào trong túi. Nhưng bây giờ, có vẻ như Thượng Quan Phi Vân làm càng triệt để hơn, liền kiếm kia hồn đều hàng phục, nguyện ý quy thuận tại hắn. Không phải vậy không có khả năng một cái quát bảo ngưng lại, kiếm kia thì ngoan ngoãn dừng lại bất động. Thế nhưng là, cái này lại để hắn có chút không hiểu, đế cảnh cao thủ đoán tạo ra thánh binh, dễ dàng như vậy hàng phục sao? Thậm chí, người thánh binh này liền thiên đế truy sát thánh thú mệnh lệnh đều vi phạm, bị Thượng Quan Phi Vân một cái mệnh lệnh, dừng lại. Trác Phàm trong lòng không hiểu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Thượng Quan Phi Vân dương mắt xem hắn, cho là hắn là bị dọa sợ, không khỏi lớn tiếng cười một tiếng, ôm quyền bồi tội nói, ha ha ha. Cổ đại sư, xin lỗi, kiếm này chính là ta Đông Châu Chí Bảo, hướng thiên thần kiếm. Cần tại linh khí dư giả chi địa ẩn dưỡng mới là. Cho nên ta liền đưa nó đặt cái này lang huyên thủy các bên trong, lại thêm lấy thánh linh khoáng cung cấp tu dưỡng. Cùng tầm thường linh binh khác biệt, cái này thần binh rất có linh tính, ngoại nhân khó có thể thân cận tại nó. Lần này chắc là cảm nhận được người sống khí tức, có chút giật mình lấy, đột nhiên xông ra, kinh hãi đại sư, còn mong rộng lòng tha thứ. Đâu có, hôm nay có thể may mắn mắt thấy Đông Châu thần binh. Trùng thiên kiếm, hẳn là tại hạ vinh hạnh mới đúng, ha ha ha. Khẽ vuốt cằm, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, không để bụng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Thượng Quan Phi Vân cùng Bách Lý Kinh Vĩ lẫn nhau nhìn chăm chú liếc một chút, đều là ngầm hiểu lẫn nhau địa vị nhỏ gật gật đầu. Cứ như vậy, trùng thiên kiếm vị trí cũng tiết lộ ra ngoài, thì chờ đối phương đến cửa là được, hừ hừ hừ. Ông! Thế nhưng là... Còn không đợi mọi người lẫn nhau nụ cười trên mặt thu hồi, một đạo vô hình không gian ba động lại là lần nữa từ kiếm khí màu đỏ kia lên vang lên. Ngay sau đó, cái kia trùng thiên kiếm đúng là không tiếp tục để ý Thượng Quan Phi Vân mệnh lệnh, thẳng một cái hung ác hướng, lần nữa hướng Trác Phàm bên này vào tới, cái kia cỗ sát ý ngút trời, không gì so sánh nổi hướng Trác Phàm trên mặt áp đi, nhất thời đem hắn ép tới khí tức trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ. Thượng Quan Phi Vân tựa hồ cũng không ngờ tới loại sự tình này phát sinh, không khỏi lần nữa hét lớn lên tiếng, trùng thiên kiếm, mau dừng lại, đây là bản vương khách quý. Đinh! Phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, phảng phất là cự tuyệt đồng dạng, cái kia trùng thiên kiếm vẫn như cũ không có không chỉ trệ hướng Trác Phàm phóng đi, trên thân kiếm sát ý, càng thêm nồng đậm rất nhiều. Đáng chết, bản vương để ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Trên mặt rốt cục lộ ra một cỗ vẻ giận dữ, tại cái kia trùng thiên kiếm còn chưa đi vào Trác Phàm trước người, Thượng Quan Phi Vân đã là hai ngón khép lại, vung vung tay lên, một đạo chí cường kiếm khí liền đột nhiên hướng chỉ mà ra, hung hăng đụng vào trùng thiên kiếm trên thân kiếm. Đụng, giống như sấm sét chợt vang, xé không liệt địa, cường đại cương áp, phảng phất là sóng xung kích đồng dạng, một hướng bốn phương tám hướng tán đi, trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ Phi Vân Vương phủ bên trong, đinh tai nhức óc. Vương hộ vệ trong phủ, chợt nghe như thế tiếng vang truyền vào đáy lòng, không khỏi đều là gấp bịt lỗ tai, đầu đau muốn nứt, từng tia máu tươi ngăn không được theo thất khiếu bên trong chảy ra. Có chút thực lực thấp, càng là tại chỗ đánh chết chấn choáng, số lượng cũng không ít. Mà vương phủ những cái kia dung hồn quy nguyên cảnh cao thủ còn như vậy, cách tiếng vang gần như thế Trác Phàm cùng Bách Lý Kinh Vĩ hai người, thì càng không kịp nhiều luận. May mà Đan Thanh sinh tay mắt lanh lẹ. Cấp tốc liền cản tại trước người bọn họ, tiện tay vung lên, một cơn gió mát xẹt qua, liền đem cái kia cường hãn dư âm tiêu tán hầu như không còn. Bất quá dù vậy, Trác Phàm đuôi lông mày vẫn là không nhịn được rung động, trong mắt tràn đầy kinh dị nhìn về phía trước dị cảnh. Thế nhưng là hắn đây cũng không phải là hoảng sợ, mà chính là cả kinh. Bởi vì cái kia trùng thiên kiếm, đúng là thật bị Thượng Quan Phi Vân một chỉ này kiếm cương cho chế trụ. Đứng ở hư không bên trong. Run rẩy thân kiếm, động một cái cũng không thể động. Cái này, làm sao có thể? Trác Phàm trong lòng,
phát ra nhìn thấy cái này trùng thiên kiếm sau tiếng thứ hai hò hét. Phải biết, người thánh binh này uy lực mạnh bao nhiêu, nhìn nó một đạo kiếm khí liền đem thánh thú thân thể Kỳ Lân Tý xuyên thủng, thì có thể nghĩ. Nhưng là bây giờ, người thánh binh này thế mà bị một người khác một đạo kiếm cương cho vây khốn, nhất thời để Trác Phàm trong lòng khó có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ nói cái này kiếm cương chi lực, đã vượt qua người thánh binh này chi uy? Cái này, cũng quá không thể tưởng tượng a, dù sao đây chính là đế cảnh cao thủ đoán tạo. Mà lại, coi như không phải đế cảnh cao thủ thân tạo, đó cũng là lục phẩm thánh binh, sẽ không như thế yếu a, bị một phàm nhân bóp chặt, khó có thể tự kềm chế. Thế nhưng là sự thật chính là, trước Đông Châu đệ nhất cao thủ, Phi Vân Kiếm Vương, cũng là có dạng này khống chế thánh binh thực lực, cùng Trác Phàm cái kia đầu cơ trục lợi, dùng thiên đế thần thông vây khốn thánh binh, hoàn toàn khác biệt. Ong ong ong, tiếng ngâm khẽ không ngừng mà truyền ra, trùng thiên kiếm thân kiếm cũng tại rừng không ngừng run rẩy lấy, rằng co trong hư không, nhưng rất hiển nhiên, chậm rãi biến đến bất lực lên. Lạnh lùng nhìn lấy nó, thượng quan Phi Vân hai ngón vẫn tại tiền đính lấy, bất giác hừ nhẹ lên tiếng, không có lực a, vậy liền hảo hảo trở về uẩn dưỡng, không cần thiết lại đi ra quấy rối, kinh hãi bản vương khách quý. Nói, thượng quan Phi Vân hơi vung tay, đụng một tiếng. Cái kia trùng thiên kiếm liền bị một cỗ cự lực, nhất thời bắn ngược trở về. Lăng không đảo ngược mấy vòng, lần nữa ẩn vào cái kia nước trong các, không có khí tức. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy yên ổn kết thúc, lại sâu sắc nhìn một chút thượng quan Phi Vân, âm thầm tán thưởng. Không hổ là Đông Châu đệ nhất cao thủ, quả nhiên thực lực thâm bất khả chắc. Cổ đại sư, các vị, xin lỗi, vừa mới không biết cái này thần kiếm nổi điên làm gì. Quấy nhiễu các vị, quét mọi người nhã hứng, nhìn các vị rộng lòng tha thứ. Đưa tay vùng phất ống tay áo, thượng quan Phi Vân quay người nhìn mọi người một cái, thật sâu ôm một cái quyền, mặt mũi tràn đầy áy náy. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ cười lớn một tiếng, chỗ nào, thần binh phần lớn tính nét quái dị, xem ra là chúng ta hôm nay tới bất ngờ, đập vào hướng thiên thần kiếm lĩnh vực, cái kia chúng ta xin lỗi mới đúng. Mà lại, nếu không phải có hôm nay như thế vừa ra, chúng ta lại chỗ nào có thể may mắn nhìn thấy Phi Vân Kiếm Vương tự mình xuất thủ, mở rộng tầm mắt. Phi Vân Kiếm Vương trùng thiên kiếm kình, thật sự là càng ngày càng thâm hậu a, ha ha ha. Thừa tướng đại nhân chớ có giễu cợt, lần này quấy nhiễu các vị, quả thật bản vương chi sai. Chậm rãi khoát khoát tay, thượng quan Phi Vân bật cười liên tục, sau đó nhìn về phía Trác Phàm nói, riêng là cổ đại sư, để ngài chấn kinh. Vừa vặn phòng trọ đã vì đại sư an bài đi ra, không bây giờ ngày càng lớn sư trước tạm trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai bản vương lại nuôi lớn sư dạo chơi công viên, cũng tốt tăng thêm thân cận cảm giác. Thật sâu hướng thượng quan Phi Vân cúi đầu, Trác Phàm sắc mặt xác thực có chút khó coi, nhưng vẫn là mạnh gạt ra một tia tươi cười nói, kiếm vương đại nhân khách khí, đã như vậy, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta ngày mai lại nói. Nghe được lời này, còn lại ba người cũng hơi hơi bái hạ. Đan Thanh Sinh càng là nhân cơ hội nói, ta đưa cổ đại sư trở về phòng nghỉ ngơi. Không nghi ngờ gì, Bách Lý Kinh Vĩ hai người đạm mạc gật đầu. Chờ nhìn đến Trác Phàm hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, sau cùng hoàn toàn biến mất lúc, Bách Lý Kinh Vĩ mới không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía thượng quan Phi Vân oán giận nói, Phi Vân Kiếm Vương, bản tướng chỉ muốn để ngài thừa cơ đem trùng thiên kiếm chỗ tiết lộ cho cổ đại sư, để hắn bù đắp địa đồ, dẫn tới tặc tử liền tốt. Ngài không cần thiết náo như thế vừa ra a, nhìn đem cổ đại sư dọa đến, hắn nhưng là chỉ là một cái thần chiếu cảnh tu giả. Nếu là hoảng sợ ra cái gì tốt xấu đến, ngài từ chỗ nào có thể lại cho bản tướng tìm một cái, có cơ hội leo lên đại lục đệ nhất luyện đan sư ngai vàng nhân tài tới. Trăm dặm thừa tướng, đây không phải ta làm a. Thế nhưng là, thượng quan Phi Vân nghe đến, lại là mi đầu sâu nhăn, một mặt vẻ không hiểu. Không khỏi sững sờ. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi kỳ quái nói, không phải ngươi làm, còn có thể là ai? Toàn bộ Phi Vân Vương Phủ, chỉ có ngươi có thể chỉ huy cái kia trùng thiên kiếm đi. Đúng vậy a, thế nhưng là trách thì trách ở chỗ này. Đồng dạng trăm bề khó lường giải, thượng quan Phi Vân thở dài lên tiếng, bản vương bản tướng dẫn hắn du lãm lang huyên thủy các, thừa cơ đem trùng thiên kiếm đưa cho hắn xem qua một phen chính là. Ai có thể nghĩ chẳng biết tại sao, kiếm này lại chính mình lao ra. Muốn giết cổ đại sư, mà lại sát ý như thế nồng đậm, liền lão phu mệnh lệnh đều không nghe. Loại tình huống này, thế nhưng là trước đó chưa từng có a.
Mi đầu không khỏi lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ nghe đến, cũng là lộ ra vẻ ngờ vực, trầm ngâm một chút, suy đoán nói, chẳng lẽ thật là bởi vì nhìn thấy người sống, mới xuất hiện địch ý. Trong vương phủ người sống hay xảy ra, nhưng là không có một cái nào như hôm nay như vậy, bị trùng thiên kiếm truy sát đến như thế triệt để, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Hàm răng nhẹ nhàng cắn, thượng quan Phi Vân nhẹ hít một hơi, trong mắt mê mang lại là càng sâu rất nhiều. Vắng vẻ trong hậu viện, một già một trẻ hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đi, một cái là Trác Phàm, một cái là Đan Thanh Sinh. Chung quanh hộ vệ, đều để bọn hắn lui. Quay đầu nhìn xem đằng sau không có người về sau, Trác Phàm mới cuối cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Đan Thanh Sinh, hỏi ra lòng nghi ngờ, Đan Lão, vừa mới cái kia trùng thiên kiếm làm sao lại bị thượng quan Phi Vân dễ dàng như thế thì chế trụ đâu. Trước kia ta tại Song Long Viện ăn qua kình thiên kiếm thua thiệt, uy lực tuyệt đối người phi thường có thể cản. Đó còn cần phải nói, bởi vì hắn từ nhỏ liền cùng kiếm kia sớm chiều ở chung, tự nhiên giải kiếm kia tính nết. Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn, Đan Thanh Sinh đạm mạc lên tiếng. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm trong lòng càng thêm nghi hoặc, lời ấy ý gì? Tiểu gia hỏa, người cảm thấy Nam Châu thần binh, chỗ lấy sẽ trở thành Trấn Châu thần binh, khiến các đại thế lực ngấp nghé, là vì cái gì? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Đan Thanh Sinh không khỏi điều cười ra tiếng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc hắn một cái, Trác Phàm chuyện đương nhiên nói, ngũ đại thần binh uy lực kinh người, chém sắt như chém bùn, tay cầm thần binh, lấy một chọi 10, vượt cấp giết người cũng không thành vấn đề, trở thành Trấn Châu thần binh, lại có cái gì hiếm lạ đâu. Ha ha ha, lời ấy sai rồi, nếu chỉ là như thế lời nói, cái kia thần binh bất quá đồ cụ sắc bén chi mang, lại có thể khiến toàn bộ đại lục cao thủ bái phục. Bất bại kiếm tôn, như thế nào lại đối với nó lại kỵ lại ao ước, thèm nhỏ nước dãi. Còn có Song Long Viện, người đại khái còn không có tiến vào đi. Ha ha, người biết Tây Châu Chín Tông, vì sao cam nguyện đem chính mình đệ tử trăm phương ngàn kế đưa vào Song Long Viện bồi dưỡng, còn làm cái Song Long Hội, chọn ưu tú tuyển bạt. Cái này không phải là bởi vì Song Long Viện độc chiếm thánh linh khoáng quan hệ sao? Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng nghi hoặc thánh linh khoáng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được đệ tử kiệt xuất, bảo vệ Tây Châu lợi ích, chẳng lẽ không đúng sao, còn có khác nguyên nhân? Khóe miệng xẹt qua vui cười đường cong, Đan Thanh Sinh đạm mạc gật gật đầu, lẩm bẩm nói, có thể nói như vậy, nhưng là ngươi phải biết, thánh linh khoáng tuy nhiên linh khí nồng đậm, có tẩy tinh phạt tủy chi năng, có thể nói gâu su cao tu người thể chất, nhưng là chân chính cao thủ trọng yếu nhất là cái gì? Nơi này, ha ha ha. Nói, Đan Thanh Sinh chỉ đầu mình. Não tử, hai mắt tỏa sáng, Trác Phàm nhất thời thốt ra. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến, nếu bàn về não tử, rất nhiều mưu sĩ so tu giả não tử muốn tốt dùng nhiều, giống Bách Lý Kinh Vĩ dạng này, còn có các đại đế quốc tham mưu, mưu trí đều không kém tu giả, thậm chí còn hơn, cái kia Song Long Viện vì sao không có đem bọn hắn chiêu mộ được cùng một chỗ đâu. Vậy ngài ý là, ngộ tính, trong mắt tinh mang lóe lên, Đan Thanh Sinh bình tĩnh nói, tu giả cảm ngộ thiên địa, bất kỳ cái gì công pháp vũ kỹ cũng toàn đều cần ngộ tính, mới có thể tu hành. Đồng dạng chiêu thức, người ngộ tính cao cùng thấp người xuất ra hoàn toàn khác biệt, cho dù bọn họ tu vi tương đương. Song Long Viện mỗi lần tổ chức Song Long Hội, thực là đang tìm các tông người ngộ tính cao ghi vào. Cho nên người thì sẽ phát hiện, Song Long Viện không phải thực lực cao giả thì có thể vào chỗ. Tuy nói ngộ tính cao, phần lớn thực lực cũng cao, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngươi lần kia Song Long Hội, cái kia bốn cái nữ oa trận thức, theo lý không tính quá mạnh, nhưng cũng chiêu đi vào, cũng là lý do này. Cái kia trận thức xác thực ẩn chứa thiên địa chí lý, cái kia bốn cái nữ oa có bồi dưỡng giá trị. Mí mắt hơi hơi nhảy nhót, Trác Phàm tâm lý minh bạch, Đan Thanh Sinh nói là Sở Khuynh Thành các nàng, cái này không khỏi lại xúc động hắn đau điểm, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nhưng rất nhanh, hắn lại giữ vững tinh thần, tiếp tục nói, cái này cùng ngũ đại thần binh, lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Đan Thanh Sinh sắc mặt chợt nghiêm một chút, bình tĩnh nói, ngũ đại thần binh có thể mở ra tâm trí người, giúp người lĩnh ngộ càng mạnh công pháp vũ kỹ. Người phải chú ý, đây là lĩnh ngộ, mà không phải tập được. Nói cách khác, đây cũng không phải là ngọc giản gì truyền thụ, mà chính là một cái từ không tới có quá trình. Cái này liền cần ngộ tính thấp người,
căn bản khó có thể lý giải được thiên địa đại đạo, cũng căn bản không có khả năng xông ra thuộc về mình tuyệt cường chiêu thức. Giống lão phu song sinh thần hồn, trảm long kiếm kình, đều là tại kình thiên kiếm phía dưới lĩnh hội đến ra. Thượng quan phi vân cái kia trùng thiên kiếm kình, cũng là tại trùng thiên kiếm phía dưới lĩnh hội đoạt được. Nam châu bên trong, cơ hồ mỗi cái cao thủ mạnh nhất, thực lực đều là tới từ thần kiếm cảm ngộ. Bất quá mạnh yếu có khác, ở chỗ ngộ tính cao thấp mà thôi. Bên trong nổi bật, cũng là bất bại kiếm tôn, trăm dặm ngự thiên. Cái này lão quái vật, bá thiên kiếm đạo đã xuất thần nhập hóa, người phi thường có thể so sánh, cũng không phải còn lại cao thủ có thể địch. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, sợ có người theo còn lại thần binh bên trong ngộ ra còn mạnh hơn hắn kiếm đạo đến, cho nên. Thân thể không khỏi hung hăng run run, Trác Phàm không khỏi trong lòng kinh hãi, đã là rốt cuộc nghe không được Đan Thanh Sinh đến tiếp xuống nói. Bởi vì hắn phát hiện một cái trọng đại bí mật, cái này ngũ đại thánh binh không chỉ là phổ thông lục phẩm thánh binh, bên trong còn bao hàm thập đế bên trong, kiếm đế kiếm đạo ở bên trong. Nói cách khác, những thứ này phàm giai tu giả, ngay tại thông qua thánh binh, lĩnh hội kiếm đế kiếm đạo. Khó trách cái kia thượng quan phi vân có thể tùy tiện chế trụ trùng thiên kiếm, nghĩ đến đối trùng thiên kiếm chúng kiếm đạo đã lĩnh hội rất nhiều, minh bạch ngự sử trùng thiên kiếm bí quyết. Giờ này khắc này, hắn dường như lại nghĩ tới lúc trước thiên hành tông đại cung phụng, hành thiên kiếm Tiếu Vân Sơn nói, người kia tựa hồ cũng là tại kình thiên kiếm cách đó không xa, lĩnh hội 3 ngày, phương thành bản thân tuyệt học, hành thiên kiếm. Chỉ bất quá, cùng thượng quan phi vân cùng Đan Thanh Sinh những thứ này bản thân ngộ tính cực cao, lại cùng thánh binh sớm chiều ở trung thiên chi con cưng nhóm so sánh, hắn cùng thánh binh tiếp xúc thời gian cũng rất ngắn, ngộ tính cũng không kịp nổi những người này. Nhưng dù vậy, cái kia hành thiên kiếm uy lực cũng là cực kỳ kinh người, có thể chịu được khoáng thế tuyệt học. Kia liền càng không nói đến những thứ này, cả ngày bên trong ngay tại thánh binh bên cạnh ngộ đạo người. Có thể nói, thượng quan phi vân cùng Đan Thanh Sinh những người này, là tại lĩnh ngộ kiếm đế đại đạo, thực lực tự nhiên không giống bình thường người chờ. Mà Trác Phàm cũng không thể lại khinh thị những thứ này phàm giai đỉnh cấp cao thủ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ công pháp cũng là đến từ thánh vực, mà lại là đế cấp cao thủ tâm đắc. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng xuống tới, trong lòng cũng có chút hối hận. Trong 2 năm qua, kình thiên kiếm thì ở bên cạnh hắn, tuy nhiên thay cái kiếm linh, nhưng kiếm đế đại đạo còn chất chứa ở giữa, hắn thế mà cũng không nghĩ lấy lĩnh hội 1-2, thật sự là quá lãng phí. Trước kia hắn không thông kiếm đạo, cũng không muốn đi tập luyện, là bởi vì hắn cảm thấy nơi này căn bản không có người đủ tư cách truyền thụ cho hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, thánh binh sau lưng cất giấu là đế cấp cao thủ truyền thừa, hắn lại có thể lại bỏ qua cơ hội này. Chỉ bất quá, những thứ này đều xem như nói sau, hiện tại việc cấp bách, vẫn là muốn trước đem trong tay công tác làm tốt, đem chỗ kia thiên địa phong huyệt phong ấn, sau đó mang theo tiểu tam tử chuồn mất làm đầu. Nhìn lấy cái kia ngưng lông mày khổ tư, rất hiển nhiên không có đem chính mình lời nói nghe vào, Đan Thanh Sinh không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thản nhiên nói, tóm lại, chính ngươi cẩn thận là hơn a, thần binh ở đâu đều bị coi là chân bảo, thượng quan gia muốn cầm lại trùng thiên kiếm, không chỉ là nó sắc bén dị thường, có thể đỡ bất bại kiếm tôn gót sắt, còn bởi vì nó gánh vác bồi dưỡng tộc nhân cao thủ trách nhiệm. Điểm này, đối còn lại 4 châu cũng giống vậy, ngươi nếu là dám động thần binh chủ ý, không chỉ là thượng quan phi vân, bách lý kinh vĩ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đây minh bạch, ta sẽ cẩn thận xử lý. Không khỏi nhạt cười một tiếng, Trác Phàm lộ ra cái yên ổn nụ cười. Thật sâu liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh cũng là gật gật đầu. Hắn tâm lý minh bạch, Trác Phàm là người thông minh, có chính mình dự định, sẽ không mạo hiểm hành động, hắn vừa mới cũng bất quá là hơi chút nhắc nhở một chút mà thôi. Kết quả là, hắn đem Trác Phàm đưa về phòng trọ sau liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ 2, thượng quan phi vân bọn người đúng hẹn đi vào Trác Phàm nơi này, một là vì hắn an ủi, hai là dẫn hắn hoàn du vương phủ các nơi, vì hắn bù đắp địa đồ làm chuẩn bị. Mà Trác Phàm cũng không khách khí, tận khả năng sử dụng chính mình mật thám thân phận, đối trong vương phủ nơi khác hình dò xét cái đáy rơi. Có cái gì không hiểu cứ việc đặt câu hỏi, có cái gì ẩn nấp chỗ, cũng không khách khí chút nào hỏi ra. Còn kém liền thượng quan phi vân trong phòng ngủ có hay không hang chuột, đều muốn 1 năm 1 mười dò ra tới. Đối mặt Trác Phàm như thế vô sỉ yêu cầu, thượng quan phi vân bọn người chỉ có thể giả bộ như vô ý thức, hỏi gì đáp nấy. Đồng thời tâm lý một trận bất đắc dĩ,
cái này thám tử làm đến cũng quá quang minh chính đại a, liền thủ vệ thay quân thời gian đều hỏi ra, ngươi làm đám người lão phu là ngu ngốc sao? Coi như không biết ngươi là thượng quan gia thám tử, nghe ngươi vấn đề này cũng phải biết a, ngươi làm sao lại xin hỏi đâu? Thế nhưng là rất nhanh, thượng quan Phi Vân liền ý thức được, Trác Phàm không phải có dám hay không hỏi vấn đề, mà chính là tốt không có ý tứ hỏi vấn đề. Ngay tại Bách Lý Kinh Vĩ đều cảm thấy Trác Phàm cái này thám tử làm đến quá phách lối lúc, Trác Phàm lại là càng thêm vô sỉ mà hỏi thăm, không biết vương phủ bốn phía có hay không mật đạo loại hình chạy trốn chỗ. Có mật đạo có thể nói cho ngươi sao? Da mặt nhịn không được run rẩy, thượng quan Phi Vân một trận bất đắc dĩ, nhạt cười ra tiếng, ha ha ha. Cổ đại sư nói chỗ nào lời nói, Phi Vân vương phủ tại sao có thể có loại kia đồ chơi? Lại nói, ngài hỏi cái kia làm gì? Chạy a! Trác Phàm hùng hồn nói, nghe nói vương phủ trước đó không lâu bị thích khách xâm nhập một lần, nếu là một lần nữa, ta cũng tốt chạy a. Không khỏi sững sờ, thượng quan Phi Vân thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái đề tài này đối với hắn hẳn là kiêng kỵ a, làm sao thống khoái như vậy thì hỏi ra. Chẳng lẽ hắn không sợ làm cho ta lòng nghi ngờ? Thế nhưng là một bên Bách Lý Kinh Vĩ dĩ nhiên đã rõ ràng, vị này cổ đại sư cũng không phải như vậy như bi dạng a, thế mà lại thăm dò, sau đó chặn lại nói, Phi Vân vương phủ, Từ Kiếm vương làm chủ, bất luận cái gì kẻ xấu cũng không dám tới đây quấy rối. Huống hồ rất nhanh chúng ta liền muốn hồi đế đô, thái tử thương thế nặng nề, còn cần cổ đại sư mau chóng cứu chữa. Bách Lý Kinh Vĩ lời nói rất rõ ràng, thì chỉ có một nghĩa là, ta là vì thái tử mà đến, còn dám thời gian, không rảnh lưu tại nơi này xen vào chuyện bao đồng. Các ngươi cái kia làm sao thì làm, cái kia xông vào vương phủ tiếp tục xông, dù sao ta muốn đi. Tâm lý một mảnh không sai, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, gật gật đầu, cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đều bật cười. Kết quả là, như thế như vậy, 4 năm ngày qua, Trác Phàm địa đồ cũng bù đắp. Chỉ bất quá, hắn lại cũng không muốn đem bộ này đồ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho thượng quan gia. Đơn giản là Trùng Thiên Kiếm cùng Lang Huyên Thủy Các đều cùng một chỗ, bọn họ mục tiêu xung đột. Hắn muốn đạt được đại lượng thời gian hành động, nhất định phải đem thượng quan ra cùng thượng quan Phi Vân bọn họ chiến trường, chuyển qua nơi khác mới là. Cổ đại sư, ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn xuất phát lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm còn không có đưa ra muốn trở về cổ trạch một chuyến yêu cầu, Bách Lý Kinh Vĩ đã là sớm đem hắn gọi đi. Không kịp chờ đợi cho hắn cung cấp ra cái này lan truyền tình báo cơ hội, xét thấy chúng ta lần này tiến đến đế đô, trước muốn thấy mặt vua, sau đó vì thái tử trần trị, trong lúc đó miễn không cho phép nhiều lễ nghi phức tạp, thời gian rất lâu, người nhà tạm thời khó có thể an bài vào ở đế đô. Cho nên nói khó lường, cổ đại sư muốn cùng người nhà hai địa phương ở riêng nhất thời. Lúc này trước khi chuẩn bị đi, cổ đại sư muốn hay không lại trở về hướng ra người căn dặn một phen. Bịn dịn chia tay không bao lâu, lấy tục ôn nhu. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm hoàn toàn minh bạch tâm ý của hắn, không khỏi thật sâu bái hạ, cảm kích nói, thừa tướng đại nhân suy nghĩ chu toàn, tại hạ cũng đang có ý này. Vậy thì tốt, hôm nay cổ đại sư liền về trước chỗ ở, cùng người nhà đoàn tụ một phen, ngày mai Trảm Long Kiếm Vương liền muốn hộ tống chúng ta trở lại đế đô. Từ khi bản tướng từ đế đô xuất phát đến tận đây, đã tiếp gần nửa tháng có thừa. Thái tử thương thế cũng thực sự trì hoãn khó lường a. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ trên mặt tựa hồ lộ ra rất cấp bách. Trong lòng âm thầm cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, gật đầu nói phải, thừa tướng vì nước vì dân, quả thật đế quốc cột trụ, tại hạ bội phục cực kỳ. Ngài yên tâm, đợi nhập đế đô về sau, tại hạ nhất định tận tâm tận lực vì thái tử liệu thương, lấy báo thừa tướng ơn chi ngộ. Cổ đại sư khách khí. Chỉ có ngắn ngủi một ngày, đại sư vẫn là mau trở về cùng người nhà đoàn tụ đi. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ chậm rãi phất phất tay, cười khẽ một tiếng, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Lần nữa thật sâu cúi đầu, Trác Phàm chậm rãi lui ra ngoài, liền chậm chậm rời đi nơi này. Chờ hắn bóng người dần dần đi xa, thượng quan Phi Vân mới nhất thời theo bên cạnh cửa hông đi tới, cười tà nói, trở về báo tin. Đúng vậy a, tiếp đó, nhìn bên kia phản ứng a. Ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, đã là hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần, tựa hồ toàn bộ cục thế, đã nắm giữ trong tay, mặc cho ai đều trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn.
Một phương diện khác, Trác Phàm trong lòng một mảnh thư thái, hết thảy cũng đều không sai trong lòng, liền dựa theo chính mình lúc trước chỗ tưởng tượng như vậy, mang theo thượng quan gia rất muốn nhất phương phủ bản đồ địa hình, cấp tốc chạy về chỗ mình ở. Vừa vào cửa lớn, thượng quan Khinh Yên liền vội gấp đem hắn kéo vào được, sau đó thò đầu ra nhìn bên ngoài nhìn quanh băn khoăn mấy lần, thấy không có gì khả nghi động tĩnh, mới yên lòng, hung hăng đem đại môn đóng chặt lên, lôi kéo hắn tay, một đường hướng đại sảnh đi đến. Nhanh điểm A, cha bọn họ đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Cái gì, cứu cứu bọn họ đang chờ ta? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta cũng là hôm nay vừa bị Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ phóng xuất, các ngươi nhanh như vậy thì nhận được tin tức, ở chỗ này chờ ta. Bất đắc dĩ lườm hắn một cái, thượng quan Khinh Yên không khỏi bật cười ra tiếng, chúng ta làm sao biết ngươi chừng nào thì trở về, dù sao từ khi ngươi hôm đó đi ra ngoài mới thôi, cha ta cùng một đám trưởng lão cung phụng, giống như trông mong chấm nhỏ, trông mong như ánh trăng, chờ ngươi trở về. Cái này nhất đẳng. Nhưng chính là 4-5 ngày a. Nếu là ngươi không về nữa, cha ta đoán chừng cũng phải làm cho ta cái này biểu muội đến vương phủ đi tìm ngươi đi. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Trác Phàm trong lòng như gương sáng đồng dạng, xem ra cái này thượng quan Phi Hùng một đoàn người, đối lần hành động này thật sự là rất gấp, lửa xém lông mày. Bất quá cái này cũng đúng lúc, bọn họ trong lòng càng nhanh, liền càng dễ dàng mắc lừa, cứ như vậy, hắn cái này bình chân như vại kế sách thì lại càng dễ thành công. Nghĩ như vậy, Trác Phàm khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái không hiểu đường cong, sau đó liền cùng thượng quan Khinh Yên một đường đi vào tiếp khách trước đại sảnh, mà ở nơi đó, thượng quan Phi Hùng cả đám các loại, sớm đã gấp đến độ như trên lò lửa con kiến, tại trên mặt đất đi tới đi lui. Dường như trên ghế đều có cây đinh đồng dạng, bọn họ cái mông căn bản ngồi không được. Mà lại, rất nhiều tiến triển đến luồn lên nhảy xuống xu thế. Cha, Cổ tiên sinh trở về. Có điều rất nhanh, một đạo kinh hỉ thanh lệ giọng nữ nhất thời vang vọng bọn họ bên tai, bỗng dưng liền đem bọn hắn theo cái kia lòng như lửa đốt tâm tình bên trong kéo trở về, sau đó một mặt hỏa nhiệt nhìn sang, chăm chú để mắt tới Trác Phàm cái kia bình thường gương mặt. Bất quá giờ này khắc này, cái này bộ mặt cho dù lại bình thường, cũng để bọn hắn cảm giác là nhìn đến bọn họ tổ tông một dạng, trong mắt tràn ngập mong ngóng cùng sốt ruột. Không nói thêm gì, thượng quan Phi Hùng lúc này sải bước đi về phía trước, cơ hồ chỉ là một cái hô hấp công phu, liền trong nháy mắt đi vào Trác Phàm trước mặt, một phát bắt được hắn cánh tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói, Nhất Phàm, ngươi, sốt cục trở về. T. Bởi vì thực sự quá kích động, thượng quan Phi Hùng một trưởng này bất giác có chút dùng lực, thẳng đem Trác Phàm tóm đến mi đầu ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, trong miệng rút lấy hơi lạnh. Cứu cứu, ngươi tay này. Xin lỗi, cứu cứu quá kích động, thất thủ, ha ha ha. Vội vàng đưa tay thu hồi, thượng quan Phi Hùng bất giác có chút lúng túng khẽ cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền sắc mặt nghiêm một chút, nhất thời phấn chấn tinh thần, một mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, khẩn trương nói, như vậy Nhất Phàm, người bên kia thế nào, tấm kia đồ. Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, Trác Phàm lúc này trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời liền xuất hiện một chương trắng như tuyết giấy tuyên thành. Phía trên vạch lăng phác họa, lít nha lít nhít, lại nhất thời là một chương cẩn thận đến không thể lại cẩn thận địa đồ. Cứu cứu, ta làm việc, người yên tâm, chương này vương phủ bản đồ địa hình, là ta mỗi một cái thạch đầu may đều tìm kiếm qua, tuyệt đối không sai. Nhìn không được đem cái kia địa đồ cầm vào tay, lấy thêm ra trước kia thượng quan Khinh Yên vẽ tấm kia sơ đồ phác thảo, hai bên so sánh một phen, thượng quan Phi Hùng không khỏi nhất thời cười to, ha ha ha. Quả là thế. So Yên Nhi lần trước họa muốn cẩn thận nhiều. Mà lại, liền cái kia năm nơi không biết chi địa, cũng có kỹ càng miêu tả. Chỉ là cái này năm nơi địa phương đến tột cùng là ở chỗ nào, vì sao trở thành vương phủ cấm địa, trọng binh chấn giữ, Nhất Phàm, ngươi biết không? Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này ta nếu không đánh tra rõ ràng, đây không phải là hại chúng ta anh em nhà họ thượng quan A. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm nhất thời đắc ý nhất chỉ trên bản đồ khu gian. Từng cái giải thích nói, cứu cứu mời xem, nơi này là chân bảo khố, bên trong là vương phủ siêu tập vật quý trọng, nơi này là diễn binh phòng, vương phủ hộ vệ thay phiên chi địa, còn có trong tay bọn họ linh binh ma bảo, cũng là ở chỗ này cất giữ, còn có nơi này, là thượng quan Phi Vân hậu viện, gia quyến, song tu bạn lữ, đều là tụ tập ở đây. Cái này dâm ma, hắn nãi nãi, thế mà có nhiều như vậy song tu bạn lữ, thực sự là...
tiện sát ta vậy. Nói đến đây, Trác Phàm trèo lên lúc lộ ra một bộ ước ao ghen tị thần sắc, nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể thay thế Thượng Quan Phi Vân đi song tu đi. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói tiếp, đụng một tiếng, hắn bắp chân đã là không biết bị người nào hung hăng đạp một chân, thẳng đau đến hắn nhe răng trợn mắt, mắt nổi đom đóm. Chờ hắn quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đôi phẫn nộ song đồng, chính hung hăng theo dõi hắn, lại chính là Thượng Quan Khinh Yên không thể nghi ngờ. Trong mắt phát ra không tốt chi sắc, Thượng Quan Khinh Yên giận hừ một tiếng, trách mắng, cho ngươi đi tìm hiểu vương phủ địa hình, không có cho ngươi đi chằm chằm người ta hậu viện, chẳng lẽ ngươi quên ngươi tại phía xa Tây Châu thê tử. Đúng đấy, Nhất Phàm ngươi cái này cũng quá quá phận. Song tu lúc nào không được, hiện tại ngươi chính tại chấp hành nhiệm vụ đây, cho lão phu nghiêm túc điểm. Đồng dạng hận hận nguyết hắn một cái, Thượng Quan Phi Hùng cũng là nhịn không được mở miệng quát lên, nhưng rất nhanh lại một dựng bả vai hắn, hướng hắn nháy mắt nói, thực tu hành chúng ta Thượng Quan gia trùng thiên kiếm kình, vì tán đi ngưng lại thể nội cái kia cỗ cực kỳ lực phá hoại sát khí, song tu là không thể tránh né đường lối, chờ ngươi theo cứu cứu trở lại Đông Châu về sau, cứu cứu tự mình truyền cho ngươi tuyệt thế kiếm kỹ, gấp cái gì? Không khỏi hơi sững sờ, Trác Phàm nhất thời trong lòng không sai. Khó trách hắn gặp cái kia Thượng Quan Phi Vân không giống đổ háo sắc, làm sao hậu viện dưỡng nhiều như vậy song tu bạn lữ, nguyên lai là cùng tu luyện có quan hệ a. Thoạt đầu hắn bị Thượng Quan Phi Vân đưa vào hậu viện nhìn lên, không khỏi lúc này tiếp theo nhảy, cái này đều bắt kịp Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, thật không hổ là kiếm tinh đế quốc kiếm vương a, đãi ngộ cùng hoàng đế không sai biệt lắm. Hắn còn tưởng rằng, vị này kiếm vương đại nhân muốn đưa hắn mấy cái đây. Kết quả cũng chính là để hắn nhìn một chút, thì dẫn hắn đi. May mắn hắn cũng không háo nữ sắc, không phải vậy lời nói, gặp qua cái kia đầy sân nhỏ anh rực rỡ, lại không có thưởng thức, nhất định thương tiếc chung thân. Hiện tại, hắn mới hiểu được, cái này nguyên lai cùng trùng thiên kiếm kiếm đạo có quan hệ. Nghĩ đến cái này kiếm đạo quá mức bá khí, thường nhân khó có thể hoàn toàn nắm giữ, tất yếu tìm kiếm đột phá khẩu, đem thể nội dư thừa sát khí tán đi. Nếu không tất nhiên sẽ liên lụy gân mạch bị hao tổn. Mà phương pháp tốt nhất, cũng là âm dương song tu điều hòa. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm trong lòng không sai, khẽ gật đầu, còn lại Thượng Quan gia tộc người nghe đến, cũng là nhìn không được lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu mập mờ nụ cười. Chỉ có Thượng Quan Khinh Yên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, oán hận mắng, hừ, thượng bất tránh hạ tắc loạn, già không biết xấu hổ, làm thế nào nhất gia chi chủ. Còn hiệp nghĩa thế ra đây. Khụ khụ khục, đúng đúng đúng, chúng ta trò chuyện chính sự, không nói chuyện tào lao. Không khỏi xấu hổ cười một tiếng, Thượng Quan Phi Hùng lúc này vỗ vỗ Trác Phàm đầu, đem tất cả sai lầm đẩy đến hắn trên thân, đều là ngươi tiểu tử dẫn đầu, hiện tại chúng ta nhưng là sống còn, sao có thể đem chú ý lực thả tại loại này sự tình lên. Đúng, năm nơi mật địa nói ba chỗ, còn có hai nơi đâu. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Trác Phàm trong lòng oán thầm, thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Song tu việc này lão tử nhưng là chưa từng làm mấy lần, các người Thượng Quan gia con cháu vì luyện công, không biết muốn tai họa bao nhiêu hoàng hoa đại khuê nữ đây, còn có mặt mũi nói ta. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đem lời nói này đi ra, chỉ là khiêm tốn gật đầu, an an phân phân cho cái này tiện nghi cứu cứu mang tiếng oan, sau đó tiếp tục sắc mặt nghiêm túc địa chỉ lấy bản đồ địa hình nói, nơi này là Thượng Quan Phi Vân ngủ nằm. Tự nhiên trọng binh chấn giữ, mà ở trong đó, là một cái tên là Lang Huyên Thủy Các Động Thiên Phúc Địa, linh khí bức người, cũng chính là ở chỗ này, ta gặp được một kỳ vật, Đông Châu Trấn Châu Thần Binh, Trùng Thiên Kiếm. Cái gì, Trùng Thiên Kiếm tại cái này địa phương? Trong mắt bất giác hơi động một chút, Thượng Quan Phi Hùng thân thể nhìn không được hung hăng run run, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, những người còn lại cũng là một mặt vui sướng. Che đậy dấu không được hiển lộ ra. Lúc trước bọn họ không biết trùng thiên kiếm vị trí, tại trong vương phủ chuyển đại nửa canh giờ cũng không quả, nhưng hiện tại bọn hắn đã biết được trùng thiên kiếm chỗ, như vậy thì có thối tha. Lần này đánh bất ngờ, tất nhiên có thể mã đáo thành công a. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người khuôn mặt đều là một trận phấn khởi, Thượng Quan Phi Hùng trên mặt càng là từng trận ửng hồng, thật lâu khó có thể lui ra, trong mắt kích động khó nhịn. Nhất Phàm, ngươi lần này, lại lập đại công a, ha ha ha. Bờ môi khẽ run, Thượng Quan Phi Hùng không khỏi cười to lên, bao quát bàn tay to không khỏi lần nữa hung hăng hướng Trác Phàm trên vai vỗ tới,
thẳng đem hắn đầu vai đập đến phanh phanh vang lên, nhè răng trợn mắt, lại là không chút nào tự biết. Chỉ có trong mắt cái kia cố kích động lệ nóng, khó có thể che giấu nội tâm bành trướng sục sôi. Vội vã khoát khoát tay, ngăn cản hắn tiếp tục vỗ xuống, Trác Phàm không khỏi rực rỡ cười một tiếng nói, cứu cứu, các ngươi muốn tìm cũng là trùng thiên kiếm đi. Hiện tại ngươi hai lần cho chúng ta thượng quan gia thành lập kỳ công, chúng ta cũng không gạt ngươi. Hơi hơi gật gật đầu, thượng quan Phi Hùng không khỏi thở dài một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, thực chúng ta thượng quan nhất tộc vô thượng cao thủ, leo núi lội nước, theo Đông Châu một đường đuổi tới Trung Châu, cũng không phải là cùng thượng quan Phi Vân tên phản đồ này không qua được. Dù sao lấy hắn thực lực, cho dù tại Đông Châu chúng ta đều lưu không xuống hắn, càng không nói đến là hắn trên địa bàn. Chúng ta gây nên, chính là chúng ta Đông Châu Trấn Châu Chí Bảo, trùng thiên kiếm. Đoán chừng người rất khó tưởng tượng, nó đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm không nói gì, nhưng là trong lòng không sai. Có lẽ tại chưa từng nghe qua Đan Thanh Sinh nói trước, hắn đối ngũ đại thánh binh biết rất ít, xác thực không quá rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn đã biết, người thánh binh này không chỉ là một người cường đại, còn liên quan đến nhất tộc Hưng Suy. Cũng khó trách bọn hắn liều sống liều chết, cũng muốn đem thánh binh đón về. Thế nhưng là, gặp Trác Phàm trầm mặc không nói, thượng quan Phi Hùng còn tưởng rằng hắn chả không thể nào hiểu được giống như, không khỏi mỉm cười lấy lắc lắc đầu, cũng không đi giải thích, chỉ là một mặt cảm kích nói, tóm lại Nhất Phàm, lần này bởi vì ngươi quan hệ, thượng quan gia khả năng thì sẽ tiếp tục hưng thịnh đi xuống, đây là ngươi to lớn công, gia tộc tuyệt đối sẽ không quên, ngươi là chúng ta thượng quan gia thiên cổ công thần. Thật, vậy ta về sau ở gia tộc, chẳng lẽ có thể đi ngang? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm hì hì cười một tiếng, hiển thị rõ vô lại láo cá thái độ. Nhưng là thượng quan Phi Hùng gặp, lại là không để bụng, nhịn không được cười to lên, bọn người người nhìn thấy, cũng là không còn lộ ra ghét bỏ chi sắc, ngược lại cảm thấy Trác Phàm cái này làm thiếu gia tuy nhiên đến từ phố phường, nhưng đối xử mọi người chân thành, nhiều lần lập công huân, ngược lại càng lộ vẻ cởi mở đáng yêu, cũng theo cười to lên. Chỉ có thượng quan Ngọc Lâm, yên lặng trốn ở tất cả mọi người sau lưng, nhìn chăm chú về phía Trác Phàm ánh mắt, lại tràn đầy âm độc chi sắc. Đưa tay phất phất, đem tất cả mọi người tiếng cười ngừng lại, thượng quan Phi Hùng quay đầu nhìn mọi người một vòng, trong mắt tinh quang sáng láng, tràn đầy tự tin thần sắc. Các vị, lúc trước chúng ta còn đang vì lần này đánh bất ngờ an toàn tính cân nhắc, nhưng là hiện tại lão phu dám nói, đây là thượng thiên cho chúng ta một lần cơ hội tốt. Có bộ này đồ, cho dù Phi Vân Vương phủ có hai vị kiếm vương lại như thế nào, có Bách Lý Kinh Vĩ tọa trấn lại như thế nào. Chúng ta đánh bất ngờ phía dưới, đoạt lại trùng thiên kiếm, tuyệt không ngừng lại mảy may, lập tức trở về Đông Châu, bọn họ lại có thể nhìn chúng ta gì. Ách, cứu cứu, không biết hai vị kiếm vương, chỉ có thượng quan Phi Vân một người, ngừng chân Phi Vân Vương phủ. Thế mà, đúng vào lúc này, Trác Phàm lại là đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đạm mạc lên tiếng. Không khỏi sững sờ, thượng quan Phi Hùng không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn, chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, cũng là Bách Lý Kinh Vĩ lo lắng thái tử thương thế, ngày mai thì muốn mang theo bằng vào ta cầm đầu luyện đan sư trở về đế đô, từ Trảm Long kiếm vương Đan Thanh Sinh tự mình hộ tống. Trong mắt tản mát ra chân thành ý cười, Trác Phàm không khỏi lẩm bẩm nói, cho nên hôm nay, Trăm Lệ Kinh Vĩ mới khiến cho ta tạm thời hãy quay trở lại một chuyến, thu xếp tốt người nhà. Ngày mai cùng hắn cùng đi đế đô. Bất giác khẽ giật mình, thượng quan Phi Hùng thật sâu nhìn lấy hắn, không khỏi hoàn toàn sửng sốt, ngốc một hồi lâu mới khó có thể tin nói, lời ấy thật chứ. Bách Lý Kinh Vĩ chính miệng chỗ nói, Trảm Long kiếm vương hôm nay cũng cùng ta nói như vậy, hẳn là thật. Nở nụ cười hớn hở, Trác Phàm nhẹ giọng mở miệng. Thân thể thình lình lắc một cái, thượng quan Phi Hùng triệt để mộng bỉ, đợi qua rất lâu, mới lại kịp phản ứng. Nhìn không được cười to lên, ha ha ha. Đây thật là trời cũng giúp ta, trời giúp bọn ta thượng quan gia a. Bách Lý Kinh Vĩ cùng Trảm Long kiếm vương đều đi, Phi Vân Vương phủ bên trong chỉ còn một cái thượng quan Phi Vân, chúng ta cơ hội thắng càng lớn a, ha ha ha. Chúc mừng gia chủ, lão thiên che chở, lần này chúng ta nhất định mã đáo thành công. Bọn người người cũng là một mặt vẻ hưng phấn, đủ tề bái hạ, khom mình hành lễ. Mỗi người đều vẻ mặt vui cười như yên, dường đều nhanh bay ra, dường như bọn họ đã thắng lợi một dạng, trùng thiên kiếm đều cầm trên tay bọn họ giống như.
Ngay sau đó, thượng quan Phi Hùng rèn sắt khi còn nóng, ôm theo cỗ này thuận lợi đến quá phận vui mừng, bắt đầu cùng mọi người chế định lên lần thứ hai đánh bất ngờ vương phủ kế hoạch. Nhìn lấy bọn hắn từng cái khí thế ngất trời, tràn ngập nhiệt tình bộ dáng, một bên Trác Phàm lại là đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Trên đời này, giúp ngươi không phải là lão thiên, chỉ có chính mình mà thôi. Bất quá bây giờ, ta muốn cảm ơn các ngươi, là các ngươi giúp ta, ha ha ha. Hiu. Sau ba canh giờ, đi qua lần lượt kịch liệt thảo luận, thượng quan Phi Hùng bọn họ rốt cục chế định ra kỹ càng tác chiến phương án, hành động thì định tại Bách Lý Kinh Vĩ bọn người rời đi sau ba ngày. Mà chiếm được tin tức này, một mực ẩn vào chỗ tối, để cho mình biến đến bình thường lên thượng quan Ngọc Lâm, lần nữa thừa dịp người không chú ý, đi vào hậu viện một cái nơi hẻo lánh bên trong, ấn quyết trong tay vừa bấm, một đạo xanh biếc ngọc giản liền nhất thời bay ra ngoài, thẳng tắp hướng về Phi Vân Vương phủ phương hướng bước đi. Nhìn hai bên một chút không có người, thượng quan Ngọc Lâm giả đến mức không có bất kỳ cái gì sự việc, lại khoan thai tự đắc trở lại về phòng của mình. Thế nhưng là, làm hắn vừa mới đóng cửa phòng, bá một tiếng, một đạo đen nhánh mực đậm lại là lần nữa đem hắn bao vây lại. Bốn phía tất cả mọi thứ, đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn lại một lần rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón trong kết giới. Da mặt nhịn không được run rẩy, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi trong lòng trầm xuống, ai thán lắc lắc đầu về sau, liền mười phần tự giác khẽ khom người, quỳ dạp trên đất, phanh 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 dập đầu ba cái về sau, cung kính nói, đệ tử thượng quan Ngọc Lâm, tham gia sư phụ. Ha ha ha, tiểu tử hiện tại rất thức thời a. Sư phụ chuyện này, ân sư giá lâm, đồ nhi cung nghênh đại giá, không phải chuyện đương nhiên sao. Trên mặt không có chút nào phản cảm, thượng quan Ngọc Lâm dường như đã quen thuộc giống như, dịu dàng ngoan ngoãn như cái con cừu nhỏ. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, không khỏi nhất thời chế nhạo nói, ngươi vô sỉ thật sự là đạt đến một cái toàn độ cao mới a, không uổng công vi sư lúc trước tặng ngươi ma môn bại hoại bốn chữ lớn, ha ha ha. Không nói gì, thượng quan Ngọc Lâm vẫn như cũ một mực trầm mặc, dường như căn bản không nghe thấy giống như, trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Tốt, bớt nói nhiều lời, tấm bản đồ kia đâu. Nhìn chằm chằm hắn, Trác Phàm trong mắt hơi híp, không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng, ngươi cũng đừng nói còn không có bù đắp, sáng nay lão phu nhưng là tận mắt thấy tiểu tử kia trở về. Thật sâu hít một hơi, thượng quan Ngọc Lâm không dám thất lễ, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một chương dài hơn hai thước màu trắng tơ lụa, đúng là hắn lại lần nữa vẽ một phần, khom người trình lên, khởi bẩm sư tôn, chương này bù đắp vương phủ địa đồ, đồ nhi sớm đã vì ngài chuẩn bị tốt, mời sư tôn vui vẻ nhận. Rất tốt, tính ngươi thức thời, hắc hắc hắc. Đưa tay hơi hơi một chiêu, đem cái kia trắng quyên chiêu nhập hắc ám, Trác Phàm cẩn thận xem xét bản vẽ này, cùng hắn cho thượng quan Phi Hùng không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ nói, cái này thượng quan Ngọc Lâm thật nhận sợ, lại không có ở phần này đổ lên lại động thủ chân. Thế nhưng là rất nhanh, thượng quan Ngọc Lâm lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm cái phương hướng này liếc một chút, nhẹ giọng bẩm báo nói, sư phụ, nghĩ đến ngài cũng là vì trùng thiên kiếm mà đến đây đi. Muốn ngươi lắm miệng. Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Trong lòng suy nghĩ một chút, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi nhạt cười một tiếng, hắc hắc hắc. Là lời nói, cái kia đồ nhi khuyên sư phụ một câu, sau ba ngày động thủ. Vì sao? Bởi vì sau ba ngày, là chúng ta thượng quan gia chuẩn bị động thủ thời gian, lúc vương phủ tất nhiên đại loạn, sư phụ cũng tốt loạn bên trong thủ thằng A. Khóe miệng lộ ra tà dị đường cong, thượng quan Ngọc Lâm đạm mạc lên tiếng. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, người hảo tâm như vậy, như thế sư phụ suy nghĩ. Đó là đương nhiên, một ngày là thầy, cả đời là cha. Ta nếu không sư phụ suy nghĩ, há không phải là ruồng bỏ chính mình cha. Lông mày nhíu lại, thượng quan Ngọc Lâm đem vô sỉ cái từ này phát triển đến một cái độ cao mới. Nơi nào sẽ tin tưởng hắn lời nói dối? Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, một mặt châm chọc nói, cái kia ngươi gia tộc đây, ngươi chủ tử đây, đều không muốn sao. Cùng sư phụ ngài lão nhân ra so ra, muốn bọn họ làm gì? Khóe miệng xẹt qua nịnh nọt nụ cười, thượng quan Ngọc Lâm thản nhiên nói, dù sao, chỉ có ngài mới cầm lấy ta sinh tử mệnh mạch a. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm gật gật đầu, cái này còn có chút đạo lý. Còn có,
sư phụ, ngài hẳn là cũng biết ta vì Phi Vân Vương phủ làm việc, lần này thượng quan gia tranh đoạt trùng thiên kiếm, cũng là một cái bẫy dập, ngài nếu là cùng tại bọn họ phía sau cái mông đi đoạt thần kiếm, đoán chừng không có gì tốt chỗ. Ngay sau đó, thượng quan Ngọc Lâm lần nữa khom người lễ bái lên tiếng, phảng phất là vì Trác Phàm suy nghĩ giống như, khuyên giải nói. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm giả bộ tức giận, giận dữ lên tiếng, vậy ngươi đây là ý gì, để lão phu loạn bên trong thủ thắng là ngươi, hiện tại lại nhắc nhở lão phu không muốn trộn lẫn bên trong, ngươi đang trêu đùa lão phu sao? Không không không, sư phụ hiểu lầm. Vội vã khoát khoát tay, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi tà cười ra tiếng nói, cùng sau lưng thượng quan gia xâm nhập vương phủ, xác thực không phải cái tốt dự định, nhưng hai phe nhân mã tranh chấp, cũng đúng là cái cơ hội tốt. Như là bỏ lỡ thời cơ này, chỉ sợ rất khó có người lại có thể xâm nhập vương phủ, cướp đến thần kiếm. Cho nên đồ nhi là muốn đề nghị sư phụ, mình thường dễ tránh, ám kiếm khó phòng, thừa dịp bọn họ quan hệ mật thiết, mượn cơ hội cướp kiếm. Ánh mắt bất giác khẽ híp một cái, Trác Phàm trầm ngâm một chút, bình tĩnh nói, nói. Sư phụ, xin ngài cẩn thận nhìn chăm chú phương này địa đồ, phía trên có hai cái vị trí, một là lớn nhất Đông Lang Huyên Thủy Các, là trùng thiên kiếm trước kia nơi ở. Một là lớn nhất Bắc Kiếm Vương ngủ nằm, là Phi Vân Kiếm Vương tàng kiếm thứ hai địa điểm. Đồ nhi tại Phi Vân Vương phủ, từng thấy tận mắt thượng quan Phi Vân đem trùng thiên kiếm đưa đến ngủ nằm bên trong, mà lại chỗ đó linh khí cũng tương đương nồng đậm, trừ tự thân tu luyện có ích lợi bên ngoài, chính là vì cất giữ trùng thiên kiếm làm chuẩn bị. Không khỏi tà cười một tiếng, thượng quan Ngọc Lâm cung kính nói, bây giờ bọn họ đã biết thượng quan ra hành động, tất nhiên sẽ đem thần kiếm chuyển di, như vậy nhất định liền sẽ chuyển rời đến thứ hai địa điểm. Đến lúc đó song phương nhân mã tại Lang Huyên Thủy Các tranh chấp, sư phụ liền có thể chui vào kiếm vương ngủ nằm, thần không biết quỷ không hay cướp kiếm, chẳng phải tận hưởng ngư ông chi lợi. Thật sự là nói bậy nói bạ. Thế mà, nghe hắn tự thuật, Trác Phàm lại là trong lòng cười lạnh. Toàn bộ Phi Vân Vương phủ hắn đều đi một vòng, ai còn có thể so sánh hắn càng giải cái này trong vương phủ bên ngoài đây, Phi Vân Kiếm Vương ngủ nằm, ở đâu là dưỡng kiếm chi địa. Tiểu tử này như thế nói bậy, chỉ sợ cũng là muốn đem ta cái này lão ma đầu dẫn vào bẫy, mượn đao giết người đi. Như nếu không có đoán sai, hắn đoán chừng sớm đã thả ra tin tức giả, để thượng quan Phi Vân tại cái này địa phương, cũng bố trí xuống sát cơ. Thế nhưng là, hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, lão tử mang về tấm ảnh này, ban đầu vốn cũng là giả đây, hừ hừ hừ. Hưu, không màng danh lợi hồ đình một bên, Bách Lý Kinh Vĩ cùng thượng quan Phi Vân hai người tính tọa ở giữa, trước người một phương nửa mét đường kính trên bàn đá, sớm đã bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị, quỳnh tương ngọc dịch. Hai người cứ như vậy đối hồ mà uống, thưởng thức non sông tươi đẹp, sóng ánh sáng liễm diễm, cũng là tùy tiện niềm nở cực kỳ. Chợt, một đạo tiếng xé gió vang, Bách Lý Kinh Vĩ nhấc vung tay lên, một khối xanh biếc ngọc giản đã là chỉnh chỉnh bị hắn nắm giữ trong tay, tản ra mê người thanh quang. Thượng quan Phi Vân dương mắt nhẹ liếc liếc một chút, không khỏi nhạt cười ra tiếng, ha ha ha. Nhanh như vậy liền đến tin tức. Đúng vậy a, không thể không nói, kiếm vương đại nhân ngài vị kia cháu ngoại, thật đúng là man có hiệu suất đây, ha ha ha. Một mặt đùa nghịch xem thượng quan Phi Vân liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là bật cười mở miệng. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, thượng quan Phi Vân lẩm bẩm nói, không phải hắn có hiệu suất, là ta cái kia đại ca quá mau, hoặc là dùng thừa tướng đại nhân lại nói, cũng là quá tham. Không phải vậy lời nói, làm sao lại như thế nôn nôn nóng nóng liền đem kế hoạch chế định tốt đâu. Lời vừa nói ra, hai người lần nữa liếc nhìn nhau, không khỏi đều là ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng khinh miệt chi ý. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ tức tỉ mỉ xem lên trong ngọc giản nội dung, chỉ là ngay từ đầu hắn trả tại khẽ gật đầu, đầy mặt tự đắc cười, nhưng là càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, thậm chí trong hai con ngươi đều lộ ra chưa từng có chi mê hoặc cảm giác đến, mi đầu cũng thật sâu nhăn lại đến, tựa hồ trên mặt phủ đầy không hiểu giống như. Thế nào, thừa tướng đại nhân, có vấn đề gì không? Thượng quan Phi Hùng bọn họ, chờ chúng ta rời đi về sau 3 ngày động thủ. Này, cái kia không phải. Tôi đã bố trí xuống, chờ bọn hắn chui chính là, thừa tướng đại nhân còn có cái gì không bỏ xuống được sự tình sao? Nhìn đến Bách Lý Kinh Vĩ bộ dáng, thượng quan Phi Vân mới đầu cũng là có chút không hiểu, nhưng là nghe đến cái này bên trong ngọc giản cho về sau, lại là từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, yên lặng cười ra,
giữa lông mày vẫn như cũ xen lẫn từng tia vẻ nghi hoặc, Bách Lý Kinh Vĩ thì thào lên tiếng, thượng quan Phi Vân kế hoạch là, trong tộc cao thủ đánh bất ngờ Lang Huyên Thủy Các, khác phái ba cái kia mạnh nhất cung phụng, bí mật đột kích ngươi nằm ngủ, ám sát ngươi. Nếu là có thể đắc thủ tốt nhất, nhưng nếu thất bại, cũng có thể ngăn lại ngươi cước bộ, để ngươi không thể ngăn cản bọn họ đoạt được Trùng Thiên Kiếm. Hừ hừ, nghĩ hay thật. Cười lạnh, thượng quan Phi Vân không chút phật lòng, trong mắt nổi lên khiếp người tinh mang, bọn họ muốn vây điểm đánh viện binh. Vậy lão phu thì bố trí xuống hai cái cửa túi, tại lão phu ngủ nằm chi địa, bố trí xuống cao thủ kết giới, lão phu tự mình tỏa trấn tại Lang Huyên Thủy Các chỗ đó, bố trí xuống thiên quân vạn mã, giao cho thừa tướng đại nhân chỉ huy, đan huynh theo bên cạnh hiệp trợ tỏa trấn. Hai đại kiếm vương liên hợp xuất thủ, bảo vệ quản bọn họ tới, đi không được, ha ha ha. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ gật đầu, nhưng hai đầu lông mày sầu tư lại không giảm chút nào, lời tuy như thế nói, nhưng là có chút kỳ quái. Thừa tướng đại nhân, còn có gì không ổn sao? Kế hoạch không có gì không ổn, chỉ là có chút chi tiết ra chút vấn đề. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi chậm rãi đem ngọc giản kia đưa cho thượng quan Phi Vân, thản nhiên nói, Phi Vân kiếm vương, người đến xem thử cái kia thượng quan Ngọc Lâm truyền về ngọc giản lúc, chỗ phụ lên một chương vương phủ đại lược bản đồ địa hình. Đem ngọc giản kia tiếp nhận, thượng quan Phi Vân trong mắt cũng là phát lên một tia hồ nghi, trong lòng một trận không hiểu. Cái này bản đồ địa hình không phải để cái kia cổ đại sư mang về a, có cái gì tốt nhìn, chẳng lẽ bản vương đối chính mình địa hình còn không hiểu. Sau ba ngày, thượng quan ra một đám cao thủ, chia làm hai chi hành động. Thượng quan Phi Hùng mang đại đội nhân mã, đánh bất ngờ vương phủ lớn nhất đông, Lang Huyên Thủy Các, cướp đoạt Trùng Thiên Kiếm, ba vị trấn tộc cung phụng, bí tập kích lớn nhất Bắc Kiếm Vương ngủ nằm, đến một lần ám sát, thứ hai ngăn trở địch, lấy trợ gia chủ thành sự, ách. Thượng quan Phi Vân đem bên trong ngọc giản cho lớn tiếng tụng ra, nhưng cũng là chợt trì trệ, mi đầu bỗng dưng thật sâu nhăn lại, sau đó lại nhìn phần kia sơ đồ phác thảo, cuối cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lớn nhất Đông Lang Huyên Thủy Các. Nhưng là Thủy Các tại Vương Phủ phía Tây A, lớn nhất Bắc Bản Vương ngủ nằm. Nhưng là bản vương ngủ nằm tại đông nam phương hướng, miếng bản đồ này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong mắt cũng là mang theo thật sâu lo nghĩ, Bách Lý Kinh Vĩ đồng dạng một mặt vẻ kỳ quái, miếng bản đồ này là theo thượng quan Ngọc Lâm chỗ đó chuyển đến, theo lý mà nói, hắn không nên dối gạt chúng ta, hoặc là cho dù lừa gạt, cũng sẽ không cầm rõ ràng như vậy sự tình gạt chúng ta đi. Đối với Phi Vân Vương Phủ, hắn nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta so với hắn muốn quen rất đây. Như vậy, đáp án chỉ có một cái, hắn theo thượng quan Phi Hùng từ nơi nào biết địa đồ, cũng là chương này giả. Thượng quan ra được đến, là chương giả địa đồ. Cái gì, giả? Trong lòng không khỏi giật mình, thượng quan Phi Vân một mặt rất là kỳ lạ, làm sao có thể là giả đâu? Chẳng lẽ cổ đại sư hắn cho thượng quan ra, là giả địa đồ? Nhưng hắn lại vì sao làm như thế? Nghi đầu thật sâu nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Theo lý thuyết cổ nhất phàm thân thể dựa vào thượng quan gia, là muốn thăng chức rất nhanh, dựa vào đại thụ tốt hóng mát. Nhưng là bây giờ, hắn cho người ta giả địa đồ, để bọn hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc, nhất thời liền từ công thần biến thành tội nhân, được trả bằng mất. Chẳng lẽ nói, hắn đã quyết định muốn làm kiếm tinh đế quốc luyện đan sư, từ đó cùng thượng quan gia phân rõ giới hạn. Thế nhưng là cái này cũng không hợp lý a, nếu là như vậy. Hắn chắc là lúc này cùng thượng quan Phi Vân bọn họ ngả bài, sử dụng giả địa đồ đem lên quan viên nhất tộc một mẻ hốt gọn, đây chính là đại công tích a. Đã muốn phản bội, thì nên phản bội triệt để một chút, giống như vậy dở dở ương ương, chẳng tốt cho ai cả. Thượng quan gia mặc dù sẽ bởi vì chương này giả địa đồ, phốc cái hư không, nhưng là tuyệt đối tổn thất không lớn, mà lại bởi vì lần thứ hai thất bại, đả thảo kinh xà, càng thêm không có đánh bất ngờ vương phủ cơ hội. Thượng quan gia nhất định sẽ hận chết cổ nhất phàm. Mà vương phủ bên này, căn bản không biết giả địa đồ nguyên do, cũng sẽ không cho vị này cổ đại sư luận công hành thưởng. Như thế tới nói, hai bên không phải người, hai bên không lấy lòng, cần gì chứ? Cho dù là hắn đế quốc thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ, đối mặt tình cảnh này, cũng đoán không ra nửa đường đạo, kia liền càng không nói đến là thượng quan Phi Vân. Thật sâu hít một hơi, Bách Lý Kinh Vĩ hai mắt trâu loạn động. Suy nghĩ rất lâu, sau cùng cuối cùng hét lớn một tiếng, ra lệnh, cổ đại sư trong phủ động tĩnh, là từ người nào chăm sóc,
cho ta đem người gọi tới. Vâng. Vừa mới nói xong, ngoài cửa lập tức có người hét to một tiếng, liền đi truyền lời. Chỉ chốc lát sau, hai tên vương phủ hộ vệ liền tới đến Bách Lý Kinh Vĩ hai người trước mặt, khom người bẩm báo nói, tham gia thừa tướng đại nhân, kiếm vương đại nhân, không biết gọi đến thuộc hạ hai người chuyện gì. Cổ đại sư mấy ngày nay tại trong vương phủ động tĩnh, đều là từ hai người các ngươi giám sát. Đúng, dựa theo vương gia mệnh lệnh, chúng ta thề sống chết bảo hộ cổ đại sư an toàn, một tấc cũng không rời. Như vậy, cổ đại sư gần đây có chỗ khả nghi nào? Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, hai người kia nghe, lại là không khỏi sững sờ, mi đầu sâu nhăn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lầm bầm nói, khả nghi. Xác thực có rất nhiều khả nghi, giống như là hắn thường xuyên nghe ngóng tiến về Lang Huyên Thủy Các cùng kiếm vương đại nhân sân nhỏ đường đi, còn nghe ngóng nhiều lần, đều là chút vương phủ cấm địa, một số thời khắc vương gia cùng thừa tướng đại nhân không tại lúc, còn thường xuyên để cho chúng ta dẫn hắn tiến đến. Thật tốt, những thứ này chúng ta đều biết, còn có hay không hắn? Không kiên nhẫn phất phất tay, thượng quan Phi Vân từ chối cho ý kiến. Cái này không phải liền là cổ nhất phàm tại vẽ bản đồ A, lão tử phê chuẩn, có gì to tát. Thế nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ lại là mi đầu lắc một cái, nhất thời nghe ra kỳ quặc, vội vã vung tay lên nói, chờ một chút, các ngươi nói. Hắn thường xuyên cùng các ngươi nghe ngóng, là có ý gì? Thừa tướng đại nhân, cái này có cái gì tốt nghi hoặc, một người thám tử, hắn không nghe ngóng. Thế nhưng là, những địa phương này chúng ta đều dẫn hắn đi qua, hắn làm gì lại hướng người khác nghe ngóng, vẫn là năm lần bảy lượt nghe ngóng. Thượng quan Phi Vân thờ ơ khoát khoát tay, không chút phật lòng, thế nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ lại là sắc mặt nghiêm một chút, bình tĩnh lên tiếng. Không khỏi sững sờ, thượng quan Phi Vân suy nghĩ một chút, cũng là lộ ra vẻ mờ mịt. Đúng vậy a, tiểu tử này nghe ngóng nhiều lần như vậy làm gì, sợ mình bại lộ không phải không phải. Chúng ta đều tự mình dẫn hắn du lãm một vòng, làm gì lại như thế, chẳng lẽ nói. Trước mắt bất giác khẽ giật mình, thượng quan Phi Vân cũng là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó. Mà Bách Lý Kinh Vĩ, thì là nhìn chằm chằm cái kia hai cái thị vệ, không nhúc nhích. Rơi vào nặng nề suy nghĩ, một gã hộ vệ muốn thật lâu, mới cau mày nói, cổ đại sư người này, thật rất quái dị, thường thường nói với chúng ta muốn đi Lang Huyên Thủy Các nhìn xem. Lại vẫn cứ đang diễn binh phòng xuất hiện, còn thường thường nói cái này vương phủ quá lớn. Tốt, ta minh bạch, các ngươi đi xuống đi. Không chờ hắn nói hết lời, Bách Lý Kinh Vĩ đã là đưa tay ngăn lại hắn, đạm mạc lên tiếng. Trên mặt tràn ngập không hiểu, hai người hộ vệ kia cũng không dám lắm miệng, khom người thi lễ, thì tiếp tục như thế. Đón lấy, Bách Lý Kinh Vĩ bất đắc dĩ bật cười một tiếng, nhìn về phía thượng quan Phi Vân nói, kiếm vương đại nhân, ngươi hiểu chưa? Đương nhiên, cái này nha thì một đường si. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, thượng quan Phi Vân cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai thắn nói ai, ai có thể nghĩ tới, đường đường 11 phẩm luyện đan thiên tài, lại là một đường si, hơn nữa còn coi người ta thám tử. Ha ha ha, dân mù đường làm thám tử, tiền cổ không có a. Khó trách địa đồ họa ông nói gà bà nói vịt, phía đông chuyển qua phía tây, phía nam lên tới phía bắc. Cái kia thượng quan Phi Hùng nếu là biết bọn họ địa đồ là bị một người như vậy họa lời nói, không phải tươi sống tức hộc máu không thể, ha ha ha. Chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến khẽ cười nói ai, chẳng ai hoàn mỹ, cổ đại sư chỉ là bị bắt lính một dạng, bị bọn họ chộp tới làm thám tử, nghiệp dư cực kỳ, phạm chút ít sai khó tránh khỏi a, ha ha ha. Sai lầm nhỏ, loại này phương hướng phân biệt lực, chỉ sợ liền thường nhân cũng không bằng đi. Không khỏi suy cười một tiếng, thượng quan Phi Vân khinh thường bĩu môi, nhưng là rất nhanh, lại là mi đầu ngưng tụ, nghiêm túc nói, có điều, người thật cảm thấy hắn là dân mù đường sao? Một cái 11 phẩm luyện đan kỳ tài dân mù đường. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy cái kia vẻ hỏi thăm, lại là hơi trầm mặc, tiếp lấy bật cười nói, chỉ ít hiện tại, ta không có gì có khác lý do giải thích đây hết thảy, thì coi hắn là dân mù đường đi. Như vậy. Kế hoạch chúng ta vẫn như cũ thực hành, bất quá như trước kia không giống nhau, chúng ta muốn ấn chương này giả địa đồ đến bài binh bố trận. Trong mắt xẹt qua thăm thẳm hào quang, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng xẹt qua hơi có vẻ hưng phấn tà dị tiếu dung, giả như thật thì thật cũng là giả, tuy nói bản đồ này là giả, nhưng thượng quan ra những người kia, một dạng vào bẫy, ha ha ha.
thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Phi Vân cũng là khẽ gật đầu, vốn là bản vương vì lý do an toàn, còn muốn đem trùng thiên kiếm rời hướng nơi khác, tránh đi chiến trường. Nhưng đã bản đồ này là giả, đây cũng là không nhất thiết phải thế. Lão cha, bọn họ thực sẽ đem chiến trường kéo đến nơi khác. Ban đêm, đen nhánh như mực, trong sáng trăng sáng đem ánh trăng lạnh lùng vẩy hướng đại địa, làm đến giữa thiên địa càng nhiều một phần lạnh lẽo chi sắc. Nhưng là chiếu đến dưới bóng đêm, từng nhà một màn kia vệt mờ nhạt ánh nến, lại là cho cái này thanh lãnh ban đêm, tăng thêm một chút ấm áp. Cổ Tam Thông chỉ riêng bàn chân nhỏ, ghé vào ấm áp trên giường, hai mắt chăm chú nhìn dưới ánh đèn, không ngừng lau chính mình thanh ma kiếm kia trác phàm, thăm thẳm lên tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, trác phàm không khỏi cười lạnh, thăm thẳm lên tiếng, đương nhiên, hiện tại Phi Vân Vương phủ hành động quyết định bởi tại thượng quan gia động tác, mà thượng quan gia hành động, lại bị ta tấm bản đồ kia chỗ hướng dẫn. Nhưng là giờ này khắc này, tấm bản đồ kia lại thành công phản hồi về Phi Vân Vương phủ chỗ đó. Ha ha ha, như thế tới nói, song phương nhân mã tất cả hành động, đều giống như bị thao túng đây, ta để bọn hắn ở nơi nào đánh, bọn họ thì ở nơi nào đánh, không phải do bọn họ, hừ hừ hừ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm cười đến 10 phần tự tin, là chân chính trưởng khống đại cục loại kia tự tin. Cái kia về sau chúng ta làm sao bây giờ? Thật sâu liếc hắn một cái, Cổ Tam Thông hai mắt đi loanh quanh, thì thào lên tiếng, chúng ta tại cái kia Lang Huyên Thủy Các lên bố trí xuống dẫn lưu trận về sau, muốn hay không lại giúp một chút người nhà họ thượng quan lập tức thoát khốn. Liếc mắt nhẹ liếc một cái hắn, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào chính mình ma kiếm, lạnh lùng nói, quản bọn họ đây, chúng ta thẳng làm tốt chính mình sự tình liền tốt, nhàn sự không quản, để tránh nhiều sinh chi tiết. Lần này Phi Vân Vương phủ hai đại kiếm vương thêm một cái đế quốc thừa tướng xuất thủ, thực lực đã viễn siêu thượng quan ra mấy lần. Ta mượn thượng quan Ngọc Lâm chi thủ, truyền ra tình báo giả, đem binh lực bọn họ phân tán, đã bị thượng quan ra thở dốc cơ hội. Bất quá, cũng thở dốc không bao lâu. Chờ tại thượng quan Phi Vân ngủ nằm bố trí xuống cao thủ, không có phát hiện cái gọi là bí mật đánh bất ngờ cường giả, thượng quan Ngọc Lâm cái này vì ta chuyên môn thả ra tin tức giả, bố hạ bẫy dập thì nhất thời tan rã. Đến lúc đó, hai phe nhân mã tụ hợp một chỗ, thượng quan gia thất bại, khả năng toàn quân bị diệt cũng không nhất định. Bất quá bọn hắn hủy diệt, lại là cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian bố trận, bao quát sau cùng vùng vẫy dẫy chết. Hắc hắc hắc, vậy cũng coi như bọn họ chết đúng chỗ. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lộ ra nụ cười quỷ dị, giống như một cái nâng kiếm đứng ở một triệu khô xương cốt lên bạo quân, đang dùng thiên hạ thương sinh máu tươi, viết lấy chính mình công tích vĩ đại cả đời. Chỉ bất quá nghe đến hắn kế hoạch này, Cổ Tam Thông lại là trong lòng khe khẽ thở dài, lại trầm mặc. Lau ma kiếm bàn tay hơi chậm lại, Trác Phàm nhấc mắt nhìn đi, tựa hồ cũng nhìn ra tiểu tam tử bộ kia trầm thấp, không khỏi khẽ cười một tiếng, lại là không như lúc trước như thế tà dị, trái lại lộ ra một bộ tử ái thần quang, cười nhạt nói tốt, ta biết ngươi không vui cùng những tục nhân này pha trộn, cũng ở cái này khu vực lăn lộn dính, muốn sớm rời đi. Dù sao thì cái này 3 ngày công phu, cũng nhanh, ngươi nhịn thêm, ha ha ha. Chờ sau 3 ngày, ấn thượng quan Phi Hùng kế hoạch, từ thượng quan ra cao thủ đánh bất ngờ vương phủ, thế hệ trẻ tuổi tùy theo chuyển di. Đến lúc đó ngươi thì cùng bọn hắn cùng rời đi, mượn cơ hội chuồn mất là được, sau đó đến chúng ta nói địa phương tốt chờ ta. Khác quên chúng ta tại đi vào Phi Vân Thành trước đó lưu lại con đường sau này, thất tinh đá đấu trận, hắc hắc hắc. Nói cách khác, lần này chỉ có 2 người chúng ta có thể còn sống sót. Dùng hắn tất cả mọi người tánh mạng trải đường. Trước mắt không khỏi tối sầm lại, Cổ Tam Thông trong lòng thì thào. Bất quá Trác Phàm lại là vẫn chưa nghe thấy, vẫn tại có chút hăng hái lau sạch lấy chính mình ma kiếm, mặc sức tưởng tượng lấy chính mình sau này bước vào kiếm đạo một khắc. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, từng đạo một ngạt tiếng đập cửa vang lên, Trác Phàm lau ma kiếm bàn tay cũng không nhịn được bỗng dưng dừng lại, dương mắt hướng nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói, người nào? Là ta. Một đạo thanh lệ giọng nữ phát ra, Trác Phàm vừa nghe là biết đạo, lại là cái kia thượng quan Khinh Yên đến, Cổ tiên sinh, không biết ngài lúc này có rảnh không? Muộn như vậy, cái nữ oa này tới làm gì? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem Cổ Tam Thông liếc một chút, Trác Phàm trong lòng không hiểu, nhưng cũng không dám thất lễ, liền vội gấp hướng phía cửa đi tới, đến, chờ một chút. Một tiếng cọt kẹt, mở cửa phòng,
Trác Phàm nhìn lấy Trương này tinh xảo khuôn mặt, không khỏi cười khẽ một tiếng, a, muộn như vậy, làm sao ngươi tới? Tiểu tam tử ngủ sao? Dương mắt hướng trong phòng nhìn xem, thượng quan Khinh Yên thần thần bí bí nói. Con ngươi hai bên loạn chuyển, Trác Phàm không rõ ý, bất giác khẽ cười nói, tiểu hài tử, sớm đã nằm ngủ, không biết ngươi muốn. Đi theo ta. Thế nhưng là, còn không đợi Trác Phàm nói hết lời, thượng quan Khinh Yên đã là kéo một phát cánh tay hắn, trực tiếp hướng hậu viện đi đến, sau đó trở về một mảnh nơi hẻo lánh bên trong, nhìn hai bên một chút không có người, mới yên tâm nói tốt, nơi này không có người quấy rầy chúng ta. Không có người, quấy rầy. Mi đầu bất giác nhếch lên, Trác Phàm không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nàng kia dưới ánh trăng chiếu rọi ra sạch sẽ hai gò má, nhất thời bật cười một tiếng, ngượng ngùng xoa xoa bàn tay, thì thào mở miệng, thượng quan cô nương, ngài đầu tiên là xác nhận tiểu tam tử nằm ngủ, sau đó lại đem ta hẹn đến loại này hoang thích chi địa. Ha ha ha, thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Tuy nói ta biết mình mị lực, thật có một chút như vậy làm người say mê, một số đại cô nương dễ dàng cầm giữ không được chính mình, nhưng dù nói thế nào, ta cũng là người có vợ, còn có một đứa bé người, cũng không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Đương nhiên, nếu như người nguyện ý nhường ta tùy tiện, cũng không phải không thể. Y dài. Thế mà, còn không đợi Trác Phàm nói xong, đã là chợt cảm thấy một cỗ bứt rứt đau đớn đánh tới, đằng sau lời nói rốt cuộc không nói ra, hét dầm lên. Cúi đầu xem xét, đã thấy nguyên lai chẳng biết lúc nào, thượng quan Khinh Yên đã là hung hăng bóp lấy trên đùi hắn thịt mềm, đến cái đấu chuyển càn khôn. Khóe miệng bất giác một phát, Trác Phàm vội vàng vung tay lên, tránh thoát nàng cái kia ma chảo, cả giận nói, ngươi làm gì? Làm gì, ai để ngươi đầy miệng nói bậy? Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, thượng quan Khinh Yên không khỏi hung hăng nguyết hắn một cái, trách mắng, nguyên bản bản cô nương tối nay tìm ngươi là có chính sự. Ai có thể nghĩ ngươi đầy trong đầu tư tưởng xấu xa? Nếu không phải ngươi còn có thể nói ra chính mình là người có vợ bốn chữ đến, bản cô nương nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, hừ. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm không chút phật lòng, các ngươi thượng quan gia công pháp không phải liền là phải dùng song tu làm dịu sát khí a, trang thanh cao gì? Giống như cứu cứu lão nhân gia ông ta cũng không phải là người có vợ giống như. Cũng là bởi vì thượng quan gia đều là loại nam nhân này. Cho nên ta mới không chịu nổi. Hung hăng nhấc nhấc tay cánh tay, thượng quan Khinh Yên hướng hắn vùng vẩy nửa ngày quyền đầu, lại là giận hừ một tiếng, lại để xuống, cắn răng nói, tính toán, không đề cập tới, chỉ là ngươi về sau nhất định muốn đem thê tử ngươi tìm về, toàn tâm toàn ý đợi nàng, không muốn lại thay đổi thất thường, thương tổn nàng tâm. Thân thể nhịn không được chấn động, Trác Phàm bất giác sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái này thì mắc mớ gì tới ngươi. Xác thực không liên quan ta chuyện, ta chỉ là, như thế hy vọng a. Thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Khinh Yên không khỏi than nhẹ một tiếng, sâu xa nói, ngày mai ngươi liền muốn theo Bách Lý Kinh Vĩ tiến đến kiếm tinh đế đô, về sau không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt đợi tiểu tam tử, sau đó hết sức đi tìm mẹ hắn, sau cùng đem bọn hắn đưa về bên cạnh ngươi, để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Bất quá khi đó... Ta như cũ hy vọng ngươi tại phát đạt về sau, bên người sẽ không xuất hiện khác nữ nhân. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn, nghi nói, ngươi cái này có ý tứ gì, cứu cứu không phải muốn mang ta đi Đông Châu sao? Đúng vậy a, cha ta trước kia xác thực như thế hứa hẹn qua ngươi, nhưng bây giờ... Ha ha! Không khỏi cười khổ một tiếng, thượng quan Khinh Yên cũng là có chút bất đắc dĩ, hết thảy thay đổi trong nháy mắt, cha ta hắn là thượng quan gia chủ. Có khi vì gia tộc lợi ích, cũng không thể không làm chút trái lương tâm hành trình. Nếu là ngươi vẫn là cái kia chỉ là mượn tòa nhà cho chúng ta ẩn thân cổ nhất phàm, cha ta đưa ngươi mang về nhà tộc, cũng là thuận tiện sự tình. Nhưng bây giờ không giống nhau, ngươi là Bách Lý Kinh Vĩ thượng khách, rất được trọng dụng. Riêng là lần này, hiệp trợ gia tộc chế định kế hoạch đánh bất ngờ, cho nên gia tộc. Nói, thượng quan Khinh Yên có chút khó có thể mở miệng. Nhưng vẫn là cắn răng nói ra, cho nên bọn họ quyết định, đem ngươi làm vì sinh tử tử dùng. Sinh tử tử. Không tệ, sinh thì đại lợi, chết thì vứt bỏ. Trên mặt trải qua một tia buồn bã sắc, thượng quan Khinh Yên thăm thẳm lên tiếng, ngươi cũng biết, ngươi theo Bách Lý Kinh Vĩ xuất phát sau 3 ngày, cha ta bọn họ liền sẽ phát động đánh bất ngờ. Mà mặc kệ đánh bất ngờ thành công hay không, ngươi kết quả cũng chỉ có 2 loại. Một là bị Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ phát hiện. Vương phủ địa đồ là ngươi truyền tới,
rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng, hai là Bách Lý Kinh Vĩ vẫn như cũ đối ngươi coi trọng có thừa, như vậy. Ngươi đem về bị làm thượng quan gia mật thám, vĩnh viễn bị lưu tại Trung Châu làm nội ứng. Cái gì, cứu cứu không phải nói, đánh bất ngờ sau khi thành công, liền đi tiếp ta sao? Chậm rãi lắc đầu, thượng quan Khinh Yên cười khổ một tiếng, cái kia làm sao có thể, Bách Lý Kinh Vĩ, đế quốc thừa tướng, bên người cao thủ như mây, lại có Trảm Long Kiếm Vương hộ vệ, cha ta bọn họ khi lấy được Trùng Thiên Kiếm về sau, như thế nào lại vì một mình ngươi, lại bốc lên cự hiểm, cùng những cao thủ này đánh nhau chết sống. Thực, bọn họ dự định, cũng là lấy ngươi làm quân cờ mà thôi. Ngươi mà chết, thượng quan gia cảm giác ngươi tri ân, giúp ngươi dưỡng dục tiểu tam tử trưởng thành, ngươi như sinh, tiểu tam tử cũng là con tin, để ngươi vì Đông Châu làm việc quả cân. Trừ phi Trung Châu hủy diệt, nếu không tiểu tam tử là không thể nào lại trở lại bên cạnh ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ tận lực đem hắn đưa về. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Thực những thứ này, Trác Phàm sớm có đoán trước, chỉ là khinh thường đi để ý tới thôi, bởi vì hắn cũng căn bản không có ý tốt, ai lợi dụng ai, còn thật không nhất định. Cấp trên ở giữa tranh đoạt, không có thiện, cũng không có nghĩa, chỉ có lợi mà thôi. Bách Lý Kinh Vĩ là như vậy, Thượng Quan Phi Vân cũng là như vậy, cho dù Thượng Quan Phi Hùng danh xưng hiệp nghĩa thị tộc, sao lại không phải như thế? Chỉ bất quá ván này, bọn họ đều nhất định thua, bởi vì bọn hắn không có có ý thức đến, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một vị khác nắm tử người tham dự vào trận này trò chơi bên trong. Địch tối ta sáng phía dưới, bọn họ đâu có không thua lý lẽ. Khóe miệng xẹt qua một đạo cười khẽ, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, lẩm bẩm nói cảm ơn. Tạ thì không cần, tóm lại chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là lần này không ngại, ta ổn thỏa đem tiểu tam tử đưa đến bên cạnh ngươi, trợ phụ tử các ngươi, không, là một nhà đoàn tụ. Nhìn chằm chằm hắn, thượng quan Khinh Yên bình tĩnh lên tiếng, tiếp lấy liền quay người cáo từ, quay trở về. Chờ nàng bóng người hoàn toàn biến mất, Trác Phàm mới không khỏi khẽ cười một tiếng, sâu xa nói, tiểu tam tử, ra đi, nhà đầu kia đi. Bạch, một đạo đỏ thấm quang ảnh lóe qua, cổ tam thông nhất thời xuất hiện tại Trác Phàm bên người, nhìn lấy thượng quan Khinh Yên biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Nhà đầu này, thật sự là nói một đống nói nhảm. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, Trác Phàm tà cười ra tiếng, ta nhưng là chưa từng có, tin tưởng qua bọn họ bất kỳ người nào. Mạng của lão tử, vẫn luôn tại lão tử trong tay mình nắm lấy, tuyệt sẽ không đem hy vọng ký thác vào bất luận người nào lên. Nói, Trác Phàm đã là quay người lại, quay trở về, vỗ vỗ cổ tam thông cái đầu nhỏ nói, đi thôi, tiểu tam tử, còn giữ nguyên kế hoạch hành động. Hơi hơi gật gật đầu, cổ tam thông theo thật sát. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn là hội quay đầu liếc mắt một cái kia người ấy biến mất chỗ, trong lòng lẩm bẩm, thực cô. Thật rất quan tâm hắn a. Sáng sớm ngày thứ hai, gà trống còn chưa gáy minh, trời mới vừa tờ mờ sáng, Phi Vân Vương phủ ngoài cửa đã tụ tập đầy ắp một đám người, đều là cẩm y ngọc phục, khí chất cao quý người, chỉ có bên trong 30 mấy người, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hiện ra thế tục tinh quang, dường như mới vừa từ núi bên trong đi ra đến đống đất. Kích động toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, lại chính là lần này Đan Vương Đại hội tuyển ra mấy vị trên danh nghĩa luyện đan sư. Khinh thường liếc bọn họ vài lần, ở vào thủ vị Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khinh bỉ cười cười. Trong mắt hắn, mấy cái này tầm thường, bất quá là vì hắn kế hoạch đánh yểm trợ mà thôi, đợi đến đế đô, cho mấy người bọn hắn tại luyện đan sư trước người xem lửa tạp dịch công tác liền đầy đủ. Hừ, muốn làm hoàng gia luyện đan sư, bọn họ cũng xứng. Minh Bạch thừa tướng đại nhân ý nghĩ, đứng tại vương trước cửa phủ, vì bọn họ tiễn đưa thượng quan Phi Vân, nhìn lấy mấy cái kia đã tại phán đoán lấy chính mình thăng chức rất nhanh mà cả bông, đồng dạng lộ ra mặt mũi tràn đầy cười nhạo chi sắc. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, theo từng tiếng nhẹ nhàng chậm chạp cước bộ vang lên, một nam một nữ hai bóng người, xa xa từ đằng xa hướng bọn họ bên này chậm rãi đi tới. Tập trung nhìn vào, lại chính là Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên không thể nghi ngờ. Khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười, Bách Lý Kinh Vĩ cất bước tiến lên, ôm ôm quyền nói, cổ đại sư, trong nhà đều thu xếp tốt sao? Chúng ta, có thể lên đường sao? Đa tạ thừa tướng đại nhân lo lắng, trong nhà đã dàn xếp thỏa đáng. Khom người một cái thật sâu thân thể, Trác Phàm cung kính ôm quyền, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên thượng quan Khinh Yên,
rất nhiều một bộ ly biệt tương tư chi tình nói, lần này tiến về đế đô, chỉ sợ thời gian rất nhiều, tiểu tam tử hắn thì làm phiền biểu muội chiếu cố. Vi huynh ở đây, vô cùng cảm kích. Nhìn chằm chằm hắn, thượng quan Khinh Yên trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ, lại là không thích đáng phía dưới nói ra, chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu, bình tĩnh nói, người yên tâm, ta là tiểu tam tử cô, nhất định sẽ đem hắn chiếu cố chu toàn, sau đó đưa đến bên cạnh ngươi, để giải biểu ca tương tư chi tâm. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm không nói gì nữa, chỉ là ai thán một tiếng, quay người trực tiếp đi vào Bách Lý Kinh Vĩ bên người, ôm quyền nói, thừa tướng đại nhân, chúng ta có thể lên đường. Vậy thì tốt, hết thảy lấy tiên sinh vì là. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt nụ cười, Bách Lý Kinh Vĩ quay người vung tay lên, hét to lên tiếng, xuất phát. Vâng. Hét lớn một tiếng, bốn phía hộ vệ có tới hơn trăm chúng, đều là dung hồn quy nguyên cao thủ, cùng nhau gật đầu, sau đó liền hộ tống cái này cả đám người, trùng trùng điệp điệp rời đi nơi này. Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh, mặt không biểu tình, theo bên cạnh hộ vệ. Phi Vân Kiếm Vương Thượng Quan Phi Vân, cung kính liền ôm quyền, đưa mắt nhìn mà đi. Chỉ có Thượng Quan Khinh Yên một người, nhìn lấy mọi người, riêng là Trác Phàm dần dần đi xa bóng người, trong mắt thần sắc lo lắng chảy ra không ngừng lộ ra. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Thượng Quan Phi Vân không khỏi suy cười một tiếng, mở miệng trêu chọc lên hắn cái này cháu gái ruột, cổ cô nương, cổ đại sư chuyến này tất nhiên đăng đường nhập thất, đứng hàng vương hầu, phúc lộc song toàn a, người cũng không cần quá mức lo lắng, có Đan Thanh Sinh cùng thừa tướng đại nhân chiếu ứng đây, chỉ cần không phải mưu nghịch đại tội, sẽ không xảy ra chuyện gì, người cái kia cao hứng dùm cho hắn mới đúng a, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua một đạo sầu khổ, Thượng Quan Khinh Yên không nói thêm gì, chỉ là xem hắn, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, thì than nhẹ một tiếng, quay người hướng về đi. Truyền lệnh xuống, trăm dặm thừa tướng một khi rời, thì lập tức phong bế cổng thành, tiếp tục toàn thành cấm đi lại ban đêm. Thế mà, còn không đợi nàng đi ra mấy bước, một tiếng tràn đầy nghiêm khắc quát mắng liền nhất thời vang lên, tuy nhiên mấy ngày nay, đám tặc tử kia khả năng chui trăm dặm thừa tướng đột nhiên đến thăm chỗ trống, tất cả đều chạy đi. Nhưng bản vương cũng sẽ không chủ quan, cho ta từng nhà cha, triệt để đem đám tặc tử kia bài trừ. Bản vương Phi Vân Thành, nhưng là không cho phép những cái kia người nhà họ Thượng Quan lại tiếp tục hồ nháo đi xuống. Thân thể hơi chậm lại, Thượng Quan Khinh Yên lộ ra một bộ ngưng trọng khuôn mặt, tiếp lấy liền lập tức tăng tốc cước bộ, cấp tốc hướng cổ trạch chạy trở về. Nhìn nàng kia liên tục không ngừng mà bước loạng choạng, cấp tốc biến mất bóng hình xinh đẹp, Thượng Quan Phi Vân trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trăm dặm thừa tướng cái này một kế, hẳn là đủ an bọn họ tâm đi. Ách không, ấn thừa tướng lại nói, hẳn là đầy đủ dẫn phát bọn họ tham lam a, ha ha ha. Một phút sau, Thượng Quan Khinh Yên cấp tốc trở lại cổ trạch, vừa vào cửa thì vội vã hướng hậu viện đại sảnh đi đến, ở nơi đó, Thượng Quan Phi Hùng cùng một đám thượng quan gia cao thủ, sớm đã tụ tập một chỗ, chờ lấy thám tử hồi báo tin tức. Cha! Vừa nhìn thấy Thượng Quan Phi Hùng bóng người, Thượng Quan Khinh Yên liền đầy mặt ửng hồng, thở không ra hơi đến vội vàng nói. Thượng Quan Phi Vân vừa mới hạ mệnh lệnh, đợi Bách Lý Kinh Vĩ nhân mã vừa đi, liền tiếp tục phong tỏa cổng thành tìm thành, nói muốn triệt để bài trừ chúng ta người. Hơn nữa còn nói, lần này nếu không phải Bách Lý Kinh Vĩ bất chợt tới đến, không hội dễ dàng như thế mở thành, để chúng ta có cơ hội rời đi. Nghi đầu không khỏi lắc một cái, Thượng Quan Phi Hùng một đến quay người, cùng ba vị trí cường cung phụng các cao thủ liếc nhau, đều là khẽ gật đầu. Xem ra quả nhiên như chúng ta lúc trước sở liệu đồng dạng, lần này Bách Lý Kinh Vĩ là vì thái tử sự tình, mới bất chợt tới đến Phi Vân Thành, căn bản không liên quan gì đến chúng ta. Mà lại Thượng Quan Phi Vân tính cách kiệt ngao, cũng nhất định không muốn để cho chính mình vương phủ bị tập kích một chuyện truyền ra, cho nên toàn bộ hành trình gạt Bách Lý Kinh Vĩ hai người, đợi bọn hắn rời đi, mới lại bắt đầu lùng bắt. Không tệ, cái này thật là Thượng Quan Phi Vân tính tình, chết vì sĩ diện. Như thế tới nói cách khác Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ đều không tham dự vào sự kiện này đến, thậm chí căn bản không biết. Đối thủ của chúng ta vẫn chỉ có một người, cái kia chính là Thượng Quan Phi Vân. Không tệ không tệ. Quá tốt, chúng ta không cần một hơi đối phó hai đại kiếm vương. Mọi người nghe đến, ngăn không được liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ may mắn. Đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang lên, ngoài cửa chợt xâm nhập một người.
thấy ở đây các vị lão đại mặt, không khỏi nhanh chóng vội vàng khom người bẩm báo nói, khởi bẩm gia chủ, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ đã đi đến ngoài thành ngoài trăm dặm, chưa có trở về thân thể dấu hiệu, rất nhanh liền không thấy tăm hơi, nghĩ đến là một đi không trở lại. Mà lại tựa hồ bọn họ tương đương thời gian đang gấp, tất cả đều quần áo trắng xuất phát, không có chiêng trống nghi trượng, biểu hiện thừa tướng phô trương. Vậy là tốt rồi, cái này cũng thì giải thích, vì sao Bách Lý Kinh Vĩ hội bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đi vào Phi Vân Thành, xem ra thật là bởi vì thái tử thương thế, vội vàng gây nên. Hơi hơi gật gật đầu, thượng quan Phi Hùng cùng mọi người liếc nhìn nhau, lớn lên thở phào một hơi, thì thào lên tiếng, như thế tới nói, tất cả lo nghĩ đều bài trừ, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ chỉ là khách qua đường, vẻn vẹn mà thôi. Lúc này bọn họ đã rời đi, chúng ta không cần lại lo lắng bọn họ. Lẫn nhau nhìn xem, mọi người đều là khẽ gật đầu, ngay sau đó, một vị trí cường cung phụng trong mắt tinh quang lóe lên, hét lớn một tiếng tốt, đã như vậy, chúng ta thượng quan gia cũng không thể lại bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau 3 ngày, động thủ. Vâng, hung hăng gật gật đầu, trong mắt mọi người đều là một mảnh hưng phấn hỏa nhiệt, tựa hồ thắng lợi đã tại bọn họ trước mắt vẫy chào giống như. Chỉ có một bên không đáng chú ý vị trí bên trên, thượng quan Ngọc Lâm lộ ra nụ cười quỷ dị, âm thầm cúi thấp đầu. Một phương diện khác, thì tại thượng quan nhà cả đám chờ đã khí thế ngất trời mà chuẩn bị muốn làm một vố lớn lúc, đã được một ngày lộ trình Bách Lý Kinh Vĩ một đoàn người, lại là bất chợt tới đến dừng bước lại, cũng không tiếp tục trước. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng nhìn về phía hắn nói, thừa tướng đại nhân, làm sao, cần nghỉ ngơi sao? Ha ha ha, bản tướng tuy nhiên không phải cái gì tuyệt thế cao thủ, nhưng cũng là hóa hư bát trọng cảnh tu giả, chỉ là chỉ được một ngày lộ trình, không cần chỉnh đốn đâu. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi mỉm cười cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Chố mắt nhìn, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, khẽ cười nói cái đó là. Trở về. Ánh mắt lạnh lẽo, Bách Lý Kinh Vĩ đưa tay nhẹ nhàng nhất chỉ, điểm mấy cái dung hồn cao thủ nói. Người người người, đem cái này 30 mấy cái luyện đan sư mang đến đế đô, bọn người người, cùng bản tướng trở về Phi Vân Thành. Thân thể giả bộ hung hăng chấn một chút. Trác Phàm không khỏi lộ ra rực rỡ cười cười cho, khó hiểu nói, thừa tướng đại nhân, cử động lần này ý gì? Ha ha ha, cổ đại sư, người một hồi biết. Khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười, Bách Lý Kinh Vĩ vung tay lên, thì lập tức có 2 cái dung hồn cao thủ đi vào Trác Phàm trước mặt, một chảo hắn cánh tay, thì muốn mang theo hắn cùng rời đi. Sắc mặt bất giác kinh hãi, Trác Phàm vội vàng nói, trăm dặm thừa tướng, người cái này muốn làm gì? Mang cổ đại sư, cùng bản tướng trở về thành A. Không phải, chúng ta mới từ Phi Vân Thành đi ra một ngày, ngươi không phải khiến người ta hộ tống luyện đan sư hồi đế đô A, ta đi theo đám bọn hắn cùng đi liền tốt, ngài như có chuyện gì gấp, tự mình trở về không là được. Cần tại hạ làm cái gì? Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, tựa hồ là cả kinh một dạng, trên trán cũng bất chi bất giác chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, nhưng Trác Phàm vẫn là giả bộ cố tự chấn định bộ dáng. Gấp kêu ra tiếng. Không khỏi cười nhạo lấy lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt đều là chế nhạo chi ý, cổ đại sư, bản tướng mang ngài trở về, xin ngài nhìn một chút trò vui. Vừa ra trò vui. Không sai. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, khoan thai lên tiếng, cái này xuất diễn tên thì kêu làm, hồi mã thương. Mi đầu nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm thân thể chấn động. Trên mặt triệt để ngơ ngẩn. Không nói gì nữa, Bách Lý Kinh Vĩ phất phất tay, hộ vệ liền mang lấy Trác Phàm thân thể, cấp tốc hướng Phi Vân Thành trở về. Kết quả là, một đại đội nhân mã, cao thủ như mây thừa tướng hộ vệ đội, chỉ là trong nháy mắt, liền toàn đều biến mất tung ảnh, hướng Phi Vân Thành bí mật lẻn về. Chỉ để lại 2-3 cái dung hồn cao thủ, còn có một đám rất là kỳ lạ các luyện đan sư, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không hiểu ra sao. Không biết vì sao. Cái này, làm cái gì a? Không phải muốn đưa chúng ta đi đế đô nhậm chức, thăng chức rất nhanh à, làm sao lại 2 người kia hộ tống, còn lại người toàn mẹ hắn chạy. Cũng quá không đem mình coi là chuyện to tát. Mình tốt xấu về sau cũng thế, đế quốc hoàng gia luyện đan sư a. Đi mau. Đúng lúc này, mọi người còn một cái đầu thì to ra lúc, cái kia còn lại nhìn quản bọn họ dung hồn cảnh hộ vệ đã là không kiên nhẫn giống to lên tiếng.
sắc mặt bất giác trầm xuống, những thứ này cao ngạo các luyện đan sư nhất thời tâm lý thì không thoải mái, có tính tình nóng nảy, đã nổi trận lôi đình, giống to lên tiếng, thúc cái gì thúc. Có biết hay không, lão tử về sau thế nhưng là chuyên môn phụng dưỡng hoàng gia luyện đan sư, con mẹ nó ngươi cái quái gì, dám cái gì nói với lão tử lời nói. Đụng. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, đã là trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương máu, triệt để tiêu tán không thấy. Một gã hộ vệ chậm rãi thả tay xuống, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, khinh thường nói, thừa tướng đại nhân mệnh lệnh, là để cho chúng ta coi trọng các ngươi, mang đến đế đô, như có vi phạm người, giết chết bất luận tội. Không sai, Bách Lý Kinh Vĩ đối bọn hắn căn bản không để vào mắt, chỉ cần không chạy trốn, tiết lộ tin tức là được, dù sao chỉ ở 3 ngày này đâu. Mà thôi, mà những luyện đan sư kia nhóm nhìn lên trước mặt dòng máu, cũng là triệt để ngây người. Trong đầu chậm chạp không xoay chuyển được tới. Bọn họ không phải hoàng gia luyện đan sư à, làm sao chỉ là một tên hộ vệ, thì dám đối với bọn hắn như vậy. Thịt bọn họ cùng làm thịt như heo. Bọn họ đến đế đô, đến tột cùng là cái gì vị trí a? Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt sợ hãi, tràn đầy mê mang, không còn có người dám lớn tiếng kêu gào, chỉ là trong mắt lại là mất đi ngay từ đầu hưng phấn ánh sáng, thậm chí tràn đầy cho tàn chi sắc. Cổ đại sư, ngươi nhất định rất kỳ quái vì sao chúng ta lại đột nhiên trở về đi. Hoặc là nói, ngươi đã tương đối rõ ràng, chỉ là chờ đợi chúng ta xác nhận mà thôi, ha ha ha. Một lần nữa trở lại cái kia Phi Vân Vương phủ, vẫn là ban đầu vị đạo, vẫn là ban đầu đại sảnh. Một cái bàn tròn trước đó, thượng quan Phi Vân, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh cùng nhau vây quanh hắn, lộ ra quỷ mị nụ cười. Riêng là cái kia Bách Lý Kinh Vĩ, cười đến như vậy tà dị. Mở miệng yếu ớt nói. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm cũng là ảnh đế cấp nhân vật, chính mình hàng trò hay, giả vờ ngây ngốc cũng muốn diễn tiếp, sau đó hít thật sâu, hắn vẫn là giả bộ một mặt mờ mịt bộ dáng, rực rỡ cười nói, thừa tướng đại nhân, không biết các ngươi đang nói gì đấy, ta nghe không hiểu a, ha ha ha. Nghe không hiểu, ha ha, cổ đại sư, hiện tại ngươi cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa a, ngươi tất cả mọi thứ, từ đầu tới đuôi. Chúng ta thế nhưng là đều nhất thanh nhị sợ cực kỳ cái nào. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, sâu xa nói, cổ đại sư, nếu như lúc trước lời nói ngươi nghe không hiểu lời nói, cái kia thượng quan Phi Hùng, thượng quan Khinh Yên cùng thượng quan Ngọc Lâm những người này tính danh, ngươi chắc là đều nghe hiểu đi. Thân thể nhịn không được chấn động, Trác Phàm sắc mặt thoáng chốc khẩn trương lên, sắc mặt không khỏi cũng có chút tái nhợt, hơi hơi chìm xuống. Nhìn chằm chằm hắn, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo đường cong, cổ đại sư, ngươi là khó được luyện đan kỳ tài, vốn là tại kiếm tinh đế quốc đăng đường nhập thất, gia tướng nhập các, dễ như trở bàn tay, cần gì phải cùng những người này pha trộn cùng một chỗ đâu. Không nói gì, Trác Phàm hơi hơi cúi đầu xuống, dường như một cái chờ đợi phán quyết tử tù, một mặt cho tàn chi sắc, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. 3. Chậm rãi đứng dậy, đi vào Trác Phàm sau lưng. Vỗ nhẹ nhẹ đập hắn cánh tay, Bách Lý Kinh Vĩ dường như xem thấu hắn nội tâm đồng dạng, lộ ra giảo hoạt nụ cười, làm thượng quan gia thám tử, hủy ta đế quốc căn cơ, cái này nếu là thường nhân lời nói, ta Bách Lý Kinh Vĩ tuyệt sẽ không để cho hắn sống lâu một giây. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ thủ hạ siết chặt, Trác Phàm nhất thời cảm thấy đầu vai đau xót, không khỏi ra mặt co lại, nhè răng trợn mắt lên, đồng thời thân thể khẽ nhúc nhích, rất đúng lúc đó biểu hiện ra kinh hoàng cảm giác. Thật sâu nhìn lấy hắn, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng lên, hài lòng gật đầu, rất vui vẻ hắn loại phản ứng này. Thế nhưng là cổ đại sư là thiên túng kỳ tài, hiếm thấy trên đời, cứ như vậy trắng trắng bởi vì những tặc tử kia bồi lên tánh mạng lời nói, ta tâm thống khổ, khó có thể nói nên lời. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt chợt hưu quạnh xuống tới, thanh âm cũng thay đổi nhu hòa rất nhiều, sâu xa nói, có điều, ta tâm thống khổ. Không chỉ là vì chính mình mà đau, mất đi một vị hợp hảo hữu chí giao, còn vì đế quốc thống khổ, mất đi một vị kinh thiên vĩ địa luyện đan kỳ tài. Đồng thời, ta càng vì đại sư ngài mà đau lòng, chỉ có thiên túng kỳ tài khó lường khát vọng, triển lộ tại thế người trước đó, thực đang đáng tiếc đáng tiếc. Bách Lý Kinh Vĩ lời nói, càng ngày càng trầm thấp, cũng càng ngày càng thương cảm, thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe đau buồn. Thẳng vào đáy lòng, cảm niệm tiếng lòng. Như Trác Phàm thật sự là một vị tầm thường luyện đan sư lời nói, nghe như vậy đáy lòng chi từ,
nhất định phải đem hắn xem vì muốn tốt cho chi kỷ bạn, cùng hắn kết bái chi giao không thể. Bất quá đáng tiếc, đang mưu đồ tính kế lên, Trác Phàm cũng là bên trong nổi bật. Theo chuyên nghiệp góc độ tới giảng, Trác Phàm muốn cho hắn đánh mắc điểm, như thế công tâm chi thuật, đe dọa cùng dụ dỗ cùng tồn tại, có tình có lý, thật sự là thượng thừa tâm kế, khó trách cái kia thượng quan Ngọc Lâm trong khoảnh khắc liền sẽ bị hắn công phá tâm phòng, lập tức phản bội sinh hoạt mấy chục năm gia tộc. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ không hổ là kiếm tinh đệ nhất cố vấn, quả nhiên không đơn giản. Chỉ là hắn tuy cường hãn, nhưng Trác Phàm cũng không yếu, mấu chốt nhất là, Trác Phàm căn bản không phải một cái toàn thân tâm đầu nhập luyện đan sư, phần này chi âm làm ra vẻ thái độ, căn bản cảm động không hắn. Bất quá, cảm động không là một chuyện, có cần hay không bị đánh động, thì là một chuyện khác. Rất hiển nhiên, Trác Phàm hiện tại tình cảnh, ở vào cái sau, hắn cần một cái hạ bậc thang tới. Vừa vặn, Bách Lý Kinh Vĩ đúng lúc đó, cho hắn cái này một bậc thang. Kết quả là, Trác Phàm trong mắt nhất động, lệ quang róc rách, mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn về phía hắn nói, thừa tướng đại nhân, nghe vua nói một buổi, thắng 10 năm sách. Thừa tướng đại nhân thật sự là cổ mỗ chi kỷ a, nếu là có thể sớm một chút gặp phải đại nhân lời nói, cổ mỗ như thế nào lại, như thế nào? Ai? Hận hận một chùy quyền, Trác Phàm khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc, tựa hồ rất thù hận chính mình lên sai thuyền giặc, chậm trễ chính mình tiền đồ giống như. Liếc nhìn nhau, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân đều là thầm cười một tiếng, tiếp lấy Bách Lý Kinh Vĩ liền khoát khoát tay, khẽ cười nói, từ khi nhìn thấy cổ đại sư về sau, Kinh Vĩ đã đem cổ đại sư coi là bạn chi kỷ. Bây giờ cổ đại sư chỉ là đi sai bước nhầm, vẫn chưa tạo thành cái gì trọng đại nguy hại, hãy còn không muộn. Kinh Vĩ cam đoan, chỉ cần cổ đại sư sau này vì đế quốc hiệu lực, cho dù lấy thừa tướng chi vị, trên cổ đầu người làm trao đổi. Kinh Vĩ cũng là vui lòng đã đến a. Thừa tướng đại nhân, ngài thật đúng là ta tái sinh phụ mẫu a. Nghi đầu nhịn không được hung hăng rung động, Trác Phàm trên mặt cảm động càng sâu, thậm chí trong giọng nói đều có tiếng khóc, trong mắt cũng đầy là lệ quang. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy hắn, lại là chậm rãi khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến, như vậy hiện tại, cổ đại sư có thể hay không cùng Kinh Vĩ nói một chút, người bên kia động tĩnh đâu? Đó là đương nhiên. Thừa tướng đại nhân đã cho tại hạ lần thứ hai trọng sinh cơ hội, tại hạ làm sao có thể không tri ân đổ báo, hiến kế tại ngài. Nào giống bọn họ, ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm trong mắt có thất lạc, nhưng càng nhiều là phẫn hận. Bách Lý Kinh Vĩ có chút không hiểu, nhưng tiếp đó, nghe đến Trác Phàm kể rõ, hắn lại là dần dần hiểu được, trong mắt cũng không nhịn được sinh ra một cỗ tức giận, hừ, đám này không biết đại tài người tầm thường, lại muốn đem đại sư ngài coi như sinh tử tử dùng. Còn dùng ngài tự mình làm con tin, uy hiếp tại ngài. Thật sự là lấy oán báo ân, đáng giận đã đến. Ai nói không phải đây, lúc đó ta không biết bọn họ là loại người này, còn tưởng rằng có một cái làm cứu cứu, về sau thì có thân người làm bạn, thẳng đến hai ngày trước Thượng quan Khinh Yên cùng ta kiểu nói này. Ai, nàng ngược lại là cô nương tốt ha. Thật dài hô khẩu khí, Trác Phàm thì thào lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái. Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang lấp lóe, khẽ gật đầu, cổ đại sư yên tâm, chúng ta lần này nhất định hội đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cho cổ đại sư nguôi giận. Hiện tại ngài thì về phòng trước nghỉ ngơi, chờ đợi chúng ta ngày mai thắng lợi tin tức. Ai, còn có nhi tử ta? Yên tâm đi, lệnh lang bản tướng nhất định sẽ bảo toàn. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, liền tại hai tên hộ vệ chen chúc dưới, rời đi nơi này. Chờ hắn bóng người hoàn toàn biến mất, Thượng quan Phi Vân nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, thản nhiên nói, thừa tướng đại nhân, vị này cổ đại sư. Thật quy thuận sao? Cổ đại sư cùng những người kia cũng không thân cận, vừa mới lại kinh qua tướng ba tấc không nát miệng lưỡi một trận khuyên bảo, hẳn là đã không sai quy hàng chúng ta. Ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ suy nghĩ một chút, thăm thẳm lên tiếng, mà lại, vừa mới hắn cùng chúng ta chỗ nói, cùng Thượng quan Ngọc Lâm truyền về Ngọc Giản. Đại khái giống nhau, chỉ là Thượng quan Khinh Yên cùng hắn nói, lại là tiểu tử kia chưa từng báo cáo. Bất quá cũng bình thường, người ta hai người việc tư, hắn như thế nào lại biết. Mà Thượng quan Phi Hùng cái này sinh tử tử kế hoạch, đoán chừng cũng là cùng gia tộc cao tầng đêm khuya thương nghị, Thượng quan Ngọc Lâm loại bọn tiểu bối này thì càng không biết. Đúng vậy a, cái này ta ngược lại là tin. Thật sâu gật đầu, Thượng quan Phi Vân thản nhiên nói, Thượng quan Phi Hùng lão già kia. Ngày bình thường đạo đức giả,
nhưng vừa gặp phải liên quan đến gia tộc đại lợi ích lúc, thì cái gì nhân nghĩa đều không để ý. Hừ, mười phần ngụy quân tử. Ai, cũng không thể nói như vậy. Chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khẽ cười nói, không tại vị, không mưu chính. Hắn nếu là chủ nhà họ thượng quan, tự nhiên có một số việc lấy gia tộc lợi ích làm đầu, cái này ta ngã có thể lý giải. Ha ha ha, Phi Vân Kiếm Vương, người đối người đại ca cũng là rất có cố chấp a. Hừ, lạnh hừ một tiếng, thượng quan Phi Vân quay đầu đi, mặt mũi tràn đầy nộ khí, không nói thêm gì nữa. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười, cũng không nói nhiều, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên Trác Phàm ly khai phương hướng, khóe miệng xẹt qua hài lòng đường cong, vị luyện đan đại sư này rốt cục quy tâm, ta Bách Lý Kinh Vĩ xuất thủ, còn chưa từng có thất bại qua đây, ha ha ha. Trăm dặm thừa tướng. Lúc này, một bên một mực nhìn lấy cái này ra song phương nhân mã đại biểu diễn ký bộ phim, lặng yên không lên tiếng Đan Thanh Sinh, giờ này khắc này lại là mở miệng, nếu là cổ đại sư đã có thể tín nhiệm lời nói, cái kia dám thì người khác. Bỗng nhiên khoát tay, đánh gãy hắn lời nói, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói, sự thật là một chuyện, nhưng cần là một chuyện khác. Hắn dù sao cũng là bên kia vừa mới thuyết phục người từng trải, cho dù chúng ta đều tín nhiệm hắn. Giám thị người khác cũng không thể rút lui. Dù sao, cũng liền một ngày này công phu, ta không hy vọng ta kế hoạch, bởi vì một chút xíu sơ hở, mà phí công nhọc sức. Thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh hai người lẫn nhau nhìn xem, đều là hơi hơi gật gật đầu. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ, quả nhiên tâm tư kín đáo, làm việc nước không lọt. Thế nhưng là cùng một thời gian, bị giam lỏng trong phòng. Ngoài cửa chỉ có hai ba cái dung hồn cao thủ trông giữ Trác Phàm, giờ này khắc này, cũng là lộ ra một nụ cười quỷ dị. Kế hoạch, tiến hành cực kỳ thuận lợi. Ngày thứ hai đêm khuya, thượng quan Phi Hùng mang theo một đám thượng quan gia cao thủ, sớm đã cùng nhau xếp hàng bên ngoài phòng, ngửa đầu nhìn chúng trời sáng nguyệt liếc một chút, khoát tay chặn lại, hét lớn lên tiếng, xuất phát. Vâng, trùng điệp liền ôm quyền, mọi người cùng kêu lên hẳn là. Tiếp lấy tựa như từng cái ban đêm kiêu ưng, cấp tốc bay về phía chân trời, dung nhập cái kia nồng đậm trong bóng đêm, từng đội, từng nhóm, giống như ban đêm săn mồi đồng dạng, thẳng hướng Phi Vân Vương phủ đánh tới. Nhìn lấy một các vị cấp cao đã rời đi, thượng quan Ngọc Lâm quay đầu nhìn về phía một bên thượng quan Khinh Yên, gật đầu một cái, khẽ cười nói, Yên Nhi, cứu cứu bọn họ đã xuất phát, một khi Vương phủ bên kia đại loạn cùng một chỗ, cổng thành lập tức thư giãn. Chúng ta liền thừa cơ lặn ra đi, đến ước định chi địa cùng cứu cứu bọn họ tụ hợp. Ta đem tiểu tam tử mang lên. Hơi hơi gật gật đầu, thượng quan Khinh Yên lập tức quay người lại, liền chạy hướng hậu viện, đi tìm cổ tam thông. Thấy tình cảnh này, thượng quan Ngọc Lâm sắc mặt trầm xuống, trong lòng khó chịu. Em gái ngươi, cái kia cũng không phải là ngươi nhi tử, như thế nhớ thương làm gì. Thế nhưng là, chính làm hắn lòng tràn đầy oán thầm lúc. Thượng quan Khinh Yên kêu to lại là nhất thời từ hậu viện vang lên, sau đó phi nước đại mà ra, không tốt, việc lớn không tốt. Yên Nhi, làm sao, xảy ra chuyện gì? Không khỏi giật mình, thượng quan Ngọc Lâm chặn lại nói. Từng ngụm thở hổn hển, thượng quan Khinh Yên mặt hốt hoảng, tiểu tam tử. Tiểu tam tử hắn không thấy. Thôi đi, tiểu tử kia a, thật sự là hội tìm phiền toái. Cái này thằng nhóc con chính mình chạy mất. Chúng ta liền đừng để ý tới hắn, thời gian không đợi người a. Khinh thường bĩu môi, thượng quan Ngọc Lâm nói ngồi châm chọc. Tức giận nguyết hắn một cái, thượng quan Khinh Yên phẫn hận nói, ngươi sao có thể nói như vậy, hắn vẫn còn con nít, phụ thân không ở bên người, đã đầy đủ cơ khổ không nơi nương tựa, chúng ta lại làm sao có thể lại đem hắn vứt xuống. Đừng quên, cha hắn nhưng là gia tộc chúng ta công thần. Cái dám công thần, qua tối nay cũng không phải là, hắc hắc hắc. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng cười thầm. Tối nay phim màn, Bách Lý Kinh Vĩ đã cho hắn toàn an bài thỏa đáng, thượng quan ra một các vị cấp cao toàn diệt, cổ nhất phàm là phản đồ, vĩnh viễn bị Đông Châu truy sát, sau cùng không thể không ủy thân cho thừa tướng phủ nhờ bao che. Mà lần hành động này chạy trở về thế hệ trẻ tuổi, hội từ hắn thượng quan Ngọc Lâm thống lĩnh, trọng trấn thượng quan gia. Sau đó hắn làm Trung Châu thám tử, cùng kiếm tinh đế quốc nội ứng ngoại hợp. Nhất thống Đông Châu. Đến lúc đó thượng quan Phi Vân là Đông Châu chi chủ, hắn cũng là dưới một người, trên vạn người, hạng gì phong cảnh, ha ha ha. À, không tốt. Thế mà, thượng
Thượng quan Ngọc Lâm còn không có ý dâm hết chính mình huy hoàng tuổi già, rít lên một tiếng lại là vang lên lần nữa, tiểu tam tử nhất định là cho là hắn cha còn tại vương phủ, liền đi chạy cha hắn. Dù sao, cha hắn đi tin tức, ta không có nói cho hắn biết, cha hắn cũng không cho hắn đưa, sợ hắn dứt bỏ không được, đứa nhỏ này. Ta phải đi vương phủ tìm hắn. Yên nhi, cứu cứu bọn họ ngay tại đánh bất ngờ vương phủ, hiện tại vương phủ rất là nguy hiểm, người không thể đi. Chăm chú một phát bắt được thượng quan Khinh Yên cánh tay, thượng quan Ngọc Lâm chặn lại nói. Hung hăng phất ống tay áo một cái, thượng quan Khinh Yên nhất thời tránh thoát hắn, co cẳng hướng ra phía ngoài chạy tới, cũng là nguy hiểm, ta mới càng phải đi, tiểu tam tử hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Nói, thượng quan Khinh Yên bóng người đã là nhanh như chớp không thấy. Thấy tình cảnh này, thượng quan Ngọc Lâm khẽ cắn môi, ai thán một tiếng, cũng là vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là, bọn họ tất cả mọi người không có chú ý tới là, ngay tại cách hắn nhóm cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh, một đạo hồng sắc mềm mại bóng người, lại là yên tĩnh lập ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Ta cùng lão cha muốn đạp lên các ngươi thi thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là ngươi còn muốn đi cứu tính mạng của ta. Lão cha, đến lúc đó cô cho dù gặp nạn, đoán chừng ngươi cũng sẽ không ra tay a, như vậy. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Cổ Tam Thông quay người lại, bất đắc dĩ lắc đầu, biến mất bóng người. Hiu hiu hiu, thừa dịp đen nhánh cảnh ban đêm yểm hộ, từng đạo mạnh mẽ bóng người qua trong giây lát, tại mông lung dưới ánh trăng xuyên qua, trực tiếp đi vào một tòa đường hoàng đại trạch trước đó. Trạch lên treo một bộ bảng hiệu, trên viết bốn chữ lớn, Phi Vân Vương Phủ. Từng đội tản ra cường hãn khí tức dung hồn cảnh hộ vệ, ở bên ngoài tới lui tuần tra ngó nhìn bốn phía động tĩnh, bảo vệ vương phủ bốn phía an toàn. Trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hào quang, thượng quan Phi Hùng nhìn lấy những hộ vệ kia vừa mới tiếp ban, đúng lúc cùng nhau tại vương phủ phía trước giao thế đi qua, trong lòng không có lớn như vậy cảnh giác lúc, bỗng nhiên vung tay lên. Bá bá bá, chỉ một thoáng, mấy trăm thượng quan da áo đen cao thủ cùng nhau thoát ra. Sớm đã chuẩn bị tốt kinh thiên nhất trường, cùng một chỗ phát ra. Bỗng dưng, giống như sấm sét nổ vang, núi dao động động đất. Mấy trăm dung hồn quy nguyên cao thủ đủ tay liên kích, dường như rời núi lấp biển, bẻ gãy nghiền nát giống như trực tiếp hướng những hộ vệ kia áp đi. Một đến, những hộ vệ kia căn bản còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã là chợt cảm thấy khí tức trì trệ, đầy mặt hoảng sợ, sớm đã gọi im lặng động tĩnh. Bởi vì cái kia cỗ uy áp đã là trong nháy mắt đi vào trước mặt bọn hắn. Trong mắt hung hăng co rụt lại, những hộ vệ kia trong mắt đã sung huyết, mục đích thả vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang phát ra, tất cả hộ vệ trong chớp mắt nổ tung lên, hóa thành từng đạo dòng máu, vẩy ra bốn phía, biến thành cho bụi. Chỉnh một chút hai đội nhân mã, 40, 50 người, cơ hồ trong nháy mắt công phu, chớp mắt toàn diệt, không lưu một người sống. Thượng quan ra các cao thủ cấp tốc đột kích, hiệu quả nổi bật, nhất thời vì lần này dạ tập Phi Vân Vương Phủ, làm khởi đầu tốt đẹp, mở một cái có chút phấn khởi bắt đầu. Bỗng dưng, từng đạo bóng người theo sát chui vào, không tiếp tục ý những cái kia một vũng máu thi hài, đã là bỗng nhiên cường đột tiến Vương Phủ bên trong. Ầm ầm, cường đại dư âm truyền vang ra ngoài, chấn động đến toàn bộ Vương Phủ thanh thế to lớn. Một gian u ám bên trong căn phòng nhỏ. Trên bàn chén trà bị chấn động đến đinh linh loạn hưởng, một cái tinh tế bàn tay bỗng dưng khẽ chụp, chậm rãi cầm lên, nhẹ nhàng đập vài cái, đặt ở bên miệng khẽ thưởng thức mấy ngụm, lại là lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Bên cạnh một phương mờ nhạt nến chậm rãi tới gần, chiếu ra người kia tuấn lãng khuôn mặt, lại chính là thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ không thể nghi ngờ. Mà hắn quanh người, lít nha lít nhít ẩn tàng trong bóng đêm, không nhúc nhích bóng người, đủ có mấy trăm chi chúng. Lại đều là dung hồn quy nguyên cảnh cao thủ. Thừa tướng đại nhân, bọn họ đến. Tay cầm nến một tên cận thị, thân thể bên trên tán phát lấy khí tức cường đại, xem xét cũng là quy nguyên hậu kỳ cao thủ, khom người nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, cung kính nói. Khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt nụ cười, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng nhắm lại mắt, từ chối cho ý kiến nói, không ngại, để bọn hắn lại tới gần một chút, ha ha ha. Khẽ gật đầu, người kia khom người lĩnh mệnh. Cầm lấy nến lại lui ra, Bách Lý Kinh Vĩ tấm kia tà dị khuôn mặt, lần nữa ẩn vào đen nhánh mực đậm bên trong, thấy không rõ nhan sắc, thế nhưng không ngừng bóp bát trà đinh đương tiếng vang, lại là uyển như tử thần tang trung giống như, khiến người ta nghe, có một loại lạnh nhập nội tâm cảm giác.
có người mạnh xông vào vương phủ, nhanh mở ra thủ hộ đại trận, bảo vệ kiếm vương đại nhân an toàn. Đại địa còn tại ngăn không được run rẩy, tính cả lấy toàn bộ vương phủ cũng tại rung mạnh, một tên tựa hồ là hộ vệ thống lĩnh người, lắc lắc người, sắc mặt một mảnh kinh hoàng, vội vàng giống to lên tiếng. Bọn người người nghe, cũng là vội vã gật đầu một cái, ấn quyết trong tay đủ bóp, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bất quá đây cũng không phải là bởi vì đột nhiên lọt vào địch tập, mà là bởi vì giống như đã từng quen biết khủng bố một màn, đúng là lần nữa phát sinh ở bọn họ trước mắt. Bọn họ còn thật sâu đến nhớ đến, hai tháng trước, đồng dạng là một nhóm người lập tức xâm nhập vương phủ đại náo một trận, lại rời đi. Vì thế, Phi Vân kiếm vương nhất thời giận dữ, trong nháy mắt đêm đó phiên trực mấy trăm dung hồn hộ vệ trong nháy mắt xử tử, cho nên tại Phi Vân thành phòng chống đột nhiên tăng lên, giá phòng giảm nhiều, đã từng không ai bì nổi vương phủ hộ vệ mấy trăm gia tộc, trong vòng một đêm sụp đổ, tứ tán thoát đi, cửa nát nhà tan. Người thường nói gần vua như gần cọp, nhưng ở kiếm vương thủ hạ làm việc, cũng không dễ nha. Lần này, đến phiên bọn họ phiên trực, đúng là lại bắt kịp kẻ trộm đánh bất ngờ, cũng thật sự là xui đến đổ máu. Ngươi nói các ngươi những người này, sớm không tới sông, muộn không tới sông, hết lần này tới lần khác tại lúc này, lão tử phiên trực thời điểm đến sông, không phải chuyên môn đến hại lão tử a. Lão tử cùng các ngươi cái gì thù cái gì oán niệm, các ngươi nhất định phải đuổi cái này giờ phút quan trọng lên nhằm vào lão tử. Tất cả mọi người trong lòng đều là một cỗ phẫn uất, nhưng cũng không có cách, trong lòng bọn họ rõ ràng, đây chính là bọn họ đen đủi, gặp phải cái này khổ cực sự tình, cũng chẳng trách người khác. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tận tốt chính mình bản chức công tác, ngăn lại nhóm này kẻ trộm quấy rối, cắt không thể lại phục hai tháng trước xe chi sư. Ông, một đạo vô hình ba động tràn ra, tại đông đảo vương phủ hộ vệ tề tâm hiệp lực kết ấn khai trận phía dưới, một đạo vô hình kết giới cuối cùng chậm rãi dâng lên, đem trong vương phủ viện bao khỏa ở bên trong, cùng mạnh xông tới đám kia kẻ trộm triệt để ngăn cách. Thấy tình cảnh này, tất cả hộ vệ trên mặt đều là nhất thời triển lộ ra vui mừng nụ cười, lần này bọn họ không có thất trách, những tặc nhân kia cũng không xông vào được tới. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn nụ cười hoàn toàn hiển hiện, hiu hiu hiu, ba đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, ba tên lão giả bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn tất cả mọi người trước mặt. Ngăn cách cái kia dần dần dâng lên vô hình kết giới, một lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, khẽ gật đầu, còn tốt. Thủ hộ đại trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra, dễ dàng rất. Nói xong, ba tên lão giả liếc nhìn nhau, đều là lộ ra mỉm cười cho, sau đó trong tay ấn quyết một kết, ba người đều ra một tay, hung hăng đụng vào nhau. Ba cái tay trưởng, lấy một loại có chút quỷ dị tư thế, chăm chú liên tiếp, ba người ba cái ngón trỏ, cũng một đến nổi bật mặt bàn tay, dây dưa cùng một chỗ, cuồn cuộn khủng bố năng lượng, tại cái kia ba ngón ở giữa không ngừng phun trào đi ra. Tam tài gộp vào phá thiên danh giới, ngút trời một kiếm hóa vân loan. Hét lớn một tiếng, ba người bàn tay cùng nhau chỉ về phía trước, bạch. Nhưng gặp một đạo tràn đầy hung sát một cỗ kiếm mang, đột ngột được từ tam lão ba ngón kiếm xông ra, uyển như một thanh từ trên trời giáng xuống thần kiếm giống như, thoáng qua liền đụng vào cái kia còn không tới kịp khép kín thủ hộ kết giới lên. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, cái kia đạo mang vương phủ chúng hộ vệ. Hơn 300 người tề lực mở ra thủ hộ đại trận, còn chưa ngăn cản một chút, liền dây lát ở giữa trong nháy mắt phá vỡ đi ra, liền trận cơ đều bị cái này cố cự lực chấn động đến ầm ầm, liên tục nổ vang, không còn lưu giữ chỗ nào. Cường đại trùng kích sóng, càng là ngang tỏa ra bốn phía, đem cái kia một đám hộ vệ chấn động đến kỳ quặc đổ máu, tâm phủ đều nát. Vừa mới còn 300 người hộ vệ, nhất thời liền thiếu 3/4, hơn 300 người cùng nhau gặp nạn. Cho dù là cái kia còn lại mấy chục người, đều là quy nguyên cao thủ, cũng là trọng thương phía dưới, nôn ra máu 3 lít không chỉ. Giờ này khắc này, lại hướng chung quanh nhìn lên, những người này không khỏi cùng nhau tròng mắt ngưng tụ, trong lòng hoảng hốt. Bởi vì cái này thời điểm, vương phủ bốn phía hơn 10 dặm phạm vi bên trong, đã là hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích, ngày bình thường đình đài lâu các, thủy tạ hồ đình, đều là trong nháy mắt này hóa thành bụi phấn. Riêng là kiếm mang kia xuyên qua chi địa, càng là xa xa trăm dặm, cơ hồ không một dầu lưu giữ, chỗ đi qua, tất cả đều hóa thành bột mịn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản nhìn không ra trước kia mảy may hình thái. T. Nhìn không được hít sâu một hơi,
còn thừa những hộ vệ kia đều là một mặt kinh hãi nhìn về phía ba cái kia lão giả, trên mặt bỗng dưng xoát trắng một mảnh. Cái này ba cái lão đầu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đều là quy nguyên cảnh tu giả, ba lão gia hỏa này liên thủ cũng quá mạnh a, đoán chừng cho dù là kiếm vương đích thân đến, cũng không làm gì được bọn họ a. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng bên trong đến tột cùng, bá bá bá. Lại là một chuỗi dài hắc ảnh không ngừng thoát ra, có mấy trăm chi chúng, đều là quy nguyên cao thủ, đã trong nháy mắt xuyên qua cái kia ba tên lão giả, hướng bọn họ phương hướng xông lại. Cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp xuất thủ, chiêu chiêu chí mạng. Kết quả là, ba tên lão giả chỉ là mở đường, còn không đợi lại động thủ, đã là có người động thủ trước, thay bọn họ quét dọn những thứ này tạp chủng. Tuy nhiên những cái kia tạp chủng cũng đồng dạng là quy nguyên cao thủ, nhưng là đi qua vừa mới trận kia rung mạnh, trọng thương phía dưới, thực lực giảm lớn, lại là căn bản không phải thượng quan gia những tinh anh này đối thủ. Bất quá thuần thục công phu, tại từng tiếng kêu gào trong tiếng kêu thảm, còn thừa những cái kia vương phủ cao thủ, cũng tất cả đều ào ào chết oan chết uổng, thoáng qua tức thì. Nhìn lấy đây hết thảy, thượng quan phi hùng lộ ra hài lòng nụ cười, tuy nói trong lúc này, bọn họ cũng tổn thất 10 tên quy nguyên cường giả, nhưng cùng chạm giết địch nhân số lượng so sánh, lại là chiếm tiện nghi lớn. Riêng là lần này bọn họ chủ yếu cầu cái chữ nhanh, vô luận là đánh bất ngờ vương phủ tiền viện, vẫn là cái này đạo thứ hai phòng tuyến, bọn họ đều không sao cả khó khăn, cơ hồ một đường thông suốt không trở ngại. Thuận lợi như vậy, cũng là hắn ngay từ đầu vạn vạn không nghĩ đến, không khỏi đột nhiên lộ ra vui vẻ nụ cười. Cứ theo đà này, bọn họ xâm nhập Lang Huyên Thủy Các, đoạt được trùng thiên kiếm chuồn mất về sau, đoán chừng cái kia thượng quan phi vân còn chưa kịp chạy đến đây, ha ha ha. Trong lòng cười to một tiếng, thượng quan phi hùng lại hung hăng vung tay lên, nhất thời hăng hái, đi, không cần thiết quá nhiều ham chiến. Vâng, mọi người hung hăng gật đầu một cái, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chảy ra không ngừng ra, bởi vì lần này đánh bất ngờ, thực sự quá thuận lợi, không thể nói được bọn họ rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Kết quả là, mọi người một bước chân, tiếp tục hướng phía trước đột tiến, tốc độ nhanh như điện chớp, trên mặt dũng mãnh vô địch, tựa hồ lúc này, bất kỳ người nào đều khó mà lại ngăn lại bọn họ cước bộ, bọn họ đã không ai địch nổi. Thế nhưng là, bọn họ không biết là, cái này tất cả mọi thứ, lại là sớm đã bố trí xong mồi câu, bọn họ ngay tại hướng một cái vô tận trong túi chui vào. Một phương diện khác, thượng quan Khinh Yên đuổi tới vương trước cửa phủ, nhìn đến cái kia một đám toái thi biển máu, vương phủ bên ngoài tĩnh mịch một mảnh, liền biết cha nàng đã mang tộc nhân đột kích đi vào, không khỏi sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn tràng cảnh này, trong vương phủ hỗn chiến nhất định tương đương thảm liệt, tiểu tam tử một đứa bé, nếu là trong lúc vô tình cuốn vào bên trong, đâu còn có đường sống có thể nói. Chỉ sợ mọi người khinh thường thương tổn hắn, nhưng bốn phía phát tán cường giả dư âm, cũng đủ để đem đứa nhỏ này chém giết. Nghĩ như vậy, thượng quan Khinh Yên mày nhíu lại càng sâu, thật sâu nhìn bên trong liếc một chút, trong mắt khẽ run, tựa hồ có chút do dự, nhưng là rất nhanh lại ánh mắt nhất định. Bỗng dưng đạp chân xuống, thì muốn xông vào. Yên nhi, không thể. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, thượng quan Ngọc Lâm bóng người lần nữa rơi xuống trước mặt nàng, ra sức vồ một cái nàng cánh tay, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hiện tại cứu cứu tại trong vương phủ đại chiến, bên trong cho dù là dung hồn cao thủ đều là pháo hôi, quy nguyên cao thủ cũng khó tự vệ tánh mạng, người một cái hóa hư bát trọng tu giả, đi vào chỉ có một con đường chết. Chớ có cầm tính mạng mình trò đùa a.